Tống Thư Hàng, thấy Đậu Đậu phát tới tọa độ về sau, hắn liền lập tức đã minh bạch. Đậu Đậu ra hỏa này, chỉ sợ sáng sớm hôm nay liền từ Hoàng Sơn tiền bối động phủ, hướng Giang Nam Đại học thành vị trí chạy đến. Ta vậy mà sẽ tin tưởng Đậu Đậu thật sẽ ở 5 ngày sau, rồi hãy tới tìm ta. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Ngu xuẩn Tống Thư Hàng a, Đậu Đậu làm sao có thể có biết điều như vậy? Hắn muốn thật muốn có biết điều như vậy lời nói, tên của nó liền viết ngược lại. Tống Thư Hàng run rẩy theo giá sách bên cạnh đứng lên, đem một quyển thiếu nữ manga thả trở về giá sách. May mà hắn học bá không gian bên trong, viễn cổ ngôn ngữ học tập đã qua một đoạn thời gian. Nếu không, một bên nhịn được lôi điện thúc giục, một bên muốn đi qua cứu Đậu Đậu, sẽ chết người. Phải lên đường sao? Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đi đón Đậu Đậu đi, cũng không thể khiến nó gặp chuyện không may. Đậu Đậu thế nhưng là Tống Thư Hàng vừa bước vào tu chân giới không lâu, liền quen biết Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Hơn nữa lúc trước Đậu Đậu cũng là Tống Thư Hàng cường lực auto. Tuy rằng Đậu Đậu có đôi khi rất không đáng tin. Vì vậy Tống Thư Hàng tuyệt đối không thể để cho Đậu Đậu gặp chuyện không may. Mặt khác, bị Đậu Đậu cầu cứu cảm giác có chút điểm không tệ. Dứt lời, Tống Thư Hàng theo trên giá sách tiện tay quất quyển sách, chạy chậm lấy đi vào thu phí trước đài. Đem hắn sách đưa lên, lão nương bản, hôm nay liền thuê một quyển. Xinh đẹp như hoa bà chủ để quyển sách trên tay xuống, đưa tay mơn trớn bản thân bên tai sợi tóc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thư Hàng liếc, nhỏ nhẹ nói, người có đoạn thời gian không có tới. Ha ha, gần nhất có chút bận bịu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu bà chủ dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ hắn. Ta gần nhất quả nhiên lại dài đẹp trai xuất sắc rồi rất nhiều. Ngươi lần trước cùng lần trước đó cùng với lần trước trước nữa thuê sách, cũng còn không có trả lại cho ta. Bà chủ bình tĩnh nói, bị ngươi thuê đi qua thời gian rất dài, lúc nào trả sách. Tống Thư Hàng gượng cười, lần tới nhất định nhớ kỹ trả lại. Ừ, bà chủ thu Tống Thư Hàng tiền thế chấp, đóng cái dấu, đem sách đưa cho Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng lại quay đầu, một lần nữa cầm lấy sách của mình quan sát. Tống Thư Hàng thu hồi thuê sách vở, nhanh chóng chạy ra thuê sách khách điếm. Hắn linh hoạt tại trong đám người xuyên qua, vài bước rẽ vào một cái không người phố nhỏ. Ngay sau đó, hắn tại trên người mình bố trí ẩn thân huyễn thuật. Vừa thuê tiểu thuyết, bị hắn để vào đến lắc tay pháp khí bên trong. Ngày mai đi, ngày mai phải nhớ kỹ đem tất cả sách trả lại cho bà chủ. Bởi vì thời gian đang gấp, hắn trực tiếp tế ra mực bạo quân song đao nhấc chân bước lên, vèo một chút, hướng Đậu Đậu tọa độ thẳng tắp tiến đến. Mực bạo quân song đao, thân là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một trong, giải phóng phong ấn phía sau có thể đạt tới lục phẩm pháp khí tốc độ. Nếu không có vòng bảo hộ, bay quá nhanh thời gian sẽ cảm giác trong nội tâm trống trơn, không có đáy. Bên kia, Đậu Đậu thu hồi điện thoại tay. Vốn là kích hoạt lên bản thân vòng đeo cổ mới. Cái này vòng đeo cổ mới là Hoàng Sơn tấn chức thất phẩm tôn giả về sau, vì hắn tái chế trang bị. Một khi kích hoạt về sau, có thể tại Đậu Đậu lông tóc bên trên độ lên một tầng phòng ngự, đẳng cấp không sai biệt lắm có ngũ phẩm đỉnh phong trái phải, là Đậu Đậu thân thể có thể thừa nhận cực hạn. Kích hoạt về sau, Đậu Đậu lông tóc bên trên độ lên hoàng kim thần sắc, mỗi sợi lông đều giống như kim loại tạo thành, ngay sau đó Đậu Đậu đầu lưỡi một cuốn. Một chương phù văn bị hắn nấp trong dưới lưỡi lục phẩm cường lực công kích phù văn huyền hoàng kiếm phù, bên trong ẩn chứa hoàng sơn lục phẩm cấp một kích. Nếu có thể tới gần thiên nhân máy phi hành, một kiếm xuống dưới có thể làm cho chúng nó thật tốt sung sướng. Tốt nhất có thể phá đi cái kia chiếc thiên nhân máy phi hành. Cái này có lợi cho chúng nó kế tiếp chạy thoát thân kế hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Đậu Đậu hặc hặc cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, chính diện tiếp đón hướng cái kia thiên nhân máy phi hành. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Kim đan tán tu, tuy rằng rất cảm động, nhưng cái này thật không là hắn muốn kết quả. Thiên nhân săn bắn mục tiêu là hắn. Nói chung, thiên nhân đối với tứ phẩm cấp yêu quái không có hứng thú. Trừ phi là săn bắn trên đường tiện đường gặp gỡ, tại săn bắn hắn đồng thời, mới có thể tiện tay quét sạch tứ phẩm yêu loại. Cho nên nói, cái này đầu tứ phẩm khuyển yêu chỉ cần tránh đi đào tẩu, cũng sẽ không bị cuốn vào hắn trong lúc nguy nan. Mặt khác, hắn là thật hy vọng cái này đầu tứ phẩm đại yêu có thể thay hắn chuyển cái viện quân tới. Tu hành không dễ, đặc biệt là tán tu, tu hành gian khổ. Hắn thật vất vả tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới,
còn không muốn sớm như vậy liền thân tử đạo tiêu. Càng không muốn bản thân vất vả khổ cực ngưng tụ một viên kim đan, thành thiên nhân chiến lợi phẩm. Nếu như cái này đầu khuyển yêu có thể chạy ra đi, tìm cứu binh đến, cũng có thể cho hắn lưu lại một đường hy vọng sinh tồn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đầu khuyển yêu như vậy lỗ mãng, trực tiếp đi lên liền đánh. Đã xong, không chỉ ta muốn xong, còn muốn liên lụy vị này khuyển đạo hữu. Kim đan tán tu trong lòng phát khổ. Sớm biết như vậy cái này đầu khuyển yêu tính cách như vậy cương liệt, hắn cũng không truyền tin khuyển yêu, trực tiếp quay đầu, liều mạng chịu đựng mấy phát cung tiễn, đổi lại phương hướng chạy thoát thân. Ngu xuẩn thiên nhân, ăn ta một kích, đậu đậu hặc hặc cười, dưới bàn chân hỏa diễm luân nâng hắn linh hoạt di chuyển, thời gian mấy hơi thở liền tiếp cận đến thiên nhân máy phi hành bên cạnh. Thiên nhân nhóm săn bắn đối tượng là kim đan tán tu, nhìn thấy đậu đậu chủ động nhào tới về sau, máy phi hành bên trong có một cái ngũ phẩm thiên nhân thay đổi cung tiễn, đối với đậu đậu bắn một mũi tên. Tại thiên nhân nhóm xem ra, cái này một mũi tên xuống dưới, chỉ có tứ phẩm cấp đậu đậu tuyệt đối thập tử vô sinh. Đối mặt cái này một mũi tên, đậu đậu tận lực nghiêng người tránh né. Chỉ là cái kia cung tiễn tốc độ quá nhanh, như trước lao thân thể của nó bắn qua. Đ, A, N, G, G. Ngũ phẩm thiên nhân một mũi tên, cùng đậu đậu kim sắc lông tóc ở giữa lao ra một chuỗi ánh lửa. Tiễn chi rơi xuống, đậu đậu nhưng lại ngay cả cọng lông cũng không có làm bị thương. Ngay tại lúc này, đậu đậu đầu lưỡi vừa phun, cái kia tấm sớm đã vận sức chờ phát động huyền hoàng kiếm phủ kích hoạt. Một cái uy nghiêm nam tử hư ảnh hiển hiện, cái kia hư ảnh hai tay giơ lên cao một chuôi cự kiếm, đối với thiên nhân máy phi hành hung hăng chém xuống một kiếm. Đây là lục phẩm cấp một kiếm, bộ bộ máy phi hành bên trong, thiên nhân nhóm lo lắng kêu to lên. Máy phi hành mãnh liệt gia tốc, tránh né một kiếm này chảm kích. Đồng thời, có 10 tầng màu sắc khác nhau phòng ngự trận pháp hiển hiện, đem máy phi hành bao vây lại. Oanh huyền hoàng kiếm phủ chém đang phi hành khí cụ phần đuôi. Kiếm phủ uy lực cùng phòng ngự trận pháp tại va chạm, nhấc lên một hồi bạo tạc sóng khí. Cách đó không xa, vị kia ngũ phẩm tán tu ngây dại. Vị này tứ phẩm khuyển đạo hữu, như vậy sinh mãnh. Thiên nhân máy phi hành bên trên, cái kia 10 tầng phòng ngự trận pháp không ngừng bị chém vỡ. Một hơi tầm đó, phòng ngự bị chém ra. Huyền hoàng kiếm phủ chém đang phi hành khí cụ vỏ ngoài bên trên. Tiếc nuối chính là, kiếm phủ năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ ở máy phi hành vỏ ngoài bên trên chém ra một cái miệng vỡ, vừa ý, không thể triệt để phá hư máy phi hành. Ta còn cho rằng ít nhất có thể đem cái này máy phi hành chém phế. Đánh giá thấp, kế hoạch thất bại, đậu đậu nói khẽ. Đáng tiếc cái này huyền hoàng kiếm phủ hắn chỉ có một mai, nếu như còn có thể nhiều một mai. Nhị liên kích xuống dưới, nói không chừng thật có thể quét sạch chiếc này máy phi hành. Đậu đậu ban đầu kế hoạch, liền là hủy diệt máy phi hành, lại để cho thiên nhân nhóm dựa vào sức mạnh tới đây đuổi theo hắn cùng vị kia kim đan tán tu. Đã không có máy phi hành, thiên nhân nhóm truy kích tốc độ liền sẽ hạ thấp hơn phân nửa, bọn hắn chạy thoát thân cũng sẽ nhẹ nhõm một ít. Đã thất bại, vậy không thể lại lãng phí thời gian, chuồn là thượng sách. Trong lúc suy tư, hắn biến hóa nhanh chóng, huyễn hóa thành nhân hình. Biến ảo hình người, ngũ phẩm đại yêu, kim đan tán tu nhãn tình sáng lên. Rõ ràng đối phương trên thân yêu lực chấn động chỉ có tứ phẩm mức độ, không nghĩ tới dĩ nhiên là tôn ngũ phẩm đại yêu ngụy trang. Khó trách như vậy lỗ mãng. Có lẽ, ta cùng hắn liên thủ, thật sự có hy vọng chạy trốn. Ngũ phẩm tán tu thầm nghĩ trong lòng. Tới đây a, tới đây đánh ta à? Đậu đậu cười to nói. Hắn đối với máy phi hành ngoắc một cái tay, ngay sau đó, hắn dưới bàn chân phong hỏa luân lần nữa tế lên. Bỏ chạy thời điểm, đậu đậu đối với kim đan kia tán tu truyền âm nói, đuổi kịp ta. Tiếp đó, hắn nhanh chóng hướng Giang Nam Đại học thành vị trí phi độn đi qua. Kim đan tán tu vừa mới chuẩn bị liên thủ đậu đậu, cứng rắn đánh thiên nhân một sóng. Không nghĩ tới đậu đậu lại quay người bỏ chạy. Vị này khuyển đạo hữu, hoàn toàn không theo lý ra bài A. Nếu như vị này khuyển đạo hữu muốn chạy trốn lời nói, cái kia. Để ta làm tiếp tục hấp dẫn những ngày này người lực chú ý, làm cho hắn thành công chạy trốn. Trong nháy mắt, kim đan tán tu trong lòng vọt lên như vậy cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này có cường đại tự mình hy sinh tinh thần, hắn có thể tu luyện tới ngũ phẩm, quả thực là kỳ tích. Hơn nữa,
bản thân hắn số mệnh đương nhiên muốn kiên cường. Mau cùng bên trên ta, chúng ta cùng viện quân tụ hợp. Đậu Đậu lần nữa truyền âm nói. Còn có viện quân, Kim Đan tán tu không do dự nữa, hắn nhanh chóng đuổi kịp Đậu Đậu, hướng Giang Nam Đại học thành vị trí bỏ chạy. Sau lưng, thiên nhân máy phi hành ổn định thân hình, oanh minh hướng Đậu Đậu cùng Kim Đan tán tu đánh tới. Oanh 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 máy phi hành đuổi theo một đoạn lộ trình về sau, đột nhiên toát ra một chuỗi khói đen. Ngay sau đó, máy phi hành cửa mở ra, tổng cộng 10 tôn thiên nhân theo máy phi hành bên trong ép ra ngoài. 10 con thiên nhân có 7 con là ngũ phẩm linh hoàng, còn lại 3 con là tứ phẩm góp đủ số. Bọn hắn theo máy phi hành bên trong vây quanh về sau, chán nản kêu to lên, tiếp đó bọn hắn tế lên các loại phi hành thủ đoạn, hướng phía Đậu Đậu cùng Kim Đan tán tu tiếp tục đuổi đi. Ha 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 ha, máy phi hành hỏng mất, không uổng công ta lãng phí một tấm kiếm phù. Đậu Đậu cười ha hả. Vốn cho là mình đã thất bại, không nghĩ tới cái này máy phi hành đã bay một lát còn là hỏng mất. Kể từ đó, thiên nhân nhóm muốn truy kích chúng ta phải dựa vào chính bọn hắn phi hành thủ đoạn, đối với chúng ta có lợi. Đậu Đậu nói. Khuyển đạo hữu, chúng ta kế tiếp muốn hướng chạy đi đâu? Kim Đan tán tu lên tiếng hỏi. Giang Nam Đại học thành vị trí, chỗ đó có ta một vị hảo hữu ở đằng kia. Lấy thực lực của hắn, xác định có thể giúp chúng ta ngăn lại nhóm này thiên nhân. Đậu Đậu cười nói. Hắn một lần nữa hóa thành khuyển yêu hình thái, bốn chân bước lên phong hỏa luân, khởi động cao nhất tốc độ. Lúc trước sở dĩ hóa thành nhân hình trạng thái, là để cho tiện ở lúc mấu chốt bắt đầu dùng hoàng sơn cho nó một tấm độn phù. Hiện tại thiên nhân máy phi hành sụp đổ, hắn dựa vào phong hỏa luân cũng đủ để chạy thoát thân. Sau lưng, thiên nhân cung tiến, trường mâu không ngừng phóng tới. Câu loại này vong mệnh bỏ chạy cảm giác, kích thích. Đậu Đậu vui vẻ nói. Khuyển đạo hữu, muốn tiếp ứng cao thủ của chúng ta là ai? Ngũ phẩm tán tu hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Đậu Đậu, người nọ, người khẳng định cũng nhận thức. Ta cũng nhận thức, Kim Đan tán tu càng thêm nổi lên nghi ngờ. Đậu Đậu, gâu đến thời gian thấy hắn, nhớ kỹ đừng sợ đến kêu bá bá. Kim Đan tán tu, sắp đến viện quân là ta cùng vị này khuyển đạo hữu đều người quen biết. Ta cùng vị này khuyển đạo hữu mới quen đi. Vì vậy, ý của nó là viện quân là ở tu sĩ giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bất quá, ta vì sao gặp mặt phải sợ, còn phải quản gọi người ba ba. Tuy rằng tính cách của ta là tốt rồi điểm, nhưng ta cũng không có mở miệng gọi người ba ba sở thích. Coi như là tới đây trợ giúp chúng ta tiền bối, sức mạnh rất mạnh, lấy tính cách của ta, cũng tuyệt đối sẽ không vô sỉ đến gọi người ba ba mức độ. Kim Đan tán tu trong lòng nghĩ như vậy lấy. A a a a, lại bị bắn trúng. Tất mèo bọn người kia bắn thực chuẩn. Nếu không phải bản uông phòng ngự cao cường, sớm đã bị ghim thành chuỗi. Đậu Đậu thân hình trên không trung bên trên nhảy xuống tháo chạy, cái đuôi của nó đều gấp, phòng ngự cái mông của mình, không nghĩ tới bờ mông còn là trúng tên. May mà vòng đeo ở cổ kích hoạt phía sau phòng ngự hiệu quả còn đang ở, đầu mũi tên bị lông tóc kẹt, không có làm bị thương thân thể, liền có điểm đau. Kim Đan tán tu, là ảo giác sao? Rõ ràng hắn cùng vị này cẩu đạo hữu đang bị thiên nhân đuổi giết, nguy tại sớm tối, tùy thời khả năng bị loạn tiễn bắn chết. Nhưng vị này cẩu đạo hữu nhìn qua rất vui vẻ bộ dạng, nhảy đặc biệt sung sướng. Đậu Đậu giống như là đọc đã hiểu vị này Kim Đan tán tu biểu lộ, hắn gần nhất thật là khéo hiểu lòng người, hắn gần nhất càng ngày càng am hiểu theo mọi người biểu lộ, động tác nhỏ, tim đập, hô hấp các loại số liệu bên trong, đi suy đoán đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng tuy rằng khéo hiểu lòng người cùng không có nghĩa là hắn liền sẽ án lấy đối phương hy vọng đi đi. Ha ha, người đoán đúng rồi. Ta hiện tại đặc biệt sung sướng. Ta liền ưa thích loại này bị người đuổi giết kích thích cảm giác, chạy trốn về phía trời xa vô cùng bổng. Đậu Đậu thân hình tựa như phi hành trò chơi nhỏ bên trong tránh né mưa bom bão đạn máy bay nhỏ, tránh né mũi tên đuôi lông vũ cùng trường mâu. Kim Đan tán tu, quả nhiên. Người cùng chó cách tư duy hoàn toàn không phải một cái kênh bên trên. Cẩn thận, đối phương mang ra khác pháp khí. Đậu Đậu đột nhiên lại kêu lên. Nguyên bản đang đuổi giết bọn họ thiên nhân, lại tế ra hoàn toàn mới vũ khí. Là ba cái kia bay tương đối chậm tứ phẩm thiên nhân, chúng nó cùng một chỗ đã mang ra trống lớn hình dáng đồ vật, bắt đầu gõ động. Quanh tiếng trống nổ vang, Đậu Đậu cùng Kim Đan tán tu chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, cái kia sóng âm rót não. Thân thể càng giống như điện giật, chết lặng. Sóng âm pháp khí,
chúng nó còn có loại này thiên môn đồ vật nha. Đậu đậu nhếch mép răng nói, thính lực của nó so với cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ mạnh hơn ra rất nhiều, sóng âm loại hình pháp khí thương tổn đối với nó có tăng thêm. Liên quan tới điểm ấy tin tức, đến lúc đó muốn nói cho Hoàng Sơn đại ngốc. Oanh 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 cái kia tiếng trống không truyền vang lên. Đậu đậu cùng kim đan tán tu bị quấy nhiễu, tốc độ phi hành thấp xuống một đoạn. Tốc độ một chậm, cả hai đã bị mũi tên đuôi lông vũ cùng trường mâu bao trùm. Đậu đậu kích hoạt phong hỏa luân, ở trên hỏa diễm mãnh liệt mà ra, đem đậu đậu thân thể vây quanh. Hỏa diễm liền phảng phất có linh tính, lấy một loại núi lửa phun trào kiểu trùng kích, không ngừng áp xúc, phun trào, tiếp đón hướng những cái kia tiễn chi cùng trường mâu, đem chúng nó giải khai. Bên cạnh ngũ phẩm tán tu, trong tay tế lên một khối áo cà sa điên cuồng vũ động, đem mũi tên đuôi lông vũ ngăn lại. Đối với phần lớn tán tu mà nói, pháp bảo lớn lên dạng gì, là đâu một hệ đều không là vấn đề. Chỉ cần mình có thể sử dụng, bất kể là Phật, Đạo, Nho, Ma, đều lưu lại, nói không chừng lúc nào có thể dùng tới. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, đậu đậu lại nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, đem hắn treo đến trên cổ của mình, tiếp đó một lần nữa cho Tống Thư Hàng gọi điện thoại. Bên kia, Tống Thư Hàng điện thoại tiếp thông, ta đã hướng vị trí của ngươi trực tiếp đi qua. Thư Hàng, nhanh lên nữa, thiên nhân hỏa lực so với ta tưởng tượng cường đại hơn, ta cảm giác mình có chút không chịu nổi. Đậu đậu kêu lên, cắn chặt răng chống đỡ xuống dưới, ta rất nhanh liền đến. Tống Thư Hàng đáp, đậu đậu, mau tới a, điện thoại đừng đóng a, chúng ta bảo trì trò chuyện trạng thái a. Tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Bên kia, Tống Thư Hàng, đổi cái ngự đao phi hành tư thế. Thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy, mực bạo quân song đao bay đến trong tay hắn. Tay trái, tay phải tất cả một chuôi mực bạo quân song đao tiếp đó Tống Thư Hàng thi triển hắn hôm nay nắm giữ nhanh nhất đao độn bí thuật dắt đao thuật. Không đúng, là dắt đao thuật, là dắt đao. Dắt đao thuật cùng đao thuật, người sau bước cách rõ ràng cao một chút. Tống Thư Hàng chưa từng dùng hai thanh đao cùng một chỗ sử dụng qua dắt đao thuật. Hiện tại một nếm thử, tốc độ quả nhiên sâu phát nổ. Vèo một chút, song đao dẫn dắt Tống Thư Hàng, điên cuồng ra tốc. Hơn nữa, lấy tay cầm lấy song đao có một cái chỗ tốt. Sẽ không giống dùng chân đạp song đao như vậy xoạc thành chữ mã ma. Theo dắt đao thuật không ngừng ra tốc, rốt cuộc tại 15 cái hô hấp sau đó, Tống Thư Hàng sau lưng nổ lên âm bạo vân, nhảy vào đến tốc độ siêu âm trạng thái. Xích tiêu kiếm, a. Khó được gặp ngươi chủ động tiến nhập tốc độ siêu âm phi hành trạng thái. Xin hỏi bá Tống đạo hữu, ngươi có cái gì cảm tưởng? Xích tiêu kiếm lúc này nằm ở Tống Thư Hàng trên lưng, cảm giác giống như là hắn cưỡi Tống Thư Hàng. Có một chút, lần tới sử dụng dắt đao thuật lúc, ta muốn sửa tư thế. Ta muốn nằm ngửa, như vậy ta cũng sẽ không thấy mặt đất. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Dắt đao thuật thi triển thời gian, đao độn quang, hiện lên thoi nhọn loại hình dáng. Bao phủ tại bảo đao phía trên, ở trên có tránh gió, nước, hỏa, thổ, lôi năm loại trận pháp hiệu quả. Xích tiêu kiếm, ngũ phẩm linh hoàng trả lại sợ độ cao, người coi như là thiên hạ hãn hữu. Kỳ thật từ khi có thể đạp không mà đi về sau, ta chứng sợ độ cao đã tốt không sai biệt lắm. Liền có lúc bay rất cao, tốc độ lại quá nhanh lời nói, sợ độ cao cộng sợ tốc độ hai chứng đồng phát, ta sẽ phải chịu điểm ảnh hưởng. Tống Thư Hàng thở dài, nói, kế tiếp. Mỗi ngày chỉ cần có rãnh rỗi ta liền sẽ ngự đao đến không trung đi dạo một vòng. Nhiều nhất một tháng sau, ta cảm giác mình liền không cần lo lắng sợ tốc độ cùng sợ độ cao vấn đề. Ta thiếu chút nữa quên Thư Hàng ngươi sợ tốc độ, ta cảm giác ta có lẽ gọi sai viện quân. Lúc này, trong điện thoại truyền đến đậu đậu thanh âm, luôn cảm giác chờ ngươi cái này sợ độ cao ra hỏa bay đến về sau, ta đã nguội. Cùng đậu đậu, Tống Thư Hàng tại sử dụng dắt đao thuật thời gian. Cũng đưa điện thoại di động đọng ở trên cổ. Có đạo lý, ta đây đi trở về. Dù sao ta đi qua, người cũng lạnh. Tống Thư Hàng nói. Đậu đậu, thân ngươi thật muốn ta chết a? Ai a ta Hoàng Sơn, bờ mông lại chúng tên. Không mở vui đùa, Thư Hàng mau tới. Lại một lát ngươi cũng chỉ có thể thấy lạnh lạnh đậu đậu, ngươi tại tâm gì chịu đựng. Nghiến răng chống đỡ, tiếp đó làm ngươi thói quen loại thống khổ này về sau, ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật loại thống khổ này tưởng như là tựa như mưa bụi. Tống Thư Hàng nói. Đậu đậu, bị ghim chính là ta, người đương nhiên nói như vậy. Không,
ta là tại truyền thụ kinh nghiệm, cảm thụ thống khổ, nhẫn nại thống khổ, thói quen thống khổ. Cuối cùng, người biết cảm giác thống khổ cũng bất quá chỉ như vậy. Thói quen, là một loại lực lượng rất đáng sợ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói tỉ như hắn, đối với thống khổ nhẫn nại mức độ liền đã đạt đến một loại mình cũng không thể tin được mức độ. Giám định bí pháp, bây giờ không phải là toàn thân đại phun máu, hắn đều cảm giác không đau không ngứa. Thiên kiếp sét đánh, chỉ cần không phải vượt giai, đối với hắn mà nói cũng chỉ là thân thể khẽ run lên một chút cảm giác. Đây hết thảy, đều là thói quen lực lượng. Đậu Đậu như có điều suy nghĩ cảm thụ thống khổ, nhẫn nại thống khổ, thói quen thống khổ đằng sau, có phải hay không còn có một cái kêu hưởng thụ thống khổ cảnh giới. Làm Tống Thư Hàng sử dụng dắt đao thuật rốt cuộc đi đến chiến trường lúc, dùng thấy được chật vật không chịu nổi Đậu Đậu, cùng một vị ngũ phẩm tán tu. Đậu Đậu cùng ngũ phẩm tán tu đã bay không nổi, hai người bị buộc bức bách lấy đáp xuống tại một chỗ núi bờ chỗ, chỉ có thể khởi động phòng ngự, đau khổ ngăn cản. Ngũ phẩm tán tu nhìn qua đã tình trạng kiệt sức. Đậu Đậu dựa vào Hoàng Sơn lưu cho hắn pháp khí, tùy thời đều có thể phá vòng vây bỏ chạy. Nhưng hắn cũng không có rời đi, mà là hiệp trợ ngũ phẩm tán tu tiến hành phòng ngự. Thư Hàng, đã tới sao? Đậu Đậu lần nữa lên tiếng hỏi. Nếu như Thư Hàng còn chưa tới lời nói, hắn chỉ có chạy trước đi. Sau đó lại dẫn người đến, làm cho này vị có được tự mình hy sinh tinh thần ngũ phẩm tán tu báo thù. Đến, ta xem lại các ngươi. Tống Thư Hàng thanh âm, theo trong điện thoại di động truyền đến. Hắn những lời này, phảng phất như là hạn hán đã lâu phía sau giọt mưa. Đậu Đậu cùng ngũ phẩm tán tu đồng thời ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại. Oanh 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 một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang, đó là đao độn thuật đáp xuống nổ mạnh. Tống Thư Hàng hai tay cầm lấy song đao, trực tiếp một đầu vọt tới cái kia gõ trống to ba cái tứ phẩm thiên nhân vị trí. Tại va chạm đồng thời, Tống Thư Hàng toàn thân hiển hiện một tầng đen kịt kim loại thần sắc, phía sau hắn có 21 đầu thánh viên hư ảnh hiển hiện, thánh viên cầm trong tay nho ra bảo điển. Ba đại thối thể công pháp toàn bộ triển khai. Đang hướng Đậu Đậu, ngũ phẩm tán tu điên cuồng công kích thiên nhân nhóm, đã nghe được oanh long long thanh âm về sau, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Nhưng ngay tại chúng nó quay đầu trong thời gian, Tống Thư Hàng đã một đầu đụng vào cái kia trống to vị trí. Ba cái giơ lên trống lớn tứ phẩm thiên nhân bị đánh bay đi ra ngoài, tứ chi của bọn nó hiện lên bóp méo hình dáng, liền giống bị xe tăng triển đè ép. Từ không trung rơi xuống dưới, sinh tử không biết. Tống Thư Hàng đưa tay chụp tới, đem cái kia trống lớn thu vào loại này sóng âm hình dáng pháp khí, coi như mình không dùng đến, về sau cũng có thể giao cho đệ tử của mình sử dụng. Chít chít đấy oa oa rồi bảy tôn ngũ phẩm thiên nhân nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Phát ra các loại quỷ dị tiếng kêu. Tiếng kêu của bọn nó bên trong có vẻ kinh ngạc, cùng với không thể che hết kinh hỉ. Là tên này, cái kia trong bụng cất giấu 4 viên kim đan người biến dị loại hình tu sĩ. Nếu như săn thú hắn, chúng nó đem nhận đến vô thượng vinh quang. Tống Thư Hàng dừng lại thân hình, hắn cầm trong tay mực bạo quân song đao, chân đạp hư không. Có hai đóa màu đen hoa sen tại hắn dưới chân nở rộ, nâng lên thân hình của hắn. Thiên nhân nhóm ánh mắt tỏa sáng, như là thấy hiếm thấy chân bảo. Bảy con ngũ phẩm thiên nhân, cẩn thận từng ly từng tí đưa hắn vây quanh. Còn sống thiên nhân, giá cả so với chết mất muốn đáng giá. Tống Thư Hàng nói khẽ. Nghĩ tới đây, hắn tế ra bản thân thánh ấn cùng ma ấn. Bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma. Hai đại thánh ấn đều xuất hiện, tại Tống Thư Hàng sau lưng trôi nổi, trong nháy mắt cho thiên nhân mang đến nặng nề lực áp bách. Trên vách núi, ngũ phẩm tán tu, bá Tống, Đậu Đậu khinh thường nhìn hắn một cái. Ngũ phẩm tán tu đã triệt để chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến, bên người cẩu đạo hữu tùy tiện một chiếc điện thoại kêu đến, dĩ nhiên là nghìn năm đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này cẩu đạo hữu quan hệ rộng như vậy. Chủ yếu là vừa rồi, vị này cẩu đạo hữu cùng bá Tống Huyền Thánh tầm đó giao lưu ngữ khí. Phảng phất như là ngang hàng giao lưu. Theo hai người trong giọng nói có thể nghe được, bá Tống Huyền Thánh cùng vị này cẩu đạo hữu ở giữa tình cảm phi thường không tồi. Vì vậy, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới cẩu đạo hữu viện quân, sẽ là Huyền Thánh. Đang nhìn đến bá Tống Huyền Thánh song thánh ấn trong nháy mắt, hắn liền không tự chủ được kêu gọi ra bá Tống Thánh danh. Ngay sau đó, hắn cảm giác bụng của mình hơi có chút căng đau.
Bá Tống Huyền Thánh một câu kia, như thế nào là hiếu thuật, như thế nào là yêu thương, giống như tại hắn bên tai vang vọng. Hắn không khỏi rụt rụt thân thể, có chút theo tâm. Vừa một sợ, hắn liền cảm ứng được Đậu Đậu cái kia vương miệt thị ánh mắt. Vừa nhìn thấy Đậu Đậu biểu lộ, hắn lập tức liền nhớ lại Đậu Đậu lúc trước lời nói, hắn liền vội vàng khoát tay nói, a, không đúng. Ta không phải mới vừa đang gọi ba ba, ta là đang gọi bá bá huyền thánh. A không, là bá tống huyền thánh. Đậu Đậu, ha ha ha, kim đan tán tu phiền não ôm đầu. Đậu Đậu lại ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời chúng cước dẫm lên hắc liên, lưng đeo song thánh ấn, khí phách lẫm liệt Tống Thư Hàng. Hắn trong đầu vẫn không khỏi nhớ lại vô cùng lúc mới gặp mặt, trốn ở tiểu thập lục sau lưng tiểu thư hàng. Khi đó Tống Thư Hàng, đối mặt An Chi Ma Quân đột kích, rồi lại không hề lực chống cự, bị đối phương tóm đầu, mang đi Nguyệt Đao Tông. Thời gian cực nhanh, năm đó Tống Thư Hàng bất chi bất giác đã trưởng thành là một mình ngăn cản một mặt cường giả. Gâu, Đậu Đậu đột nhiên kêu một tiếng. Hắn cũng không biết mình vì sao phải gọi, nhưng dù sao không gọi, hắn trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Trong hư không, bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, bảy cái ngũ phẩm thiên nhân trong lòng cảm thấy không ổn, rõ ràng là biến dị bốn hạt nhân loại tu sĩ, làm sao biến hóa nhanh chóng hóa thành nghìn năm đệ nhất thánh. Thế nhưng, thánh ấn chắc là sẽ không gạt người. Hai cái thánh ấn bên trên, cái loại này áp bách huy áp, lại để cho hai chân của bọn hắn đều không tự chủ được run rẩy lên. Trước mắt nam tử này, thật sự là bá Tống Huyền Thánh. Nghĩ đến bá Tống Huyền Thánh đại biểu ý nghĩa, bụng của bọn hắn cũng không khỏi run rẩy lên. Huyễn thuật, người nhất định là huyễn pháp, công kích, nếu như hắn thật sự là huyền thánh, chúng ta chạy không được. Nếu như không phải, toàn lực của chúng ta một kích nhất định phải lại để cho hắn đẹp mắt. Ngũ phẩm thiên nhân dùng thiên nhân ngôn ngữ đường rẽ. Bảy con ngũ phẩm thiên nhân, trước tiên phát động tiến công. Vừa ra tay liền là đem hết toàn lực công kích. Được cường hóa đến mức tận cùng cung thần, lôi đình lóe lên thần cái giáo, huy hoàng lôi pháp, đủ để chém ra tiểu sơn đao khí, thiết cắt xoay tròn, đủ để đâm thấu tường thành quang súng, còn có khổng lồ chiến phủ. Rõ ràng chỉ có bảy người, chúng nó toàn lực xuất thủ thời gian, rồi lại bộc phát ra thiên quân vạn mã khí thế. Trong hư không, Tống Thư Hàng bắt đầu chuyển động. Hắn nhãn khiếu thiên phú đạn thời gian tự nhiên mà vậy khởi động. Có như vậy trong tích tắc, cung thần, lôi giáo, lôi điện pháp thuật, đao khí, quang súng, chiến phủ trong mắt hắn đều giống như dừng lại bình thường. Hôm nay nhãn khiếu thiên phú hiệu quả, tựa hồ đặc biệt tốt. Đúng rồi, bản thân mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn vấp không thay đổi đi ra. Bởi vì lúc trước bị béo cầu đánh một sóng, đem hắn thánh nhân chi nhãn lắp sau khi trở về, tạm thời không có lại đổi về tới đây. Xem ra, nhãn khiếu thiên khiếu hiệu quả. Là vì thánh nhân chi nhãn gia trì. Hơn nữa lần này sử dụng nhãn khiếu thiên phú lúc, hắn cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ có thể bắt kịp con mắt. Theo mắt trái bên trong, có chính khí truyền lại đi ra. Tống Thư Hàng sau lưng 21 đầu thánh viên trong tay nho ra kinh văn, đại phát ánh sáng. Tống Thư Hàng thể chất, trong nháy mắt đã nhận được thật lớn củng cố. Thân thể của hắn bắt đầu chuyển động, chân đạp hắc liên. Thân hình vừa sải bước đến thần tiễn trước mặt. Thần tiễn, trong mắt hắn cơ hồ là bất động, lấy rất chậm rãi tốc độ tại một chút phía trước di chuyển. Nhận đến thánh nhân chi nhãn chính khí củng cố về sau, Tống Thư Hàng huy động mực bạo quân song đao nhẹ nhàng vừa đỡ, liền đem thần tiễn chém dụng. Hắn không ngừng di chuyển, vung đao. Lôi giáo, pháp thuật, đao khí, quang súng, chiến phủ, toàn bộ bị hắn chém chết, đánh bay. Loại cảm giác này, rất thoải mái. Giống như là mở thời gian tạm dừng auto. Thừa dịp thánh nhân chi nhãn gia trì còn chưa kết thúc, Tống Thư Hàng tới gần cái kia vung ra chiến phủ ngũ phẩm thiên nhân trước mặt. Gia hỏa này sức mạnh mạnh nhất, trên lý luận đối với Tống Thư Hàng uy hiếp cũng lớn nhất. Tống Thư Hàng một tay đặt tại trên vai của hắn. Sau một khắc, nhãn khiếu thiên phú hiệu quả chấm dứt, thánh nhân chi nhãn gia trì đồng thời chấm dứt. Tại bảy tôn ngũ phẩm thiên nhân trong mắt xem ra, khi bọn hắn phát ra công kích trong chốc lát, bá Tống Huyền Thánh huy động hai tay, không chậm không ngắt quãng đem tất cả công kích chém dụng. Tiếp đó hắn thu hồi một chuôi bảo đao, đưa tay đặt tại chiến phủ thiên nhân trên bờ vai. Đây là làm cho người ta tuyệt vọng tốc độ. Bắt được, Tống Thư Hàng ha ha cười một tiếng, đưa tay hất lên. Phịch,
vị này thiên nhân bị ném bay lên. Hắn hướng lên đã bay chừng một mét phía sau, đột nhiên biến mất. Cứ như vậy biến mất không thấy, rõ ràng lúc trước còn đang ở không trung bay lên, lớn như vậy một cái thiên nhân, cứ như vậy đột nhiên không thấy. Còn sót lại sáu đầu thiên nhân tựa hồ bị dọa sợ, chúng nó quay người liền hướng sáu cái phương hướng bất đồng trốn tránh. Thế nhưng bọn hắn còn không có chạy ra vài bước, đã bị ngăn lại. Công đức xà mỹ nhân, một cái khuôn mặt mơ hồ thượng giai linh quỷ, cùng với bốn lớp kín trống rỗng xuất hiện vương giả bức tường, đem chia nhau chạy trốn thiên nhân toàn bộ ngăn lại. To lớn tứ đại vương giả bức tường, hơn 200 mét cao, rộng làm cho người ta tuyệt vọng, ngăn tại thiên nhân trước mặt. Lúc này, công đức xà mỹ nhân nắm lên một cái ngũ phẩm thiên nhân, đem đối phương ném hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp được thiên nhân, nâng cao cao, nhẹ nhàng ném đi. Thiên nhân hét thảm một tiếng. Cùng đồng bạn của nó bị vứt lên trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Đại biến người sống, hư không tiêu thất. Liền giống như hắn vốn là không tồn tại ở thế gian bình thường. Cái kia tôn khuôn mặt mơ hồ linh quỷ học công đức xà mỹ nhân bộ dáng, đưa tay cầm lấy một cái thiên nhân, ném hướng Tống Thư Hàng. Bị ném tới thiên nhân, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tống Thư Hàng tiếp được, nhẹ nhàng ném đi. Lại một vị thiên nhân biến mất không thấy. Loại thủ đoạn này, thật là quỷ dị. Thiên nhân nhóm chưa từng có gặp qua dạng này làm ảo thuật công kích phương thức. Không chỉ có là thiên nhân, phía dưới ngũ phẩm tán tu cũng xem không hiểu. Bá Tống Huyền Thánh đây là cái gì pháp thuật, là trực tiếp một hơi, đem thiên nhân biến thành cho tàn. Hay hoặc giả là nhẹ như vậy nhẹ ném đi lúc, thiên nhân nhóm bị ném ra mắt thường không cách nào thấy tốc độ, bị ném hướng bầu trời cao. Còn sót lại bốn cái thiên nhân tựa ở vương giả bên tường bên trên, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Khi bọn hắn lớn tiếng kêu sợ hãi lúc, bọn hắn trên trán mã hai chiều, đồng thời phát ra một đạo hào quang. Đạo kia hào quang, tại trong hư không tạo thành một mảnh màn sáng. Màn sáng bên trong, có một người cao lớn, xinh đẹp thiên nhân hình chiếu hiển hiện. Cái này thiên nhân phong cách vẽ, cùng với phổ thông thiên nhân khác nhau. Ngũ phẩm thiên nhân, giống như là dây chuyền sản xuất bên trên lượng sản đi ra, Tống Thư Hàng nhìn xem ngũ phẩm thiên nhân thời gian, đều có loại mặt đuôi mù cảm giác. Mà hình chiếu bên trong thiên nhân, phong cách vẽ thuần mỹ, lên sân khấu liền kèm theo hiệu ứng ánh sáng, toàn bộ người đều tại tỏa sáng. Cái vị này xinh đẹp thiên nhân nhìn không ra giới tính, hắn sau khi xuất hiện, cách màn sáng nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, chít chít đấy oa oa rồi Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn động, đưa đối phương một câu viễn cổ ngôn ngữ, câu này viễn cổ ngôn ngữ, là hắn rất vất vả học được. Ý là cùng loại với đồ ngốc a các loại ý tứ. Trong tấm hình cái kia xinh đẹp thiên nhân sững sờ, tiếp đó hắn đầu lưỡi đồng dạng một cuốn, bắt đầu dùng viễn cổ ngôn ngữ đối với Tống Thư Hàng nói một lớn thông. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng toàn bộ nghe không hiểu. Công đức xà mỹ nhân cùng diện mục mơ hồ linh quỷ lần nữa hành động. Đem cái kia bốn cái thiên nhân từng cái ném Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp được cái này mấy cái thiên nhân, đem chúng nó nhẹ nhàng ném đi. Bốn cái thiên nhân, toàn bộ bị Tống Thư Hàng đưa vào đến hạch tâm thế giới Đông Điện bên trong, nhốt lại. Đông Điện thật sự là đồ tốt. Từ khi khai phá ra Đông Điện giam người hiệu quả về sau, Tống Thư Hàng thì có loại dừng không được tới đây cảm giác. Loại này tiện tay ném đi, địch nhân biến mất không thấy gì nữa. Bị giam vào Đông Điện cảm giác, đặc biệt bổng. Tổng cộng 7 con thiên nhân, toàn bộ là sống. Đến lúc đó, có thể cầm lấy đi đổi rất nhiều tiền tiêu vặt. Đương nhiên, tại cầm chúng nó đổi tiền phía trước, muốn trước đem chúng nó trên thân bảo vật cho lấy xuống. Mỗi đầu ngũ phẩm thiên nhân trên thân đều có cùng loại một tấc thu nhỏ túi bình nhỏ, cũng không có thiếu linh thạch, trang bị. Thậm chí còn có thể sẽ có chúng nó săn bắn đến yêu đan, kim đan. Bốn cái thiên nhân bị bắt, cái kia màn sáng bên trong xinh đẹp thiên nhân mất đi năng lượng duy trì, đồng dạng bắt đầu tiêu tán. Tại tiêu tán phía trước, hắn đối với Tống Thư Hàng hung hăng chừng mắt liếc, tựa hồ là muốn đem Tống Thư Hàng một mực ghi tạc trong lòng. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, người nhận thức ra hỏa này sao? Thoạt nhìn tựa hồ tại thiên nhân tộc bên trong địa vị không thấp. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xích Tiêu Kiếm, ta đối với thiên nhân tộc lại không có nghiên cứu. Bất quá theo khí thế nhìn lại, ít nhất cũng là một vị tôn giả cấp thiên nhân đi. Tôn giả cấp A, Tống Thư Hàng sờ sờ cằm,
một lát ta đem hình tượng của nó vẽ ra tới đây, phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần trong đến hỏi hỏi nhìn. Sớm biết như vậy vừa rồi ta có lẽ cho nó chụp tấm hình ảnh chụp mới đúng. Dứt lời, Tống Thư Hàng theo trong hư không đạp rơi. Một bước một hắc liên. Hắn hạ xuống đậu đậu bên cạnh, nhẹ nhàng cho đậu đậu một cái ôm đậu đậu lúc này là đã yêu khuyển hình thái. Không phải nói tốt rồi 5 ngày sau lại tới tìm ta đi, ta lại vẫn thật tin tưởng ngươi rồi. Tống Thư Hàng cười nói. Đậu đậu mắt trợn trắng, 5 ngày thời gian quá dài, đời ta tu luyện giả, chỉ tranh sớm chiều. Ngươi thật không hoan nghênh ta mà nói, ta xoay người rời đi. Tống Thư Hàng cười nói, ngươi tới đều tới, ta còn có thể vội ngươi hay sao? Bất quá ta gần nhất đang nghỉ ngơi, chuẩn bị yên tĩnh vượt qua kế tiếp 4 ngày thời gian, học tập tốt. Ngươi coi như là cùng ở bên cạnh ta, cũng sẽ không có cái gì chuyện đùa. Không có vấn đề, ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đậu đậu cười ha hả nói. Tống Thư Hàng lại quay người nhìn về phía ngũ phẩm tán tu, vị đạo hữu này, ngươi tốt. Cảm ơn bá Tống tiền bối ân cứu mạng, ngũ phẩm tán tu cảm kích nói. Đón lấy, hắn lại cẩn thận hỏi, bá Tống tiền bối, ta có thể hỏi một chút, những thiên nhân kia biến mất, còn là đi đâu không? Những ngày kia người trong tay, với hắn đồng bạn nhục thân. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể đem đồng bạn nhục thân mang về, thật tốt an táng. Những thiên nhân kia, bọn hắn cũng không có biến mất, chỉ là bị ta sử dụng pháp thuật tóm. Dù sao còn sống thiên nhân càng thêm đáng giá, Tống Thư Hàng trả lời. Ngũ phẩm tán tu nghe vậy, trong lòng vui vẻ, cái kia bá Tống tiền bối, ngươi có thể giúp đỡ bận bịu nhìn một chút. Những thiên nhân này trong tay có hay không có ta đồng bạn Long Thiên Quân thân thể sao? Vị này ngũ phẩm tán tu, tên là Huyền Băng Đạo Nhân. Nguyên bản hắn cùng đồng bạn của mình Long Thiên Quân cùng một chỗ, tại phụ cận thăm dò một chỗ di tích theo chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo mở ra về sau, một ít cùng loại với bí cảnh không gian xuất hiện. Những thứ này bí cảnh kỳ thật liền là chư thiên vạn giới thông đạo mở ra về sau, vốn thế giới cùng mặt khác chư thiên vạn giới ở giữa một ít không gian tiểu tiết điểm. Những thứ này tiểu tiết điểm năng lượng không ổn định, không cách nào hình thành không gian thông đạo, cuối cùng tạo thành này chủng loại giống như bí cảnh không gian. Thông qua tiết điểm, có thể tiến nhập đến mặt khác chư thiên vạn giới bên trong một mảnh nhỏ khu vực. Những thứ này tọa độ không gian rất không ổn định, tùy thời khả năng biến mất. Hơn nữa, chúng nó tạo thành bí cảnh không gian bên trong, cũng không biết có đồ vật gì đó. Vận khí tốt có lẽ có thể được đến thật tốt bảo vật. Vận khí không tốt thậm chí khả năng tiến nhập bãi tha ma. Thậm chí là hố rác. Bất quá, đối với tán tu mà nói, những thứ này bí cảnh không gian đều là trời giáng cơ duyên, không thể bỏ qua. Ngộ nhỡ từ trung gian đã nhận được cái gì tốt bảo vật đây. Huyền Băng Đạo Nhân cùng Long Thiên Quân mới từ bí cảnh không gian bên trong thăm dò xong đi ra, liền gặp được thiên nhân tập kích. Long Thiên Quân sức mạnh yếu kém, tại thiên nhân công kích đến không có chống đỡ mấy cái hiệp. Đã bị loạn tiễn bắn thấu, nhục thân bị thiên nhân máy phi hành bên trên bộ chóc liên chảo bắt lấy, dẫn vào đến máy phi hành bên trong. Huyền Băng Đạo Nhân hy vọng có thể mang về bản thân đồng bạn nhục thân, lại để cho nhục thể của hắn có thể hóa đạo mai táng. Nếu như Long Thiên Quân hồn phách còn ở đó, nói không chừng còn có thể binh giải, tu luyện quỷ tiên chi đạo. Đồng bạn của ngươi, mời nén bi thương, Tống Thư Hàng nói khẽ, ta thay ngươi lục soát một chút những thiên nhân này. Bất quá, người đồng bạn nhục thân nói không chừng còn đang ở thiên nhân máy phi hành bên trên, máy phi hành ở đây sao? Máy phi hành bị ta chém hỏng mất, còn đang ở cách đó không xa. Đậu đậu trả lời. Ta đây trước đêm lúc trước bị đánh bay ba cái tứ phẩm thiên nhân đã nắm tới đây, lại một đường đi tìm máy phi hành. Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, hắn phái công đức xà mỹ nhân cùng diện mục mơ hồ linh quỷ, tiến nhập hạch tâm thế giới. Cho giam giữ tại đông điện bên trong thiên nhân soát người. Rất nhanh, công đức xà mỹ nhân, linh quỷ theo cái kia 7 cái ngũ phẩm thiên nhân trên thân, tất cả tìm ra một cái thu nhỏ vật phẩm cái chai. Trước kia Tống Thư Hàng muốn một cái một tấc thu nhỏ túi đều hao hết trắc trở, mà hiện trong tay hắn loại này thu nhỏ vật phẩm lưu trữ bình nhỏ đã nhiều đến 57 đầu. Bên trong có đại lượng đan dược, cây lao, cung tiễn vũ khí, tất cả đều là ngũ phẩm đẳng cấp. Mấy thứ này đến lúc đó bản thân không dùng được, toàn bộ có thể bán đi đổi thành linh thạch. Công đức xà mỹ nhân cưỡng ép mở ra những thứ này bình nhỏ bên trên cấm chế, lục soát những thứ này trong bình nhỏ cất giấu vật phẩm. Quả nhiên, tại một cái trong bình nhỏ,
nàng nhìn thấy một cỗ bị loạn tiễn bắn thủng ngũ phẩm tu sĩ nhục thân, hồn phách cũng đã tiêu tán. Tống Thư Hàng đem cái này đầu bình nhỏ lấy ra, thấy bên trong chết thảm Long Thiên Quân khe khẽ thở dài. Tu sĩ thế giới, nguy cơ tung hoành, hơi bất cẩn, cho dù là ngũ phẩm tu sĩ kim đan, cũng phải rơi cái thân vẫn đạo tiêu hạ tràng. Sinh tử rất có thể chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tu luyện giả thế giới, vẫn luôn tàn khốc như vậy. Đây là của ngươi đạo hữu sao? Tống Thư Hàng đem bình nhỏ đưa về phía Huyền Băng đạo nhân. Huyền Băng đạo nhân tiếp nhận cái chai, ý thức hướng trong bình quét qua. Đúng vậy, hắn liền là đồng bạn của ta Long Thiên Quân. Huyền Băng đạo nhân nói khẽ, một loại bi thương cảm giác vọt lên hắn trái tim. Rõ ràng đã là sống vài trăm năm ngũ phẩm tu sĩ, hắn lúc đầu vốn cho là mình sớm đã khám phá sinh tử. Nhưng mà, thấy bản thân đồng bạn chết ở trước mắt mình thời gian, loại này bi thương cảm giác không cách nào điều khiển tự động. Hắn có phục sinh chuẩn bị ở sau sao? Tống Thư Hàng nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Huyền Băng đạo nhân lắc đầu, ngũ phẩm linh hoàng cấp phục sinh phương pháp, không phải dễ dàng như vậy nhận đến. Đã liền rất nhiều cỡ lớn môn phái tinh anh, đều không có phục sinh phương pháp. Huống chi chúng ta những tán tu này, trong tay của ta ngược lại là có một loại phục sinh trận, nhưng ta cùng nhau gần 30 năm, còn không có đem phục sinh trận tài liệu gom đủ. Tống Thư Hàng bắt đầu trầm mặc. Nguyên lai phục sinh phương pháp, như vậy khó khăn, khả năng là chính bản thân hắn phục sinh pháp khí lấy được quá dễ dàng, vì vậy hắn trong lòng mình chẳng biết lúc nào, sinh ra phục sinh pháp khí tùy ý có thể thấy được ý nghĩ như vậy. Hồi tưởng lại, hắn một hơi theo cái gì hàng hóa đều có thể tiến tiên tử chỗ đó, mua một bộ đầy đủ phục sinh kim tệ thật sự là may mắn. Huyền Băng đạo nhân đưa tay theo trong bình ôm ra bản tốt mình Long Thiên Quân nhục thân, tiếp đó đem cái kia cái chai đưa trả cho Tống Thư Hàng. Bình này đưa ngươi đi, Tống Thư Hàng trả lời, ta và ngươi tầm đó coi như là có duyên phận, ngươi cũng dùng tốt hắn mang theo ngươi đồng bạn thân thể trở về, không cần chối từ, loại vật này trong tay của ta còn có rất nhiều. Cảm ơn bá Tống tiền bối, Huyền Băng đạo nhân nói khẽ. Bá Tống tiền bối, chân chính tiếp xúc thời gian, không hề giống trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Cũng không có trợn trừng người làm cho người ta mang thai sở thích. Một lần nữa đem Long Thiên Quân nhục thân chứa vào bình nhỏ về sau, Huyền Băng đạo nhân theo bản thân pháp bào bên trong móc ra một cái bao, đưa cho Tống Thư Hàng, bá Tống tiền bối, ân cứu mạng không coi là báo. Đây là ta cùng ta đồng bạn lúc trước tại bí cảnh bên trong tìm được đồ vật, kính xin bá Tống tiền bối nhận lấy. Bá Tống tiền bối cứu được hắn một mạng, lại đem hắn đồng bạn nhục thân trả lại cho hắn, thậm chí còn bổ sung đưa một kiện thu nhỏ loại hình chữ vật pháp khí. Đây chính là tam liên hoàn ân tình, Huyền Băng đạo nhân luôn cảm giác mình muốn hồi báo bá Tống tiền bối ít đồ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm giác trực tiếp đưa linh thạch quá tục. Cuối cùng hắn cảm giác, còn là cái này theo trong bí cảnh mang ra bảo vật, thích hợp nhất. Đem đồ vật đưa cho Tống Thư Hàng về sau, Huyền Băng đạo nhân đối với Tống Thư Hàng cùng đậu đậu hành lễ, Huyền đạo hữu, bá Tống tiền bối, chúng ta lần sau có duyên phận gặp lại. Ngày đó, nếu như Huyền đạo hữu cùng bá Tống tiền bối có việc, chỉ cần triệu hoán một tiếng, ta tuyệt không chối từ. Huyền Băng đạo nhân mang theo đồng bạn Long Thiên Quân nhục thân rời đi. Gia hỏa này nhân phẩm không tệ, quay đầu lại hướng Hoàng Sơn Đại Ngốc đề cử một chút. Đậu đậu nói khẽ, hắn lại nhìn hướng Tống Thư Hàng trong tay bao bọc, đây là vật gì? Tống Thư Hàng gói nhỏ mở ra, lộ ra một cái so với nắm đấm muốn lớn một chút máy móc trang bị, nhìn qua rất cao khoa học kỹ thuật cái chủng loại kia. Chỉnh thể trên có điểm hướng mô hình địa cầu. Không có cảm ứng được linh lực chấn động, cũng không có năng lượng chấn động. Hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm, đậu đậu lên tiếng hỏi. Thứ này nhìn qua không có bất kỳ năng lượng chấn động, bất quá hắn cái kia kết cấu phức tạp, sẽ cho người cảm giác thứ này có giá trị. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, Huyền Băng đạo nhân cùng đồng bạn của hắn mới có thể đem thứ này theo bí cảnh bên trong mang đi ra. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, tiếp xúc cái này bảo vật. Nghịch kình vũ sĩ quyền sáo đầu ngón tay rút đi, hắn hóa thành sương mù trạng thái, sử dụng giám định bí pháp. Giám định đại giới rất nhỏ. Tống Thư Hàng sương mù hình dáng trên thân thể chỉ xuất hiện một đạo thương tích nhỏ, đau đớn càng là mưa bụi, không hề cảm giác. Nguồn năng lượng để luyện khí, ngũ phẩm pháp khí lắp ráp bộ phận có thể đem các loại năng lượng khoáng thạch bên trong năng lượng tinh luyện ra tới đây, chuyển hóa làm thuần túy năng lượng tiến hành sử dụng. Cũng có thể dùng tại tinh luyện các loại năng lượng hạch tâm bên trong lực lượng,
đem chúng nó chuyển hóa, tiến hành lợi dụng. Một cái năng lượng để luyện khí, là ngũ phẩm pháp khí lắp ráp bộ phận, Tống Thư Hàng đem thứ này thu nhập chuỗi đeo tay không gian. Loại vật này, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hắn có cái gì hữu dụng. Hơn nữa nói thật, ngũ phẩm pháp khí, còn là lắp ráp bộ phận. Đối với Tống Thư Hàng hầu như không có trợ giúp. Hỏi một chút trong nhóm có hay không có tiền bối biết thứ này dùng như thế nào. Hoặc là có thể cho bạch tiền bối, hắn đối với loại vật này có lẽ cảm thấy rất hứng thú. Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, hắn phái ra bản thân linh quỷ, đi đem ba con tứ phẩm thiên nhân tóm trở về. Tiếp đó hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị đến Cửu Châu Nhất Hào Quần đến hỏi hỏi. Làm hắn mở ra điện thoại lúc, vừa vặn thu được một cái tin tức. Là ánh sáng rực rỡ phách số 1111 trò chơi trang bị khu vực giao dịch phục vụ tiểu khả muội tử, gửi tới tin tức, Hoàng Sơn tiền bối, người muốn Transformer loại hình thiên thuyền bản thiết kế đã đi ra, ta hiện tại đem bản thiết kế gửi đi cho ngươi, ngươi nếu như hài lòng lời nói, chúng ta bên này liền đưa vào sản xuất. Chuyên nghiệp, hiệu suất liền là nhanh. Ngày hôm qua đã nói sáng mai phát bản thiết kế, buổi sáng hôm nay liền lập tức phát đã tới. Tống Thư Hàng mở ra bản thiết kế, nhìn thoáng qua. Cái kia phức tạp xếp đặt thiết kế, cái kia làm cho người ta hoa mắt chuyên nghiệp từ ngữ phủ văn, hoàn toàn xem không hiểu. Nhìn cũng tương đương nhìn không. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm, hắn trả lời tiểu khả muội tử, tiểu khả tiên tử, dù sao xác định có thể biến hình đi. Đúng vậy, biến hình xếp đặt thiết kế đối với chúng ta mà nói là rất đơn giản sự tình. Hoàng Sơn tiền bối nếu như xem không hiểu bản thiết kế lời nói, có thể trực tiếp nhìn cuối cùng hai cái hình thái. Đó là tiên thuyền xe loại hình thái cùng cơ giáp hình thái. Ngoại hình có mấy loại lựa chọn, người lựa chọn trong đó một loại liền tốt. Tiểu khả muội tử trả lời. Đồng thời, trong nội tâm nàng càng xác định một sự kiện. Mua chiếc này Transformer tiên thuyền nhất định là đậu đậu không sai. Hoàng Sơn tiền bối thế nhưng là tiên thuyền chuyên gia. Loại này tiên thuyền bản thiết kế hắn liếc có thể xem hiểu. Tống Thư Hàng án lấy tiểu khả muội tử trả lời thuyết phục, trực tiếp lật đến cuối cùng một tờ. Ở trên, có đủ loại xe con mẫu mã, Tống Thư Hàng chỉ cần theo chúng tuyển ra một loại mẫu mã liền được. Tiếp đó còn có ba loại khác nhau trạng thái cơ giáp hình thức, Tống Thư Hàng đồng dạng có thể theo ba khoản trong tuyển chọn mình thích trạng thái. Đậu đậu, giúp ta nhìn xem, chọn đâu khoản sẽ tốt nhất. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Gâu, người đặt tiên thuyền, đậu đậu lập tức cũng hứng thú. Hai người bắt đầu nghiên cứu lên Transformer tiên thuyền hình thức cùng trạng thái. Bên kia Lan Tây đảo bên trên, bận rộn Điền Thiên đảo chủ cùng Thất Sinh phủ phủ chủ nghênh đón một vị khách nhân. Thật có lỗi, Điền Thiên đảo hữu, ta tại tới đây Điền Thiên đảo trên đường, bị cuốn vào một kiện hỗn loạn sự kiện bên trong, dẫn đến ta cùng ngoại giới mất liền, đến bây giờ mới chạy tới. Vị khách nhân này cười khổ nói. Thư Hàng tiểu hữu còn đang ở sao? Ta án lấy ước định đến, mang đi cái kia lục phẩm thiên nhân đi làm nghiên cứu. Mặt khác, các ngươi Điền Thiên đảo cần trợ giúp sao? Túy Hoàng kiếm sĩ ngươi cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu ước định. Điền Thiên đảo chủ trả lời, thế nhưng, Thư Hàng tiểu hữu sớm đã đi à? Đi, thần bí cư sĩ khóe miệng co giật, vậy hắn có lưu lại lục phẩm thiên nhân, hoặc là có lời gì bàn giao hai vị đạo hữu để lại cho ta không? Điền Thiên đảo chủ nói, không có. Ta nghĩ, có lẽ hắn quên mất. Cư sĩ, ngươi là lúc nào cùng Thư Hàng tiểu hữu ước định? Thất Sinh phù phủ chủ lên tiếng hỏi. Tại trong nhóm thời gian, cùng Thư Hàng tiểu hữu ước định. Lúc ấy các ngươi tất cả mọi người tại A. Thần bí cư sĩ ngẩng đầu ngắm trời, chỉ cảm thấy một hồi tâm nhét. Không chỉ có là Thư Hàng tiểu hữu quên mất, các ngươi toàn bộ quên mất nha. Thất Sinh phù phủ chủ. Từ khi tỉnh mục cư sĩ thần công đại thành về sau, tồn tại cảm giác đáp xuống thấp hơn. Trước kia chỉ là nhớ lầm hắn đạo hiệu, về sau thường xuyên lựa chọn tính đem sự hiện hữu của hắn đều quên đi, hiện tại càng là liền cùng hắn có quan hệ sự tình cũng sẽ quên mất. Tiếp tục như vậy nữa, tương lai tỉnh mục cư sĩ chân chính thần công đại thành thời gian, có thể hay không hắn đứng ở mọi người trước mặt, mọi người cũng không cách nào chú ý tới hắn. Tỉnh mục kiếm sĩ muốn chuyển chức làm thích khách sao? Mặt khác, tại tỉnh mục đạo hữu ngươi cùng ngoại giới mất liền mấy ngày thời gian trong, đã xảy ra một việc. Tu chân giới hàng năm hoạt động trước giờ đã bắt đầu, lần này hoạt động chủ đề là phản săn bắn thiên nhân. Vì vậy, tỉnh mục đạo hữu ngươi nếu như có rảnh rỗi lời nói, có thể bản thân đi bắt thiên nhân,
tham gia hoạt động. Thất sinh phù phủ chủ nhắc nhở, nói thật, ta hoài nghi thư hàng cái kia lục phẩm thiên nhân, có lẽ đã bị hắn cầm lấy đi đổi phần thưởng. Hắn dám khẳng định, thư hàng tiểu hữu nhất định cùng bọn họ, đem bản thân cùng tỉnh mục đạo hữu ước định quên mất. Mà đã quên mất ước định, vậy hắn trong tay cái kia lục phẩm thiên nhân, tự nhiên là cầm lấy đi đổi ban thưởng á. Thần bí cư sĩ tâm tính thiện lương nhét, tính, ta đối với loại hoạt động này không có hứng thú. Các ngươi điền thiên đảo bên trên có cái gì cần giúp địa phương sao? Ta lưu lại hỗ trợ tốt rồi, tới đây đều tới, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Cảm ơn cư sĩ, bây giờ ta điền thiên đảo trăm phế đợi hưng, ta tự đợi đến giống như cư sĩ dạng này lấy giúp người làm niềm vui đạo hữu, tới đây giúp ta giúp một tay. Điền thiên đảo chủ phát ra cởi mở tiếng cười. Thần bí cư sĩ, luôn cảm thấy tâm càng nhét. Được rồi, có chuyện gì cần ta giúp? Cư sĩ lên tiếng hỏi. Điền thiên đảo chủ móc ra bản thân điền thiên đảo địa đồ nói, bên này, phía đông vị trí bảo vệ đảo trận pháp, toàn bộ tan vỡ. Hiện tại chỉ có ta cùng thất sinh phù đạo hữu tại liều mạng chữa trị. Vì vậy, phía đông cái này một khối khu vực trận pháp, có thể giao cho tỉnh mục đạo hữu tới đây chữa trị sao? Chữa trị trận pháp cần có tài liệu cùng cần linh thạch cũng đã chuẩn bị xong. Cư sĩ ngắm nhìn địa đồ, gật đầu nói, vấn đề nhỏ, giao cho ta đi. Cảm ơn tỉnh mục đạo hữu. Điền thiên đảo chủ cảm kích nói. Cư sĩ ngẩng đầu ngắm trời, nếu như ngươi thật cảm động, cũng đừng gọi ta tỉnh mục đạo hữu. Ngươi muốn là thực không nhớ được đạo hiệu của ta, vậy học thất sinh phù đạo hữu, trực tiếp gọi ta cư sĩ. Ta gọi Túy Nhật A, cùng tỉnh mục có cọng lông xám quan hệ. Tốt, cư sĩ, điền thiên đảo chủ lập tức trở về nói. Cư sĩ dù sao đã là thất phẩm tôn giả tuy rằng cửu châu nhất hào quần đạo hữu, chỉ sợ không ai nhớ kỹ hắn đã là tôn giả. Cư sĩ chữa trị bảo vệ đảo trận pháp tốc độ bay nhanh. Một mảnh kia khu vực trận pháp, bất quá nửa giờ đã bị hắn chữa trị hoàn tất. Chữa trị sau khi hoàn thành, hắn ngồi ở một gốc cây xuống làm sơ nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị một lát lại đi tìm điền thiên đảo chủ. Nhìn xem còn có chuyện gì hay không là hắn có thể giúp đỡ bận bịu. Lúc này, điền thiên đảo chủ cùng thất sinh phù phủ chủ vừa vặn đi vào phiến khu vực này. Ồ, nơi đây trận pháp làm sao chữa trị? Ta nhớ được lúc trước phiến khu vực này trận pháp đã tan vỡ a. Thất sinh phù phủ chủ nói. Nhà ta trận pháp cũng không có tự động chữa trị công năng a. Điền thiên đảo chủ nói. Cư sĩ, là ta a, là ta a. Là ta chữa trị nhà các ngươi trận pháp a. Nửa giờ sau, hay vẫn là ngươi bản thân tự mình mời ta giúp ngươi chữa trị trận pháp a. Nghĩ không ra coi như xong, có thể là gần nhất bận bịu váng đầu. Thất sinh phù phủ chủ nói. Điền thiên đảo chủ thở dài, đi thôi, tiếp tục đi chữa trị xuống một mảnh khu vực đi. Tiếp đó, hai người liền làm bạn lấy rời đi. Cư sĩ dưới tàng cây khóc thành nước mắt người. Hắn ngự kiếm dựng lên, vèo một chút liền bay mất. Cư sĩ chuẩn bị tiến về trước Giang Nam khu, đi tìm Tống thư hàng tiểu hữu đi. Thực sự không phải là tìm thư hàng phiền toái, hắn còn không có nhỏ mọn như vậy. Hắn tấn chức thất phẩm về sau, cần củng cố bản mệnh pháp khí của mình. Củng cố trong quá trình cần một loại bát phẩm cấp tài liệu khuyển thánh nha. Cư sĩ nhớ kỹ Tống thư hàng trong tay thì có dư thừa, vì vậy chuẩn bị đi cùng Tống thư hàng giao dịch. Vì cùng Tống thư hàng tiểu hữu giao dịch, hắn chuẩn bị một cái bát phẩm cấp thiết mộc chi. Mặt khác, còn có một tấm thú vị pháp khí sủng vật hình hóa thân hạch tâm. Một loại thú vị hình pháp khí, có thể chứa ở bất kỳ vật thể bên trên, ngưng tụ ra một cái hóa thân tới đây chứa ở trên tảng đá có thể ngưng tụ ra thạch hóa thân chứa ở khối sắt bên trên có thể ngưng tụ ra thiết hóa thân chứa ở đầu gỗ bên trên có thể ngưng tụ ra mộc hóa thân. Đương nhiên, do vì thú vị hình pháp khí, ngưng tụ ra tới đây hóa thân cũng không có đủ bất kỳ lực lượng, chỉ có thể dùng để ngâm quần nói chuyện phiếm, bưng trà đưa nước. Ưu điểm là tiêu hao rất thấp, một viên phổ thông ngũ phẩm linh thạch liền với duy trì hóa thân hành động mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Là Tống thư hàng tha thiết ước mơ ngâm quần phân thân. Bên kia, linh quỷ của Tống thư hàng đem ba cái tứ phẩm thiên nhân đưa vào hạch tâm thế giới. Sau đó Tống thư hàng cùng Đậu Đậu lại đem cái kia chiếc bị chém hỏng thiên nhân máy phi hành thu về. Một người một chó hướng Giang Nam Đại học thành đi. Xe khách 7 chỗ đi, ta thích cái này một cái, mở lên tới đây nhất định rất có hình. Đậu Đậu đề nghị. Tống thư hàng, còn là phổ thông xe con hình thái đi, chiếc này tiên thuyền ta muốn dùng thật lâu.
Ngộ nhớ tương lai ta muốn tham gia tu chân giới đại hoạt động thời gian, mở ra một cỗ xe khách 7 chỗ bay qua đi, phong cách vẽ nhiều quỷ dị. Vậy ngươi mở ra một cỗ xe con bay qua đi, phong cách vẽ có thể tốt hơn chỗ nào? Đậu đậu phản bác, ngươi còn không bằng biến thành xe đạp đây. Xe đạp còn không bằng xe đẩy, dù sao xe đẩy còn đang ở tu chân giới cử hành qua giải thi đấu đây. Hơn nữa, bản thiết kế bên trong cũng không có xe đạp khuôn mẫu. Tống Thư Hàng nói. Một người một chó, một bên bay lên một bên thảo luận. Đến cuối cùng. Liền cái này đi, cái này chiếc 9 chỗ ngồi xe thương vụ, đằng sau cái ghế toàn bộ để nằm ngang, vừa vặn có thể cho ta nằm lăn lộn. Đậu đậu đề nghị. Tống Thư Hàng suy tư, cân nhắc đến hắn có đôi khi, muốn chở xe nhân số sẽ vượt qua 5 người, 9 chỗ ngồi tương đối mà nói có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Tốt, liền cái này đi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, kế tiếp, cơ giáp hình thái đây. Cái kia còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là càng khổng lồ càng tốt. Đậu đậu con mắt tỏa sáng nói, đại chính là chính nghĩa, hỏa lực chính là vương đạo. Tán thành, Tống Thư Hàng xuất thủ, lựa chọn khổng lồ nhất cơ giáp hình thái. Tiếp đó, đem hắn lựa chọn của mình, trả lời cho phục vụ tiểu khả tiên tử. Tốt, Hoàng Sơn tiền bối. Ngươi xác định lời nói, ta đầy biên cho ngươi tạo ra đơn đặt hàng, chậm nhất đêm nay có thể cho ngươi giao hàng. Ngươi lưu cái thu hàng địa chỉ. Tiểu khả trả lời. Buổi tối liền giao hàng. Tốc độ nhanh như vậy. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút về sau, đem dược sư cái kia tòa kiến trúc địa chỉ, để lại cho tiểu khả tiên tử, hàng hóa đến sau lại trả tiền sao. Đúng vậy, hàng hóa đến thỏa mãn về sau, chúng ta bên này sẽ thông báo cho Hoàng Sơn tiền bối tiến hành trả tiền. Mời không cần lo lắng, tiểu khả cô nương trả lời. Ừ, các nàng sẽ thông báo cho Hoàng Sơn tiền bối trả tiền, sẽ không truyền tin đậu đậu trả tiền. Không có vấn đề, trả tiền cần cho ngươi 5 sao khen ngợi sao? Tống Thư Hàng thói quen tính mà hỏi. Tiểu khả, khuôn mặt tươi cười biểu lộ tốt, xin cho ta 5 sao khen ngợi. Cái kia tự cấp ngươi 5 sao khen ngợi lúc trước, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo viễn cổ ngôn ngữ vấn đề sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Tiểu khả, ta nếu như không dạy lời nói, ngài là không phải cấp cho ta chê bai. Sau một lúc lâu, tiểu khả lại phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, đến, một lần a, một lần cuối cùng. Cái này khuôn mặt tươi cười biểu lộ, tiểu khả cô nương chen lấn có thể khổ cực rồi. Vậy cứ như thế nói định rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Đoán chừng, chỉ cần lại hướng tiểu khả cô nương thỉnh giáo một lần viễn cổ ngôn ngữ phía sau. Tính toán thời gian, bạch tiền bối có lẽ cũng trở về tới. Đến lúc đó có thể trực tiếp hướng bạch tiền bối thỉnh giáo viễn cổ ngôn ngữ đầu lưỡi cuốn động phương pháp. Tống Thư Hàng mang theo đậu đậu, từ không trung đáp xuống. Đáp xuống lúc, hắn lấy ra cái kia bạch tiền bối cho cái mền, đắp lên bản thân cùng thu nhỏ hình đậu đậu trên thân, che đậy hai người khí tức. Lại tại bản thân cùng đậu đậu trên thân bố trí huyễn thuật, phòng ngừa người bình thường thấy bọn hắn từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống phía sau. Đậu đậu lên tiếng nói, kế tiếp chúng ta đi đâu chơi? Đúng rồi, người trước kia tặng cho ta cái kia máy tính, đang ở nhà không? Có đoạn thời gian không có online chơi trò chơi. Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ, nói, được rồi, cái kia trở về dược sư lầu đi ngốc một lát đi. Ta vừa vặn lại học một lát viễn cổ ngôn ngữ, buổi tối cũng có thể chờ thu bưu kiện, tiên thuyền gửi kiện địa chỉ liền là dược sư lầu. Một người một chó bảo trì huyễn thuật trận pháp, khoác cái mền trực tiếp hướng ngoài trường học đi. Trên đường, Thư Hàng ôm đậu đậu trải qua bãi đỗ xe. Rất xa, hắn liền thấy một cỗ xe Việt giã vèo một chút chui vào bãi đỗ xe, một cái drip. Xinh đẹp dừng ở bên cạnh mới chỗ đậu xe. Bên cạnh, xe không có thành công đi vào. Xe này, có phải hay không có chút nhìn quen mắt? Đậu đậu truyền âm nhập mật nói. Nhất định, nhanh ngồi xổm xuống giấu kỹ, chúng ta lần này không có bị nghiền ép, thật sự là vận khí nghịch thiên. Tống Thư Hàng trả lời. Một người một chó khoác cái mền, rụt. Một lát sau, Đông Phương Lục tiên tử từ trên xe bước xuống. Nàng quay đầu chung quanh. Phát hiện bên cạnh không ai. Tiếp đó nàng nhanh chóng phóng ra một cái cấp thấp huyễn thuật, bao phủ người của nàng cùng xe. Đón lấy, nàng đưa tay nắm lên bản thân cái kia chiếc khổng lồ xe Việt giã, đem xe nâng lên, loảng xoảng một tiếng, để vào bên cạnh mới chỗ đậu xe bên trong. Đông Phương Lục tiên tử hài lòng vỗ vỗ tay. Đỗ xe kỹ năng X-Head tiếp đó, Đông Phương Lục tiên tử lấy điện thoại cầm tay ra, này,
tạo hóa đạo hữu, ta đến. Ừ tốt, ta sẽ không cùng thư hàng tiểu hữu nhấp lên việc này. Ừ minh bạch, đến lúc đó chúng ta có thể cho hắn một kinh hỉ. Vậy cứ như thế nói định rồi, ta hiện tại đi tìm ngươi. Dứt lời, Đông Phương Lục tiên tử giải trừ huyễn thuật, hướng ngoài trường học đi. Tống thư hàng, tới tự tạo hóa tiền bối kinh hỉ. Đông Phương Lục tiên tử trong điện thoại cho Tống thư hàng quá nhiều kinh hỉ, cái này kinh hỉ thoáng có chút lớn, lại để cho hắn có chút không chịu nổi. Tống thư hàng trong lòng bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không cùng tại phía xa Lan Tây thành phân thân đổi một vị trí. Phân thân loại vật này, không phải là dùng để cho bản thể đội nồi nha. Mặc dù nói phân thân cùng hắn tầm đó, các loại giác quan chia sẻ. Nhưng đã có phân thân với tư cách hỏa hoãn, bản thể chịu đắng, yếu nhược bên trên một tầng. Một mực chờ Đông Phương Lục tiên tử rời xa về sau, Tống thư hàng cùng Đậu Đậu mới dám thở không ra hơi. Lúc trước, bọn hắn hai người thế nhưng là liền khí cũng không dám thở gấp, sợ bị Đông Phương Lục tiên tử phát hiện. Thư hàng, bản uông cảm giác ngươi gần nhất mấy ngày nay mi tâm biến thành màu đen. Cái kia, ta nghĩ tới ta còn là chuyển ra chỗ ở đi. Ta lần này đi ra, Hoàng Sơn cho đầy đủ hoạt động tiền vốn, ta ngay tại nhà của ngươi phụ cận thuê căn nhà phòng ở. Đậu Đậu nói. Về phần Hoàng Sơn chân quân nói xuất ra tới đây giải sầu một ngày sự tình, sớm đã bị hắn không biết quên đi đến cái góc nào. Tống thư hàng dùng sức ôm chặt tiểu Đậu Đậu, hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng gánh. Ta và ngươi tầm đó, không phải huynh đệ rồi lại hơn hẳn huynh đệ. Dù là ta chỉ nghèo đến thừa một chén cơm, cũng có Đậu Đậu ngươi một nửa. Ta hiện tại được lớn như vậy một căn nhà dược sư cao ốc làm sao có thể không có ngươi được vị trí. Không muốn khách khí với ta, an tâm ở lại đi. Dứt lời, Tống thư hàng ôm Đậu Đậu, nhanh chóng hướng dược sư cao ốc chạy tới. Đậu Đậu, ngươi cho ta nghe tiếng người a. Mẹ chứng, đổi mấy tháng trước, bản uông nắm lên ngươi, chính là một cái trên địa cầu ném đem ngươi ném trời cao. Yên tâm đi, ta có hạch tâm thế giới ở đây. Tống thư hàng cười nói, tạo hóa tiền bối nếu là thật tìm tới tận cửa rồi, cấp cho ta cái kinh hỉ lớn, ta không thể trêu vào còn sợ không nổi sao. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ sợ đến hạch tâm thế giới đi. Đậu Đậu nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, cùng lắm thì sợ a. Thư hàng ngươi nói có lý, bản uông đói bụng, chúng ta đi mua điểm sữa bò vị thức ăn cho chó không? Lần trước ta tại phố Mỹ Thực đã tìm được một nhà thức ăn cho chó khách điếm, bán các loại khẩu vị thức ăn cho chó, trong đó sữa bò vị vô cùng ngon miệng. Đậu Đậu hướng Tống thư hàng cường lực đề cử. Tống thư hàng khẽ mỉm cười nói, muốn ăn cái gì, ta mời khách. Đậu Đậu chỉ sợ không biết, hắn hạch tâm thế giới, mỗi đến thời điểm mấu chốt nói sợ liền sợ, hoàn toàn dựa vào không được. Nhưng chuyện này, hắn là sẽ không cùng Đậu Đậu nói. Hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu a. Sau đó cả ngày thời gian, Tống thư hàng phụng bồi Đậu Đậu dạo phố mua đại lượng thức ăn, mang về dược sư cao ốc. Tiếp đó hắn lại nhất tâm nhị dụng, một bên phụng bồi Đậu Đậu soát trò chơi, một bên ý thức cảm giác vào học bá hệ thống bắt đầu học tập viễn cổ ngôn ngữ. Học tập để ta vui vẻ trò chơi cùng học tập hỗ trợ lẫn nhau, thời gian qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt cũng đã là trạng vạng tối thời gian. Lại nói, ta lúc trước một mực liền nghĩ nói, thư hàng ngươi có phải hay không ngã bệnh? Đậu Đậu bảo trì đại yêu khuyển hình thái, linh hoạt điều khiển chuột cùng bàn phím, một bên lên tiếng hỏi. Hắn tuy rằng có thể hóa thành nhân hình, nhưng trước mắt đối với nó mà nói còn là khuyển yêu hình thái linh hoạt hơn. Từ xế chiều bắt đầu về sau, người vẫn tại run rẩy không ngừng, cùng ta nói chuyện phiếm thời gian, thanh âm cũng đều mang theo thanh âm rung động. Đậu Đậu lên tiếng nói. Ti không cần lo lắng, đây không phải bệnh. Tống thư hàng mỉm cười nói. Ta một bên chơi với ngươi trò chơi, một bên còn đang ở học tập viễn cổ ngôn ngữ. Viễn cổ ngôn ngữ học tương đối khó khăn, hơn nữa ta học bá hệ thống còn kèm theo trừng phạt hiệu quả. Thanh âm rung động chỉ là bị trừng phạt hệ thống điện rồi một chút mà thôi. Năm Thảo, ngươi đến chưa run rẩy không ngừng là vì không ngừng bị điện. Đậu Đậu mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này, không ngừng bị điện, run rẩy không ngừng, lại vẫn có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ chơi game. Đậu Đậu không khỏi nhớ tới Tống thư hàng lúc trước cùng hắn nói. Cảm thụ thống khổ, chịu được thống khổ, thói quen thống khổ. Gia hỏa này, sẽ không đã tiến nhập tầng thứ tư đoạn, bắt đầu hưởng thụ thống khổ đi. Leng keng lúc này, dược sư cao ốc phía dưới chuông cửa bị người ấn vang.
Có khách nhân, thời gian này điểm, là bằng hữu của ngươi bảo ngươi ăn cơm không? Đậu Đậu lên tiếng hỏi. Hôm nay thứ bảy, bằng hữu của ta là nửa học ngoại trú, buổi sáng sau đó có lẽ đều về nhà. Tống Thư Hàng cười nói, vì vậy, hẳn là bưu kiện đến, chính là chúng ta đặt làm ra tiên thuyền. Nhanh như vậy, buổi sáng mới phát bản thiết kế, buổi tối liền đến hàng hóa. Ta trước kia đặt lúc, cũng không có nhanh như vậy à. Đậu Đậu nghi ngờ nói. Ta chọn chính là một cái đã có kiểu mới tiên thuyền, chỉ là cải tiến một chút, tăng thêm biến hình công năng. Vì vậy giao hàng đặc biệt nhanh đi, Tống Thư Hàng nói, dứt lời đem hắn bản thân laptop đổ lên Đậu Đậu dưới chân, đến, ta nhân vật cũng từ ngươi trước khống chế được, ta xuống dưới lấy cái bưu kiện, lập tức quay lại. Chờ một chút xuống, đang tại đẩy boss A, ta chân sau không có chân trước linh hoạt. Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hàng phất phất tay. Nhất tâm nhị dụng đối với tu sĩ mà nói thế nhưng là rất thực dụng kỹ năng, Đậu Đậu nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phịch hắn tiêu sái phất tay, đóng cửa xuống lầu. Uông uông uông, đáng hận, liều mạng a. Bất quá là nhất tâm nhị dụng, ta trước kia còn một người cùng sáu cái sở sở nói chuyện phiếm đây. Đậu Đậu trong miệng phát ra nhiệt huyết tiếng kêu, hắn chân trước khống chế được bản thân máy vi tính, điên cuồng đánh bàn phím cùng chuột. Chân sau khống chế được Tống Thư Hàng bàn phím chuột, khống chế được Tống Thư Hàng nhân vật tiến hành phụ trợ. Hắn bốn đầu chân không ngừng đập rung, nhìn qua giống như là co quắp. Tống Thư Hàng nhanh chóng chạy đến dưới lầu, mở ra dược sư cao ốc cửa phòng. Tiếng chuông cửa vẫn còn tiếp tục. Là đưa bưu kiện sao? Ta lập tức tới á. Tống Thư Hàng kêu lên. Ngoài phòng, một cái lạnh lạnh thanh âm bình tĩnh nói, không. Không phải đưa bưu kiện. Là mở cửa điều tra đồng hồ nước. Tống Thư Hàng, là ta, Túy Nhật cư sĩ. Cư sĩ bình tĩnh nói. Túy Nhật cư sĩ, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chờ, nếu như hắn nhớ không lầm. Hắn nhanh chóng móc ra điện thoại di động của mình, xem xét dưới bản thân đánh dấu tên. Tối Việt cư sĩ. Âm đọc hẳn là dui gạch dưới đu mới đúng chứ. Tại sao sẽ biến thành Tối Nhật? Tống Thư Hàng mở ra đại môn. Tiếp đó liền thấy cư sĩ cái kia tấm tức lạ lẫm lại quen thuộc mặt. Tối Việt cư sĩ, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí lại xác nhận nói. Thư Hàng tiểu hữu, là Túy Nhật, không phải Túy Nguyệt, cư sĩ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Vì vậy, rốt cuộc là hắn trong điện thoại di động nhớ lộn, còn là Tối Việt cư sĩ rốt cuộc liền hắn đạo hiệu của mình đều không nhớ được. Quay đầu lại, tìm Bắc Hà tiền bối xác nhận một chút. Bắc Hà tiền bối chỗ đó cũng có Tối Việt tiền bối hài âm à. Cư sĩ mời đến, Tống Thư Hàng cười nói. Lại nói, Tối Việt, không đúng, Tối Nhật cư sĩ, người đi qua Điền Thiên Đảo sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cư sĩ nhẹ gật đầu, nhưng nghe đến ngươi đã rời đi, vì vậy ta chuyên môn theo Điền Thiên Đảo bay đến nơi đây, tới tìm ngươi. Ha ha, thế nhưng ta tại Điền Thiên Đảo bên cạnh Lan Tây Đảo, lưu lại phân thân a. Có việc có thể trực tiếp đi Lan Tây Đảo tìm phân thân của ta. Điền Thiên Đảo chủ cùng thất sinh phù tiền bối cũng không có cùng ngươi nói việc này sao? Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc. Tối Nhật cư sĩ, không có, cái kia không có lương tâm triệt để đưa hắn quên mất, căn bản không cùng hắn nhấp lên qua việc này. Tối Nhật cư sĩ nghĩ tới Điền Thiên Đảo bên trên sự tình, hốc mắt đều ẩm ướt. Có lẽ là Điền Thiên Đảo chủ cùng thất sinh phù tiền bối bận quá. Vì vậy quên cùng cư sĩ nhấp lên việc này rồi à. Tống Thư Hàng an ủi. Tối Nhật cư sĩ còn cần nghiên cứu cái kia lục phẩm thiên nhân sao? Lục phẩm thiên nhân ta còn thay ngươi lưu lại. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi ừ, lúc trước hắn là hoàn toàn đem cái này ước định quên mất. Thẳng đến thấy Tối Việt cư sĩ về sau, mới một lần nữa nghĩ tới chuyện này tới đây. May mà bản thân cơ trí tại Lan Tây Đảo lưu lại cái phân thân. Bởi như vậy, Tối Việt cư sĩ cũng sẽ không trách tội với hắn. Quả nhiên, Thư Hàng tiểu hữu ngươi so với kia hai cái không có lương tâm muốn tốt hơn nhiều. Tối Nhật cư sĩ cảm khái nói không hổ là đã từng cùng hắn đồng bệnh tương liên tiểu hữu. Bất quá, cái kia lục phẩm thiên nhân coi như xong, ta nghe nói, hiện tại thiên nhân đã bị xếp vào hàng năm hoạt động. Hơn nữa, Hoàng Sơn tiền bối bọn hắn có lẽ cũng đã nghiên cứu qua thiên nhân. Thư Hàng tiểu hữu thiên nhân. Thì lấy đi tham gia hoạt động đi. Ta lần này tới đây, chủ yếu là muốn cùng Thư Hàng tiểu hữu tiến hành một bút giao dịch. Cư sĩ nói. Cư sĩ mời nói, Tống Thư Hàng nói.
bởi vì chính mình lúc trước không cẩn thận quên mất cùng cư sĩ ước định, Tống Thư Hàng trong lòng đặc biệt áy náy. Vì vậy, cư sĩ cùng với hắn giao dịch cái gì lời nói, hắn chắc chắn tận lực thỏa mãn cư sĩ yêu cầu. Ta nhớ được, Thư Hàng tiểu hữu ngươi chế tạo cái kia một bộ bát phẩm cấp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lúc, còn có khuyển thánh nha dư thừa. Cư sĩ lên tiếng hỏi. Đúng vậy, luyện chế xong pháp khí về sau, trong tay của ta còn có hai quả khuyển thánh nha dư thừa. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Lúc ấy hắn lấy được khuyển thánh nha có 10 miếng, trong đó hai quả dùng để luyện chế hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lại dùng 6 miếng đổi 4 phần thỏ thánh mao. Còn có hai quả dư thừa. Ta nghĩ cùng Thư Hàng tiểu hữu đổi một mai khuyển thánh nha, ta dùng căn này bát phẩm thiết mộc chi cùng tiểu hữu tiến hành giao dịch, có thể chứ? Cư sĩ móc ra cái kia căn thiết mộc chi, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận căn này thiết mộc chi, nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Bát phẩm khuyển thánh nha để đó hắn cũng không có gì dùng. Trong nhóm tiền bối đã có dùng nơi đến, đồng giá trao đổi, hắn đương nhiên vui mừng làm cái nhân tình. Hắn theo trong hạch tâm thế giới lấy ra một mai bát phẩm khuyển thánh nha giao cho cư sĩ. Cảm ơn tiểu hữu, cư sĩ cười nói. Giao dịch hoàn thành về sau, cư sĩ lại lấy ra cái kia thú vị hình pháp khí sủng vật hình hóa thân hạch tâm giao cho Tống Thư Hàng, đúng rồi, vật này đưa cho tiểu hữu. Coi như thời gian lần này giao dịch thêm đầu, đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Thư Hàng tiểu hữu ngươi không phải vẫn muốn ngâm quần phân thân sao? Cái này sủng vật hình hóa thân hạch tâm có lẽ có thể thỏa mãn ngươi cần. Cư sĩ đem cái này hạch tâm công năng cùng Tống Thư Hàng giảng thuật một lần. Phóng tới cái gì bên trên, có thể ngưng tụ ra cái gì hạch tâm. Cái kia phóng tới hoàng kim bên trên, còn có thể biến ra một cái hoàng kim Tống Thư Hàng hóa thân tới đây. Tống Thư Hàng lập tức cũng nhớ tới bản thân cái kia một phòng kim sa. Tự nhiên có thể, cư sĩ nói. Tống Thư Hàng lại sờ sờ cầm suy tư, nếu như... Ta đem hắn cài đặt đến trên xe. Cái này, ta sẽ không thử qua. Cư sĩ trả lời là ảo giác sao? Cảm giác Thư Hàng tiểu hữu cách tư duy, có loại đậu đậu cộng tam lãng cộng bạch tiền bối kết hợp. Tại đối mặt Tống Thư Hàng thời gian, giống như đồng thời tại đối mặt trên đây ba vị. Có cơ hội ta đi thử xem, Tống Thư Hàng nói. Vừa vặn Tống Thư Hàng dự định tiên thuyền xe thương vụ biến hình cơ giáp muốn đưa đến lúc đó chất lên đi. Nhìn xem thiên thuyền có thể hay không nhiều hơn nữa cái hóa thân hình thái biến thân. Nếu quả thật thành công, vậy hắn thiên thuyền thì có ý tứ. Bình thường có thể lưu lại thay hắn ngâm quần, nói chuyện phiếm, giữ nhà. Có cần lúc, chỉ cần triệu hoán hắn, có thể nhanh chóng xuất hiện, biến thân làm 9 chỗ ngồi xe thương vụ. Thậm chí tại không ai nhìn nơi đến, còn có thể biến thân làm to lớn cơ giáp. Một lần nữa cho hắn gia tăng một ít vũ khí các loại. Nói không chừng còn có thể có được cường đại sức chiến đấu. Nếu như hóa thân có thể mở ra hạch tâm thế giới lời nói, thì càng thú vị. Hắn chẳng khác nào hơn nhiều cái triệu hoán hóa thân công năng. Mặt khác, Tống Thư Hàng trong lòng còn có cái to gan ý tưởng cái này sủng vật hình hóa thân hạch tâm ngoại trừ chứa ở những thứ này tử vật bên trên bên ngoài, còn có thể hay không chứa vào sinh vật trên thân. Tỉ như chứa vào đậu đậu trên thân, sẽ như thế nào? Cái ý nghĩ này... Hắn không có nói ra. Chờ hắn trước tìm một cái phổ thông tiểu cẩu hoặc là con mèo nhỏ thử xem rồi hãy nói. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, người nơi này có trống không gian phòng sao? Ta cũng cần minh tưởng tu luyện một lát, lối suy nghĩ xuống ta bản mệnh pháp khí như thế nào thăng cấp. Cư sĩ lên tiếng hỏi. Hắn tại tiếp nhận Tống Thư Hàng cái này khuyển thánh nha lúc, trong đầu không khỏi hiện hiện rất nhiều loại tấn chức bản thân bản mệnh pháp khí phương án. Những thứ này linh quang lóe lên phương án, đều là quý giá đốn ngộ. Hắn sẵn còn nóng đem những thứ này phương án đều nhớ kỹ, làm bản mệnh pháp khí của mình thăng cấp cung cấp tham khảo. Không có vấn đề, toàn bộ dược sư cao ốc hiện tại đều rất trống, cư sĩ ngươi muốn được cái nào gian phòng đều tùy ý. Tống Thư Hàng cười nói. Cư sĩ muốn ở lại, hắn đương nhiên là giơ hai tay hai chân hoan nghênh đến lúc đó, ngộ nhớ tạo hóa pháp vương muốn lên cửa đưa kinh hỉ. Nhiều người cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ, tự ít đi một phần thương tổn nha. Cảm ơn tiểu hữu, cư sĩ cầm lấy khuyển thánh nha, tiến nhập dược sư cao ốc về sau, tùy ý tìm cái gian phòng, bố trí xuống tầng tầng trận pháp, không thể chờ đợi được tiến nhập minh tưởng trạng thái. Đưa cư sĩ vào nhà về sau, Tống Thư Hàng đóng cửa, trở lại gian phòng của mình. Tại đó, đậu đậu ngồi dưới đất, cả người cũng còn tại run rẩy bình thường.
hắn một cái gâu khống chế hai cái nhân vật, khống chế trình độ còn coi như không tệ, tiếp tục nữa lời nói, boss cưa đổ đang nhìn. Cần ta tiếp nhận sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không cần, xem ta hai khống chế đến cùng, một hơi đẩy cái này boss, uông uông uông, ta nhất định có thể làm. Đậu đậu nhiệt huyết kêu lên. Hắn tựa hồ yêu mến loại này một người thao túng hai cái nhân vật cảm giác. Vậy được rồi, Tống Thư Hàng cười ha hả mở ra điện thoại, cho Bắc Hà tán nhân phát cái nói chuyện riêng, Bắc Hà tiền bối ở đây sao? Tại, chuyện gì, vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà, một năm 365 ngày, hầu như không có đâu một khắc không tại tuyến. Bắc Hà tiền bối, ta muốn hướng ngươi xác minh một sự kiện. Tối Việt tiền bối đạo hiệu âm đọc, là dùi gạch dưới đu không có sai đi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ừ, ta đây biên ghi chép mấy cái hải âm, có tối ước, túy Việt, trủy duyệt. Hẳn là cái này âm đọc, sẽ không sai. Bắc Hà tán nhân khẳng định nói. Tống Thư Hàng, thế nhưng, hôm nay cư sĩ đã tìm tới cửa. Hắn nói hắn đạo hiệu không phải tối Việt mà là tối Nhật. Hơn nữa còn cùng ta thừa nhận hai lần. Bắc Hà tán nhân, tối cái gì? Tống Thư Hàng, tối Nhật ta nghe rành mạch. Hắn phi thường khẳng định nói là Nhật. Bắc Hà tán nhân, che mặt biểu lộ ngày hôm nay, rốt cục vẫn phải tới. Cư sĩ liền hắn đạo hiệu của mình cũng quên mất. Tống Thư Hàng, quả nhiên, ta cũng là nghĩ như vậy. Bắc Hà tán nhân, đưa hắn đạo hiệu ghi chú sửa một chút đi, tại tối ước đằng sau thêm cái tối Nhật. Trước mắt trước xưng hô hắn là tối Nhật đi, hy vọng chính hắn sẽ không lại nhớ lầm. Tống Thư Hàng, cũng chỉ làm vậy, đúng rồi, Bắc Hà tiền bối. Lần trước ta hôn mê về sau. Hoàng Sơn tiền bối cùng mọi người có phải hay không tại trong cơ thể của ta tăng thêm cái biện pháp an toàn phòng ngự trận pháp? Ha ha, đúng vậy a. Hoàng Sơn tiền bối lo lắng ngươi hơi bất cẩn lại tự bạo, vậy là liên hợp Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu, cho ngươi rơi xuống một cái phòng ấn kiểu phòng ngự trận pháp. Bắc Hà tán nhân đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, chờ. Năm Thảo, ngươi tấn chức lục phẩm. Không có đây, ta còn là ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá ta lại thêm cái kim đan hạch tâm. Tiếp đó trong cơ thể cái kia biện pháp an toàn phòng ngự liền biến mất. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Bắc Hà tán nhân, Bắc Hà tiền bối, trận pháp kia còn có thể bổ sung trở về sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bắc Hà tán nhân, bạo tạc đi, Thư Hàng. Tống Thư Hàng, trận pháp kia, là tập tất cả Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu lực lượng, tại Bạch tiền bối cùng Thất Thu tiền bối chủ đạo xuống, in dấu phía dưới phong ấn. Từ lần trước thực tiền yến tụ hội về sau. Trong nhóm đạo hữu tất cả trở về tất cả nhà, muốn lần nữa cho ngươi thi triển trận pháp, độ khó rất lớn. Bắc Hà tán nhân nói, Thư Hàng gần nhất ngươi lúc tu luyện chú ý an toàn. Ta hiểu được, cảm ơn Bắc Hà tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Bắc Hà tán nhân, bất quá, ngươi hơn nhiều một cái kim đan hạch tâm về sau, có thể giải khai cái kia bảo hộ biện pháp trận pháp nói rõ ngươi bây giờ đại khái chẳng khác gì là một cái lục phẩm chân quân. Có lẽ... Ngươi chính là cái kia tự bảo tai họa ngầm đã cởi bỏ cũng không nhất định. Ngươi có rảnh lại để cho tìm một vị tiền bối cho ngươi kiểm tra một chút. Có đạo lý, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Có lẽ, hắn tự bảo tai họa ngầm đã không còn đây. Nghĩ như vậy lúc, Tống Thư Hàng trong nội tâm đều thoải mái vài phần. Chấm dứt cùng Bắc Hà tán nhân trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu đã san bằng boss. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, cho lực lượng. Tống Thư Hàng, nỗ lực lên. Thư Hàng, người nói cái đuôi của ta, có thể hay không cũng khống chế một dàn máy vi tính, thực hiện ba khống chế. Đậu Đậu lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, nếu như người có thể có hai cái đuôi lời nói, có lẽ có thể làm đến. Để ta suy nghĩ thật kỹ, Diệt Phượng đều có thể dài ra vài cái đuôi, không có lý do ta làm không được a. Đậu Đậu nói. Tống Thư Hàng. Diệt Phượng tiền bối giống loài cùng ngươi đều không giống nhau được không? Xa xôi Diệt Phượng động phủ Diệt Phượng công tử sờ sờ cằm, đang đối với một cái chảo ngẩn người. Cái chảo, hình cầu, nhìn qua rất tuyệt bộ dạng. Chắc là do dự nửa ngày về sau, Diệt Phượng công tử nhẹ nhàng nhảy, ở giữa không trung công tử thân hình nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ có mèo con lớn nhỏ. Hắn vững vàng rơi vào cái chảo trong. Ngồi ở phía trên, một mặt thỏa mãn. Mới minh tưởng vị trí giải quyết, kế tiếp liền dùng cái này thay thế bổ đoàn. Ta cảm giác ta minh tưởng tốc độ có thể tăng lên 2 cái điểm. Tại ngốc đậu đậu tấn chức ngũ phẩm phía trước,
ta ít nhất phải đạt tới tiếp cận độ lục phẩm thiên kiếp mức độ, thậm chí là tấn chức lục phẩm. Diệt Phượng công tử nói khẽ. Diệt Phượng công tử muốn cho Đậu Đậu biết, coi như là hắn tấn chức ngũ phẩm, bản thân vĩnh viễn còn đè ép hắn nửa cấp, như cũ là Đậu Đậu khắc tinh. Cảnh đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Lúc này, tiên thuyền phục vụ Tiểu Khả lại phát tới tin tức, Hoàng Sơn tiền bối, người còn tại tuyến sao? Ở đây, Tống Thư Hàng trả lời một câu. Lại nói không phải nói thật nhanh gửi đến vào hôm nay đưa đến sao? Hiện tại đều đêm khuya đi. Chẳng lẽ bưu kiện hiện tại đã tới rồi? Người còn tại tuyến thật tốt quá, bưu kiện của ngươi rất nhanh muốn đến, mời chuẩn bị một chút tiếp thu. Tiểu Khả tiên tử phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Ta muốn làm sao tiếp thu? Là phi kiếm bưu kiện đến, còn là thông qua phương thức gì đưa đến? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái này đã muộn, hẳn không phải là phổ thông bưu kiện đi. Lúc trước, hắn còn suy đoán, bản thân hôm nay có thể hay không lại gặp gỡ lái phi cơ đưa bưu kiện Tư Mã Giang. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên cùng Hoàng Sơn tiền bối nói. Hoàng Sơn tiền bối, xin ngài mở một chút máy vi tính, đem dây mạng cắm vào đi có thể chứ? Tiểu Khả tiên tử nói. Tống Thư Hàng, đem dây mạng cắm vào máy vi tính, tiếp thu bưu kiện. Chờ. Tiểu Khả tiên tử, sẽ không thật cho ta phát một cái trong trò chơi muốn dùng tiên thuyền trang bị đi. Thiết bị bức vẽ buổi sáng mới đi ra, cùng ngày liền chế tạo ra, thậm chí buổi tối có thể đến hàng hóa. Không phải Tiểu Khả muội tử thật làm cái game online bên trong tiên thuyền cho hắn giao hàng đi. Tiểu Khả tiên tử, ta đặt là tiên thuyền, trong hiện thực dùng cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng cẩn thận nhắc nhở. Tiểu Khả, Hoàng Sơn tiền bối, ngài yên tâm đi. Ta đây biên vừa tới vị mới bưu kiện thành viên, giao hàng tốc độ bay nhanh. Nhưng hắn cần trước cùng ngài thông qua Internet xác định vị trí. Thì ra là thế. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu đi, Đậu Đậu đã chơi mệt mỏi, lúc này đang tại gặm thức ăn cho chó, một bên xem TV kịch. Tống Thư Hàng đem bản thân máy vi tính rời qua tới đây, lại đem dây mạng lôi ra tới đây, tiếp vào đến trên máy vi tính. Cùng tại máy vi tính website bên trên một lần nữa đổ bộ cái kia ánh sáng rực rỡ phách số 1111 trò chơi trang bị khu vực giao dịch liên hệ Tiểu Khả muội tử. Tốt rồi, ta đã dùng trên máy vi tính tuyến, cũng liền lên mạng tuyến. Tống Thư Hàng cho Tiểu Khả cô nương phát tin tức. Tốt, thu được, Hoàng Sơn tiền bối xin không cần ngắt mạng, bảo trì Internet thông suốt. Tiểu Khả tiên tử phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Tống Thư Hàng, tốt. Hắn vừa mới gõ xong cái chữ này, đột nhiên hắn Internet truyền đến ba một tiếng vang nhỏ. Phảng phất có tia lửa theo dòng điện bên trong truyền ra. Internet dò điện, sẽ không như vậy yếu đi, vừa đáp ứng Tiểu Khả tiên tử bảo trì Internet thông suốt, vừa quay đầu Internet liền phát nổ. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, theo dây mạng bên trong có một bó dòng điện phun ra. Nói là dòng điện, nhưng hắn cũng không có làm cho người ta tạo thành tê liệt thương tổn. Hắn giống như là đầu có dòng điện ngoại hình năng lượng. Cái này trói buộc dòng điện theo dây mạng bên trong không ngừng tuôn ra, tại Tống Thư Hàng bên người ngưng tụ thành hình. Xa xa đang xem phim Đậu Đậu hiện ra yêu khuyển hình thái, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Tống Thư Hàng sau lưng, nhìn chằm chằm vào cái này trói buộc dòng điện. Rất nhanh, dòng điện ngưng tụ thành hình người. Tống Thư Hàng thấy hắn, cũng cảm giác có chút áp lực, gia hỏa này dài cùng hắn học bá hệ thống trong. Vị kia không ngừng dùng quả cầu điện điện hắn viễn cổ ngôn ngữ đạo sư giống như đúc. Ngài khỏe chứ, là Hoàng Sơn tiên sinh cùng Đậu Đậu sao? Ngài bưu kiện đến, dòng điện hình dáng nhân hình sinh vật mỉm cười nói. Nàng xem quần chúng sảnh vị trí, có thể thanh lý ra thả bưu kiện không gian sao? Tống Thư Hàng cứng ngắc nhẹ gật đầu, đem trong phòng khách ghế sofa các loại đều đẩy ra, lộ ra cũng đủ lớn không gian. Dòng điện hình dáng nhân hình đưa tay lộ ra trên cánh tay một kiện pháp khí, là không gian chữ vật pháp khí. Nàng bàn tay nhỏ bé tại pháp khí bên trên một chuyến, một cái thùng đựng hàng rớt đi ra. Bưu kiện đã đến, chúc Hoàng Sơn tiên sinh sinh hoạt vui sướng. Đến thời gian mời nhớ kỹ cho ta khen ngợi. Nói xong, nàng lại chui vào đến dây mạng bên trong, ba 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 biến mất không thấy. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, đây chính là thực. Thuận theo dây mạng bò qua tới đây đánh ngươi sao? Đậu Đậu lời nói, nhắc nhở Tống Thư Hàng. Nếu như không cho vị này dòng điện cô nương khen ngợi lời nói, nàng có thể hay không thuận theo dây mạng bò qua tới đây đánh ta? Tống Thư Hàng,
bưu kiện đưa hàng tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa đều nhanh đêm khuya còn đang ở vất vả đưa hàng, loại này thái độ phục vụ cùng đưa hàng hiệu suất. Chúng ta quả nhiên phải 5 sao khen ngợi đúng không? Đậu Đậu nhẹ gật đầu, người nói có đạo lý. Bất quá, người mua tiền thuyền tài khoản dù sao là Hoàng Sơn đại ngốc, chúng ta có thể chờ thu hàng phía sau qua mấy ngày, đánh tiếp cái chê bai. Đến lúc đó, coi như là nàng muốn thuận theo dây mạng đi qua đánh người, đánh cũng là Hoàng Sơn đại ngốc. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác, Hoàng Sơn tiền bối mỗi ngày tâm tính thiện lương mệt mỏi, trong đó có 30% trên đây đều là Đậu Đậu nồi. Trước tháo dỡ nhìn xem người định chế, hàng đặt theo yêu cầu tiên thuyền lớn lên dạng gì. Đậu Đậu trên mặt đất lăn một vòng, một lần nữa hóa thành đại yêu khuyển hình thái, bắt đầu thay Tống Thư Hàng cởi bỏ cái kia to lớn thùng đựng hàng. Dương hòm sau khi mở ra, lộ ra một cỗ màu trắng bạc xe thương vụ. Đường cong trôi chảy, chiều dài hơn 5 mét, nhìn qua rất đẹp. Nhãn hiệu xe là Tống Thư Hàng chưa từng gặp qua tiêu chí, một vòng tròn trong vòng có giản bút tiểu tháp đồ án. Tống Thư Hàng đem cửa xe mở ra, đã liền đồ vật bên trong cũng cùng xe thương vụ không sai biệt lắm, liền là phối trí phương diện lộ ra cao hơn khoa học kỹ thuật đi một tí. Ồ, xe này lần đầu tiên nhìn qua, cũng cảm giác rất hợp ta khẩu vị, lần tới ta cũng đặt một cỗ dạng này tiên thuyền. Đậu Đậu thu nhỏ thân thể, chui vào đến xếp sau. Hắn thuần thục đem xếp sau tất cả cái ghế để nằm ngang, tiếp đó tại chủ ghế lái sau lưng một cái nút bấm bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tấm thổi phồng giường căng phồng lên tới đây, tại phía sau xe hình thành một tấm giường lớn. Gô bọn hắn quả nhiên chất lên khí kê lót giường cái này thiết kế. Lần trước ta đặt làm ra xe đẩy khoản tiên thuyền bên trên, mãnh liệt yêu cầu bọn hắn gia tăng lên dạng này xếp đặt thiết kế, bọn hắn lần này dùng đến ngươi tiên thuyền bên trên. Dương Dương Đậu Đậu vui vẻ nói. Hắn thu nhỏ thân thể về sau, tại xe thương vụ tiên thuyền xếp sau thỏa thích lăn lộn. Theo đầu xe lăn đến đuôi xe, lại từ đuôi xe lăn đến đầu xe. Lăn một vòng về sau, Đậu Đậu lại duỗi thân chảo tại đuôi xe chỗ kéo một phát, lại bị hắn lôi ra một cái thức ăn cho chó chậu. Ha ha, cái này xếp đặt thiết kế bọn hắn cũng dùng tới. Đậu Đậu vui vẻ nói, hắn đem ban ngày thời gian cùng Tống Thư Hàng mua một lần thức ăn cho chó lấy ra, toàn bộ đổ vào thức ăn cho chó trong chậu. Tiếp đó, là phóng điện não địa phương. Đúng, cái chỗ này phóng điện não, ta vừa vặn có thể nằm sấp chơi. Gâu xe này ta thích, quá làm cho ta đã hài lòng. Đậu Đậu tổng kết nói, chỉ cần tốc độ để ta hài lòng lời nói, ta nhất định phải đặt hàng chiếc. Tống Thư Hàng, không biết có phải hay không ảo giác, vì sao hắn luôn có loại cái này chiếc xe thương vụ tiên thuyền là vì Đậu Đậu lượng thân chế tạo ảo giác. Các loại xếp đặt thiết kế, tựa hồ cũng đang thỏa mãn Đậu Đậu sở thích, toàn bộ trên xe xuống, đều lộ ra đối với Đậu Đậu chăm sóc. Đi đi đi, Thư Hàng, chúng ta đi ra ngoài hóng mát bằng xe A. Đậu Đậu đề nghị. Chờ. Trước hết để cho ta hỏi thăm cái này chiếc tiên thuyền thao tác phương thức. Tống Thư Hàng nói. Hắn leo lên ánh sáng rực rỡ phách số 1111 trò chơi trang bị khu vực giao dịch liên hệ tiểu khả tiên tử, tiên thuyền nhận được, có sách hướng dẫn sử dụng sao? Có, Hoàng Sơn tiền bối. Sách hướng dẫn sử dụng ngay tại tiên thuyền ghế lái phụ trong ô chữ vật. Mặt khác, ngài tiên thuyền có 3 loại thao túng hình thức. Phổ thông ô tô thao túng hình thức. Tiên thuyền thao túng hình thức cùng với cơ giáp thao tác hình thức. Ngài cũng có thể thử xem. Tiểu khả cô nương nhanh chóng trả lời. Tốt, ta nghiên cứu một chút. Tống Thư Hàng trả lời. Trong thời gian ngắn như vậy, liền sách hướng dẫn sử dụng đều làm ra tới, không hổ là chuyên nghiệp bán tiên thuyền. Tống Thư Hàng đem cái kia ô chữ vật mở ra, bên trong có một quyển dày đặc sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp đó còn có chính quy mua xe hóa đơn, cỗ xe hợp cách chứng nhận. Cỗ xe di chuyển chứng nhận các loại đồ vật. Thậm chí ngay cả biển số xe cũng đã giải quyết. Không hổ là chuyên nghiệp, Tống Thư Hàng trong lòng lần nữa làm tiểu khả tiên tử ấn like. Hắn tiện tay mở ra sách hướng dẫn. Phổ thông ô tô thao túng hình thức cùng phổ thông xe con cơ bản giống nhau. Mà tiên thuyền thao túng hình thức, là ở ô tô hình thức bên trên tăng cường mấy cái công năng, tỉ như huyễn thuật hình thức, hộ thuẫn mở rộng, phi hành khống chế, lặn xuống nước, độn địa. Bầu trời cao phi hành chờ một loạt công năng. Tổng thể mà nói, chiếc này tiên thuyền thao túng phương thức tận lực tại đơn giản hóa, thiên hướng tại đồ ngốc kiểu thao tác phương thức, hầu như không có bắt đầu độ khó. Hầu như đã đơn giản hóa đã đến đầu chó đều có thể thao tác cái chủng loại kia. Vì sao ta cuối cùng cảm giác đây không phải ta tiên thuyền,
mà là đậu đậu tiên thuyền. Tống Thư Hàng trong lòng loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn tiến nhập chủ ghế lái, vốn là quen thuộc một lần tiên thuyền thao tác hình thức giới diện. Đem điều khiển phương pháp ghi nhớ về sau, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đi, chúng ta đi ra ngoài bay một vòng. Tống Thư Hàng trước đem tiên thuyền chứa vào hạch tâm thế giới, mang ra dược sư cao ốc, sẽ tìm chỗ không người đất trống, đem hắn phóng xuất ra. Tiến nhập tiên thuyền về sau, hắn trước mở ra tiên thuyền huyễn thuật hình thức, phòng ngừa bị người bình thường dò ngó đến tiên thuyền bộ dáng. Đón lấy đưa tay đặt tại ghế lái trên màn hình, hướng tiên thuyền bên trong đưa vào linh lực. Đây là luyện hóa tiên thuyền quá trình. Tiên thuyền cũng là pháp khí một loại, sử dụng lúc trước cần chủ nhân trước đem hắn luyện hóa, coi như là một cái nhận chủ quá trình. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công linh lực liên tục không ngừng rót vào tiên thuyền bên trong, linh lực du tẩu tiên thuyền toàn thân. 10 hơi thở sau đó, tiên thuyền luyện hóa chấm dứt, hoàn thành pháp khí nhận chủ quá trình. Kế tiếp, tiến nhập tiên thuyền thao tác hình thức mở ra hậu thuẫn. Tống Thư Hàng nhanh chóng tại tiên thuyền bên trong thao tác. Sau đó, vốn là xe thương vụ phương hướng vận chuyển đổi, biến thành loại nhỏ máy bay cò điều khiển giới diện. Toàn bộ hành trình đồ ngốc kiểu thao tác, bất quá vừa vặn thích hợp ta đây loại người mới. Tống Thư Hàng cười nói. Nếu như cho hắn đổi thành chính xác tiên thuyền thao tác giới diện, hắn còn không nhất định có thể làm cho tiên thuyền bay lên. Mà loại này ô tô hệ thống cùng máy bay hệ thống kết hợp, hắn rất nhanh có thể bắt đầu. Quanh xe thương vụ tiên thuyền bốn cái bánh xe co lên, chỉnh thể bên trên hình thành con thoi hình dáng theo Tống Thư Hàng thao tác, phóng lên trời. Chúng ta đi đâu dạo chơi? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đương nhiên là đi bầu trời cao Á, đã có tiên thuyền về sau, còn đang ở bên trong tầng khí quyển bay, rất không ý tứ. Chỉ ở bên trong tầng khí quyển bay lời nói, còn không bằng mua chiếc máy bay đây. Đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, có đạo lý. Nói xong, hắn thao tác tiên thuyền, một cước chân ga điên cuồng hướng lên bầu trời tháo chạy. Tiên thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, trong vòng 10 giây cũng đã đột phá vận tốc âm thanh, hơn nữa tốc độ còn đang ở không ngừng gia tăng. So sánh với ngự kiếm phi hành tới đây, tiên thuyền lộ ra càng có cảm giác an toàn. Hơn nữa, Tống Thư Hàng phát hiện mình ngồi ở tiên thuyền về sau, hắn chứng sợ tốc độ giống như đều biến mất. Có lẽ là tiên thuyền dày đặc vỏ bọc, mang cho hắn vượt xa vòng bảo hộ cảm giác an toàn. Hay hoặc giả là khác tạm thời không rõ ràng lắm nhân tố. Tống Thư Hàng không ngừng nhấn ga, làm tiên thuyền tăng tốc. Loại tốc độ này nhanh đến cực hạn cảm giác, phản hồi cho hắn một loại kích thích cảm giác. Đây là bá Tống Huyền Thánh, lần đầu tiên theo tốc độ bên trên nhận đến sung sướng cảm giác. Có lẽ, ta chứng sợ tốc độ được cứu rồi. Tống Thư Hàng trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Thoải mái, hảo nam nhi trí tại trời xanh, kích thích tốc độ mới là nam nhi truy cầu. Tích 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 lúc này, tiên thuyền bên trên truyền đến một hồi dồn dập tiếng kêu. Tiếng cảnh báo, là siêu tốc sao, đậu đậu nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn giới diện cảnh báo, tiên thuyền dự trữ nguồn năng lượng đã tiến nhập cảnh giới tuyến, mời kịp thời bổ sung năng lượng. Mời bổ sung linh thạch, hoặc làm tiên thuyền sạc pin, hoặc gia tăng nhiên liệu là dầu hàng không, hoặc kéo dài làm tiên thuyền đưa vào linh lực duy trì tiên thuyền chính xác vận hành. Không phải siêu tốc, là không có năng lượng, Tống Thư Hàng trả lời. Cũng đúng, dù sao cũng là xe mới, không có khả năng cho ngươi đổ đầy xăng. Cái kia nhanh bổ sung linh thạch, ở đâu bổ sung? Đậu đậu kêu lên. Tại ghế lái lan can nơi đây, sau khi mở ra có mấy cái ô vuông. Tống Thư Hàng nói, trên người ta có một chút linh thạch, có lẽ đủ. Trên người hắn, tổng cộng có hơn 30 tấm lục phẩm linh thạch. Nhớ kỹ linh thạch này còn là lúc trước bán huyết thần châu cho thiên nhai tử đạo trưởng thời gian, lấy được thu hoạch. Về sau, Tống Thư Hàng trên thân linh thạch chỉ thiếu không tăng thêm. Có bao nhiêu? Cho ta thay ngươi thả. Đậu đậu kêu lên. Tống Thư Hàng đưa tay, theo chuỗi đeo tay pháp khí không gian bên trong đem tất cả linh thạch chuyển đi ra, giao cho đậu đậu. Đậu đậu một hơi đem Tống Thư Hàng tất cả linh thạch toàn bộ chứa vào đến tiên thuyền bên trong. Tiên thuyền nguồn năng lượng đánh bay nhanh tăng lên, một lần nữa đã vượt qua cảnh giới tuyến. Hơn 30 khối lục phẩm linh thạch, còn có một chút vụn vặt linh thạch, toàn bộ bỏ vào. Đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, từ hôm nay trở đi, mời gọi hắn Tống, nghèo rất mồng tơi, Thư Hàng. Linh thạch toàn bộ bỏ thêm vào sau khi tiến vào,
tiên thuyền ô năng lượng mới tăng lên 1% cũng chưa tới. Tính ra đi xuống, chiếc này tiên thuyền nguồn năng lượng đầy ô lấy cửu phẩm linh thạch làm tiêu chuẩn. Hơn 30 khối lục phẩm linh thạch, có thể lái được bao lâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Chính xác di chuyển lời nói, mở 10 năm cũng không có vấn đề gì. Tiên thuyền đối với nguồn năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Bất quá tiến nhập trong vũ trụ về sau, muốn một mực duy trì tiên thuyền hộ thuẫn lời nói, đối với năng lượng tiêu hao sẽ tăng lên. Đậu Đậu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức an tâm không ít. Hơn nữa chiếc này tiên thuyền là hỗn hợp động lực, hắn linh lực của mình có dư thừa cũng có thể bỏ thêm vào đi vào. Hiện tại hắn một thân 5 hạt nhân linh lực, tổng sản lượng không kém gì lục phẩm linh hoàng, cũng có thể duy trì tiên thuyền thật lâu tiêu hao. Thư Hàng, lại mở cơ giáp hình thức nhìn xem. Lúc này, Đậu Đậu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, không có vấn đề, người đến ghế lái phụ tới đây. Đậu Đậu đánh cho cái lăn, nhanh chóng leo đến ghế lái phụ. Tống Thư Hàng bắt đầu hoán đổi hình thức. Cơ giáp hình thái. 333 tiên thuyền truyền đến một hồi vui tai tiếng vang. Ghế lái trên màn hình, bắt đầu biểu thị tiên thuyền biến hình hình ảnh. Nguyên bản con thoi hình dáng tiên thuyền tạch 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 phân liệt ra tới đây, máy móc hai tay, hai chân mở rộng ra tới đây. Đồng thời tại phần lưng còn có một đối với cánh bản kéo dài ra. Cũng chính là hai cái trong nháy mắt thời gian, tiên thuyền đã hoán đổi đến cơ giáp hình thức. Luôn cảm giác cảnh tượng như vậy, ta tựa hồ trải qua. Tống Thư Hàng nói thầm. Đúng rồi, nghĩ tới. Lúc trước xe đẩy giải thi đấu thời gian, hắn thay thế Diệt Phượng tiền bối dự thi. Diệt Phượng tiền bối lúc ấy cải tạo xe đẩy liền có được biến hình công năng, có thể biến thành một cái bánh xe lớn, triển áp đội bạn bè. Đáng tiếc, về sau cái này hình thức bị phán phạm quy, không được phép sử dụng. Nếu không lúc trước xe đẩy giải thi đấu Tống Thư Hàng rất có thể thay Diệt Phượng công tử đoạt được top 6. Chuyển đổi thành cơ giáp hình thức về sau, tiên thuyền thao tác giới diện cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Trong đó lại nhiều ra mấy cái công năng. Tương đối công kích hình thức. Cái này hình thức cần Tống Thư Hàng bản thân làm tiên thuyền tăng thêm công kích pháp khí, trước mắt chỉ là trang trí. Trừ điều đó ra, còn có một cái điên cuồng đào thoát hình thức. Cái này hình thức là cái gì? Đậu Đậu móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng một chút, điểm vào điên cuồng đào thoát hình thức bên trên. Sau một khắc, điên cuồng đào thoát hình thức bị kích hoạt lên. Nằm thảo, làm sao kích hoạt lên? Đậu Đậu kêu lên hắn không phải tiên thuyền chủ nhân A. Tại sao sẽ kích hoạt tiên thuyền công năng? Tống Thư Hàng bình tĩnh trả lời, điên cuồng đào thoát hình thức, là một loại khẩn cấp biện pháp. Bởi vì cân nhắc đến tiên thuyền chủ nhân lâm vào hôn mê khả năng, vì vậy tiên thuyền bên trong thành viên cũng có thể kích hoạt chức năng này. Đây là trong sách hướng dẫn nói. Kích hoạt phía sau sẽ làm sao? Gâu, Đậu Đậu khuôn mặt, đụng phải tiên thuyền vách sườn. Trong tiên thuyền lưu trữ linh lực, điên cuồng bốc cháy lên. Linh thạch bên trong năng lượng bị toàn bộ hút ra, trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm thúc đẩy tiên thuyền tiến lên động lực. Cơ giáp hình thái tiên thuyền, tốc độ bạo tạc tăng lên, mãnh liệt về phía trước tháo chạy. Phảng phất như là tiên thuyền sau lưng, tăng thêm hỏa tiễn thúc đẩy khí cụ. Như người kiến giải, kích hoạt về sau, tiên thuyền sẽ giải trừ hết thảy hạn chế, đem tốc độ triển khai đến cực hạn. Thậm chí mệt dã rời cũng lại làm cho không tiếc, tóm lại, chính là một cái chữ nhanh. Nhanh đến không có cứu, Tống Thư Hàng nói. Lúc này trong mắt hắn, tiên thuyền phi hành tốc độ đã vượt qua ánh mắt hắn có thể thừa nhận cực hạn. Cũng chỉ có hốc mắt trái bên trong thánh nhân chi nhãn, có thể bắt đến chung quanh bay nhanh lướt qua sự vật. Gâu, có thể phanh lại sao? Bởi vì tiên thuyền điên cuồng tăng tốc, Đậu Đậu thân thể kề sát tại tiên thuyền trên vách, đều nhanh muốn dính lên đi. Điên cuồng đào thoát hình thức một khi mở ra, phanh lại A, tắt máy A. Tất cả công năng toàn bộ bị giải trừ. Thậm chí ngay cả hộ thuẫn cũng chỉ duy trì tại thấp nhất giới hạn. Toàn bộ năng lượng, đều ưu tiên cung cấp cho tốc độ. Tống Thư Hàng trả lời. Cho nên nói, đây là nhanh đến không có cứu hình thức. Tại truy cứu cầu cực hạn tốc độ thời gian, phanh lại thứ này chỉ là vướng víu, nhất định vứt bỏ. Gâu, ta có phải hay không lại đã gây hỏa? Đậu Đậu cảm giác thân thể có chút run rẩy lên, tốc độ này quá là nhanh. Hắn có chút không thích ứng. Có chút buồn nôn, muốn ói. Hơn nữa càng làm cho hắn lo lắng là, Tống Thư Hàng gia hỏa này có hai cái mau bệnh sợ độ cao cộng sợ tốc độ. Hiện tại, tiên thuyền tốc độ bộc phát đến loại trạng thái này,
Tống Thư Hàng chứng sợ tốc độ bộc phát lời nói, còn có thể thuận lợi điều khiển tiên thuyền sao? Hắn run rẩy xoay người lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng, Thư Hàng, ngươi còn được không? Gâu, ta có chút muốn ói. Ta rất khỏe, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Mượn nhờ thánh nhân chi nhãn cường đại thị giác, hắn tỉnh táo điều khiển lấy tiên thuyền. Bây giờ còn là hướng trong vũ trụ phi hành trên đường, chỉ cần vùi đầu sông đi lên có thể. Đậu đậu, ta cảm giác ngươi rất không thích hợp a, tại như vậy tốc độ khủng khiếp xuống, ngươi không phải có lẽ phát ra a kêu thảm, buồn nôn, muốn ói mới đúng sao? Vì sao ngươi có thể lãnh tĩnh như vậy a? Yên tâm đi, đậu đậu, chúng ta sẽ bình an đến bầu trời cao. Tống Thư Hàng đối với đậu đậu lộ ra một cái ôn nhu dáng tươi cười, ta hiện tại cảm giác được, rất kích thích. Đậu đậu, ha ha, loại này cực hạn tốc độ, toàn bộ người giống như dung nhập trong đó. Tâm thần giống như đều cùng tiên thuyền hợp làm một thể, tiên thuyền mỗi đột phá một cái tốc độ cấp bậc, ta liền sẽ cảm giác được đặc biệt thoải mái. Tống Thư Hàng hướng đậu đậu giải thích mình bây giờ cảm thụ. Đậu đậu, gậu ẻ hắn đã minh bạch, Tống Thư Hàng toàn bộ người đều bị hư. Nhất định là bởi vì chứng sợ tốc độ đạt đến cực hạn, Tống Thư Hàng bị kinh hãi quá độ, tiếp đó bị hư. Bị hư về sau, hắn ngược lại liền cảm giác không thấy sợ hãi. Lần này đều là lỗi của ta. Đậu đậu yếu ớt tựa ở tiên thuyền trên vách, hắn có thể cảm giác được, tiên thuyền tốc độ còn đang ở tăng lên, khiến nó sinh ra một loại không cách nào hô hấp cảm giác. Đậu đậu cảm giác, gâu sinh một mảnh tuyệt vọng. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Tống Thư Hàng nhẹ giọng kêu lên. Công đức xà mỹ nhân hiện thân. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng đem đậu đậu ôm lấy, đem hắn bảo hộ trong ngực. Tiếp đó, nàng nhìn về phía bên ngoài tiên thuyền không ngừng lướt qua phong cảnh. Tạm dừng một lát sau, công đức xà mỹ nhân, bốn tiếng Tống Thư Hàng kiểu kêu thảm sau đó tiên tử nghẹo đầu, êm ái ngã xuống. Rất lâu không có giả chết tiên tử, rút cuộc tìm được giả chết cơ hội. Đậu đậu. Không biết qua bao lâu, dù sao tại đậu đậu sắp tan vỡ lúc, tiên thuyền thoát ra tầng khí quyển. Cuối cùng, thẳng tắp hướng mặt trăng phương hướng phóng đi. Tống Thư Hàng cúi đầu ngắm nhìn tiên thuyền thao túng giới diện. Năng lượng đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Điên cuồng đào thoát hình thức tưởng như là phá sản đến không được, ấn đậu đậu nói, có thể duy trì tiên thuyền chính xác phi hành 10 năm nhiên liệu, tại ngắn ngủn trong nháy mắt bị một hơi hút ra, toàn bộ phun trào chuyển hóa làm tốc độ. Bởi vì chuyển hóa phương thức đơn giản thô bạo, chỉ sợ có hơn phân nửa linh lực, đều bị lãng phí hết. Bất quá, điên cuồng đào thoát hình thức hiệu quả đặc biệt tán. Tốc độ cực hạn, đã đạt đến thất phẩm tôn giả đỉnh phong tốc độ, thậm chí khả năng còn muốn nhanh hơn một ít. Tính toán ra, có thể đem hắn nhìn thành là thất phẩm đỉnh phong cấp độn thuật. Dùng để chạy thoát thân lời nói, hiệu quả đặc biệt xuất sắc. Tiêu hao hơn 30 tấm lục phẩm linh thạch. Đổi một cái chạy thoát thân thất phẩm đỉnh phong cấp độn thuật không tính quá thua thiệt. Vấn đề duy nhất là, Tống Thư Hàng hầu như không có khả năng dùng tới cái này chạy thoát thân thủ đoạn. Hắn đối mặt địch nhân, có thể chính diện đánh, bình thường liền đánh rớt. Mà cái loại này đánh bất quá địch nhân, Tống Thư Hàng muốn dựa vào lấy tốc độ loại hình độn thuật chạy thoát thân, là không thể nào. Thật muốn sợ lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào hạch tâm thế giới tới đây sợ. Thất phẩm độn thuật. Đối với Tống Thư Hàng đánh bất quá địch nhân đến nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Vì vậy, cái này điên cuồng đào thoát hình thức đối với Tống Thư Hàng mà nói, cũng chính là một cái đốt tiền gia tốc hình thức. Tương lai chờ hắn có tiền, hoặc là trong cơ thể năng lượng nhiều đến dùng không hết, có thể đốt tiền chơi kích thích. Hơn nữa, cái này giới đối với tiên thuyền rất tổn hại. Sử dụng hết một lần về sau, tiên thuyền chỉ sợ cũng muốn duy tu một lần. Tiên thuyền tiếp tục ở trong không gian vọt mạnh, bất quá tốc độ đã bắt đầu hạ xuống tới. Chúng ta muốn đi trước mặt trăng sao? Đậu đậu yếu ớt nói. Chỉ sợ không đến được, năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng trả lời. Loại này tới từ tốc độ kích thích, lại để cho hắn cảm giác dư vị vô cùng. Tống Thư Hàng cảm giác mình khả năng yêu mến loại này điên cuồng gia tốc cảm giác. Xem ra, hắn chứng sợ tốc độ đã biến mất. Hơn nữa. Hắn còn đã thức tỉnh đối với tốc độ truy cầu. Lần sau, vạn nhất không cẩn thận làm đại chết, bạch tiền bối lại dùng duy nhất một lần phi kiếm đưa hắn trời cao, hắn cũng không sợ. Cũng đúng thu hoạch ngoài ý liệu. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư tầm đó, tiên thuyền tốc độ càng ngày càng chậm.
làm hơn 30 khối lục phẩm linh thạch năng lượng, toàn bộ bộc phát hoàn tất về sau, tiên thuyền điên cuồng đào thoát hình thức chấm dứt. Cuối cùng, tiên thuyền bắt đầu giảm tốc độ, các loại công năng bắt đầu khôi phục. Dưới tình huống bình thường, điên cuồng đào thoát hình thức sau khi kết thúc, tiên thuyền sẽ chủ động tìm kiếm một chỗ địa điểm đỗ xe. Nhưng lúc này Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu ở trong không gian, liền cái đặt chân địa điểm đều không có. Tiên thuyền trôi nổi nửa ngày về sau, tắt máy chờ thời, theo cơ giáp hình thái khôi phục làm con thoi hình tiên thuyền hình thái. Cuối cùng kết thúc, Đậu Đậu đứng ở trên ghế lái phụ, lắc lắc thân thể lại một lát lời nói, hắn hoài nghi mình đều mắc chứng sợ tốc độ. Ừ, đáng tiếc, trên thân linh thạch chưa đủ, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Hắn còn muốn lại chạy nước rút một lát à? Dù sao cũng là nhân sinh của hắn lần đầu tiên hưởng thụ chân chính tốc độ kích thích, hắn còn vẫn chưa thỏa mãn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đậu Đậu nhìn qua bên ngoài tiên thuyền bầu trời cao. Không cần lo lắng, ta tiên thuyền là hỗn hợp động lực. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, ta mình có thể vì hắn quán thâu linh lực, xung làm nguồn năng lượng. Ta cũng là nhìn trúng điểm này, mới mua sắm hắn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng mỉm cười bên trong lộ ra nghèo khó. Nếu không phải nghèo đến không có linh thạch ăn cơm, hắn cũng không trở thành liếc liền chọn chúng loại này hỗn hợp động lực tiên thuyền. Tống Thư Hàng lần nữa mở ra ghế lái phụ lan can. Ngoại trừ cất linh thạch ô vuông bên ngoài, bên cạnh còn có một đầu trưởng ấn. Đây là làm tiên thuyền quán thâu linh lực sử dụng vị trí. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trưởng ấn bên trên. Vận hành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, ngũ đại kim đan trong trung tâm linh lực toàn bộ bị thuyên chuyển, liên tục không ngừng rót vào đến trưởng ấn bên trong. Hắn toàn thân linh lực nếu như toàn bộ lấy ra, tương đương với vài khối lục phẩm linh thạch. Hơn nữa, hắn còn có lục phẩm đẳng cấp linh quỷ. Ngoại trừ linh thạch, tu sĩ bản thân linh lực bên ngoài, cái này chiếc tiên thuyền còn có thể sử dụng khác năng lượng sao? Lúc này, Đậu Đậu hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Nghe nói dầu mỏ cũng không thành vấn đề, nhiên liệu là dầu hàng không cùng điện năng cũng có thể. Tống Thư Hàng trả lời. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Hắn theo tay của mình chuỗi trong không gian, lấy ra một cái máy móc hạch tâm. Nhận đến tóc vàng máy móc thiếu nữ trong cơ thể hạch tâm lò phản ứng. Thứ này trong, ẩn chứa rất khổng lồ năng lượng, thậm chí có thể làm cho lúc ấy máy móc thiếu nữ dẫn xuống thiên kiếp. Đậu Đậu, người nói thứ này có thể hay không trở thành linh thạch, chứa vào đến tiên thuyền bên trong. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát nói. Nếu như có thể đem thứ này chứa vào tiên thuyền, cái kia tương đương với lại để cho tiên thuyền hơn nhiều cái kim đan hạch tâm. Coi như là không cho hắn bổ sung năng lượng, hắn cũng có thể chậm rãi khôi phục linh lực rồi a. Vật này là cái gì? Đậu Đậu nhìn qua Tống Thư Hàng trong tay hạch tâm lò phản ứng nói, thứ này cũng không phải linh thạch. Tuy rằng có thể cảm giác được hắn bên trong năng lượng cường đại. Thế nhưng, muốn đem hắn chứa vào tiên thuyền bên trên, có lẽ còn muốn một cái có thể đem hắn năng lượng dẫn dắt đi ra trang bị đi. Đem năng lượng dẫn dắt đi ra trang bị, Tống Thư Hàng lại đưa tay, theo tay của mình chuỗi trong không gian lấy ra một vật. Tới từ Huyền Băng đạo hữu bí cảnh thăm dò bảo vật. Chính là kia vị cùng Đậu Đậu cùng một chỗ bị thiên nhân đuổi giết ngũ phẩm tán tu, cuối cùng kín đáo đưa cho Tống Thư Hàng đồ vật. Nguồn năng lượng để luyện khí. Cái nào đó ngũ phẩm pháp khí lắp ráp bộ phận một trong, công năng là đem các loại hạch tâm hoặc là năng lượng khoáng thạch bên trong năng lượng lấy ra. Đón lấy, Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút về sau, lại lấy ra tối Việt cư sĩ đưa sủng vật hình hóa thân hạch tâm. Cái này ba cái đồ vật, nếu như cùng một chỗ chứa vào tiên thuyền bên trên, sẽ có hiệu quả gì? Hèn mọn bị ổi chỗ mã, tạm biệt lãng. Đây là đi thông thắng lợi cường lực giấy thông hành một trong. Nhưng có đôi khi, mọi người trong lòng lúc nào cũng sẽ dục dịch muốn lãng một lớp sóng. Giống như là rõ ràng thấy đưa tin bên trong, có nhiều người như vậy nuốt bóng đèn không lấy ra tới đây, đành phải đi bệnh viện nghĩ biện pháp làm ra bóng đèn. Nhưng vẫn là có rất nhiều người cảm giác miệng của mình cũng đủ lớn, không có lý do nhét vào đi còn không lấy ra tới đây à. Vậy là, tại một loại tên là dục dịch xúc động xuống. Đem bóng đèn nhét vào trong miệng của mình. Có đôi khi, nhân loại chính là như vậy thú vị sinh vật. Tống Thư Hàng lúc này trong lòng liền sinh ra vị này tên là dục dịch quái vật. Trên lý luận mà nói, nguồn năng lượng để luyện khí có thể đem hạch tâm lò phản ứng năng lượng lấy ra. Hai cái này chỉ cần vừa vặn xứng một chút, có thể trở thành một bộ,
tiếp đó có thể chứa vào tiên thuyền bên trên. Sau đó là vô cùng bổng cư sĩ đưa cho ta sủng vật hình hóa thân hạch tâm chứa vào tiên thuyền bên trên về sau, nói không chừng có thể làm cho tiên thuyền trở thành ta hóa thân. Ngẫm lại đều cảm giác rất mang cảm giác, Tống Thư Hàng nói. Đậu Đậu ha ha cười một tiếng, gâu, trên lý luận mà nói, ngươi còn sẽ không tự bạo nữa nha. Thế nhưng ngươi còn không phải có tỷ lệ phát động tự bạo. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi sẽ chỉ dốc sức liều mạng gây phiền toái, mà bây giờ ngươi lại vẫn học được ghim người khác tâm, hơn nữa ghim lại tàn nhẫn vừa chuẩn. Bất quá dù sao chúng ta bây giờ nhàn rỗi nhàm chán, thử xem cũng tốt. Đậu Đậu lại nói, dù sao đối với tiếp cận ngũ phẩm cấp Đậu Đậu mà nói, bầu trời cao cùng không phải là cái gì địa phương nguy hiểm. Coi như là Tống Thư Hàng tiên thuyền phát nổ, hắn nhiều nhất dựa vào bản thân phong hỏa luân, bay đến mặt trăng Hoàng Sơn động phủ, chờ Hoàng Sơn tới đón hắn. Chúng ta đây liền thử xem, Tống Thư Hàng nhéo hạch tâm lò phản ứng cùng nguồn năng lượng để luyện khí tương đối một chút. Bất quá còn có một vấn đề, hai cái này đồ vật cũng không nguyên bộ, muốn dung hợp chúng nó, cần đối với chúng tiến hành chế biến. Người biết chế biến cải tạo pháp khí sao? Đậu Đậu nói. Tống Thư Hàng, chế biến pháp khí kỹ năng hắn cũng không có thắp sáng, hắn liền bản mệnh pháp khí cũng còn là mời Lục Tu Tiên Tử xuất thủ, bản thân chịu trách nhiệm cuối cùng lắp ráp. Mà thôi, chúng ta về trước đi, sau đó lại hỏi một chút trong nhóm tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Nội sự không hiểu đều hỏi mẹ, ngoại sự không hiểu hỏi Google, tu tiên sự tình không hiểu hỏi Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối. Dựa vào chính hắn 5 hạt nhân kim đan làm tiên thuyền bổ sung năng lượng, bay chậm một chút, có lẽ có thể chống được bay trở về địa cầu. Đợi sau khi trở về, hắn chuẩn bị cùng Tam Lãng tiền bối lý giải xuống sạc pin thuật nguyên lý. Nhìn xem có thể hay không đem sạc pin thuật tăng cường thăng cấp một chút, khiến nó biến có thể vì tiên thuyền sạc pin. Làm Tống Thư Hàng chuẩn bị một lần nữa khởi động tiên thuyền chậm rãi bay trở về thời gian, con thoi hình dáng tiên thuyền ngay phía trước, xuất hiện một vị thợ mỏ cách ăn mặc nam tử. Vị nam tử này chân đạp quốc chim, hắn bay đến Tống Thư Hàng tiên thuyền trước mặt, gõ tiên thuyền, đối với Tống Thư Hàng truyền âm nói, đạo hữu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này dừng lại? Hắn nhìn đến Tống Thư Hàng tiên thuyền ngừng tại trong hư không trôi nổi lấy, liền phòng ngự cháo đều không có bay lên, thuận tiện ngạc nhiên đến hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là tiên thuyền năng lượng tiêu hao hết, vì vậy tiên thuyền ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp khởi động, tạm thời dừng lại. Tống Thư Hàng trả lời. Thì ra là thế, nhìn các đạo hữu tiến lên phương hướng là muốn đi mặt trăng sao. Cái kia từ bần đạo trợ đạo hữu giúp một tay đi bần đạo Chu Sơn nhàn nhân, là làm luyện khí khoáng thạch mua bán. Đạo hữu lúc cần thiết, về sau có thể đến mặt trăng bần đạo cái kia mua sắm. Đi ngươi, Chu Sơn nhàn nhân dứt lời. Nâng lên bắp đùi đối với Tống Thư Hàng tiên thuyền một cước đá vào. Hắn một cước này, quá thuần thục, tựa hồ không ít làm chuyện loại này. Hơn nữa, hắn độ mạnh yếu khống chế thật tốt, một cước này lực đạo tác dụng tại Tống Thư Hàng tiên thuyền bên trên, cho tiên thuyền tiến lên động lực, lại sẽ không làm thương tổn đến tiên thuyền mảy may. Con thoi hình dáng tiên thuyền vèo một chút, hướng mặt trăng phương hướng nhanh chóng phóng đi. Tống Thư Hàng, xa xa. Chu Sơn nhàn nhân dùng sức phất tay, một mặt nụ cười sáng lạn. Kỳ thật ta là muốn trở về địa cầu à? Tống Thư Hàng nói. Tức đã tới thì an tâm ở lại, đã đi mặt trăng, ta dẫn người đi Hoàng Sơn tại mặt trăng động phủ. Hắn trong động phủ có lẽ có linh thạch dự trữ lấy, chúng ta đi trộm điểm ra tới đây, lại mở tiên thuyền trở về địa cầu. Đậu Đậu nói. Trộm Hoàng Sơn tiền bối động phủ loại sự tình này, nghe rất kích thích bộ dạng. Bất quá, còn là tính. Tống Thư Hàng trong đầu trước tiên nhớ tới một vị trộm Hoàng Sơn tiền bối động phủ, bị trấn áp nhiều năm, còn bị Hoàng Sơn tiền bối mở tiểu hào trêu chọc đùa nghịch Vân Vũ đạo nhân. Hắn cũng không muốn trở thành Vân Vũ đạo nhân. Có một số việc, làm lên tới đây sẽ rất kích thích, nhưng đại giới thật sự quá sâu nặng. Sách, quả nhiên còn là Tam Lãng càng phối hợp ta. Lần trước cùng vụng trộm cùng Tam Lãng nhấp lên đi trộm Hoàng Sơn đại ngốc ẩn núp tiên nhướng, Tam Lãng lập tức cùng với ta làm một trận. Đậu Đậu cười hắc hắc nói. Tống Thư Hàng, về sau đây. Đậu Đậu ngẩng đầu ưỡn ngực, không có về sau, bản uông vô cùng giảng tín nghĩa. Hoàng Sơn đại ngốc phát hiện tiên nhướng thiếu đi về sau, bản uông lập tức một mình gánh chịu, đem tất cả tội danh đều khiêng ra rồi. Vì vậy, chúng ta đi trộm Hoàng Sơn linh thạch đi, đến lúc đó nếu như Hoàng Sơn phát hiện,
ta dốc hết sức đem tất cả tội danh đều gánh chịu đi xuống. Đậu đậu, người cái này cánh tay hướng ra phía ngoài rẽ bệnh, quá nghiêm trọng. Người muốn thật sự là khuyển nương lời nói, tại ngươi lập gia đình lúc. Hoàng Sơn tiền bối của cải đều bị ngươi chuyển chống đi. Tống Thư Hàng cười nói. Gâu, đừng đề cập lập gia đình loại sự tình này. Vừa nhắc tới việc này, Đậu Đậu lập tức liền lạc giọng. Lần trước lập gia đình một chuyện, đối với nó đả kích lớn như vậy. Cũng đừng tìm ta sách khuyển nương hai chữ, ta gần nhất tại điều chỉnh tâm lý. Đậu Đậu lại bổ sung. Tống Thư Hàng, luôn cảm giác, Đậu Đậu trên thân chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, Đậu Đậu ngươi thật sự là khuyển nương? Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Ngươi mới là khuyển nương. Phi, ngươi mới là nhân nương, cả nhà ngươi đều là nhân nương. Đậu Đậu xù lông nói. Tống Thư Hàng, ánh mắt của hắn, không khỏi hướng Đậu Đậu phần đuôi nhìn lại. Ta tiểu Đậu Đậu còn đang ở, đừng nhìn, lại nhìn trở mặt cắn ngươi rồi à. Đậu Đậu nhếch mép răng nói, lần tới đi ra ngoài, ta phải nhớ phải xuyên qua quần. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười quay đầu trở lại tới đây. Tiếp đó, hắn bắt đầu tìm kiếm bản thân chuỗi đeo tay không gian cùng với hạch tâm thế giới. Nhìn xem có thể không có đồ vật có thể thay linh thạch, một lần nữa cho tiên thuyền nạp nhiều chút năng lượng, tốt trở về địa cầu. Tại tìm kiếm lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn theo chuỗi đeo tay phương pháp phẩm cấp cùng với trong hạch tâm thế giới, vụn vụn vặt vặt lại móc ra không ít linh thạch. Ồ, ngươi không phải nói linh thạch đã dùng hết chưa? Đậu Đậu lên tiếng hỏi. Những thứ này linh thạch là chiến lợi phẩm, là ta soát thiên nhân về sau, theo trên người bọn họ mò được. Bất quá bởi vì chiến lợi phẩm thả rất phân tán, ta thiếu chút nữa đều quên. Tống Thư Hàng nói. Thiên nhân nhóm đi ra ngoài săn bắn, trên thân mang linh thạch cũng không nhiều. Nhưng Tống Thư Hàng soát thiên nhân số lượng nhiều, luồng thứ nhất liền soát 50 mấy người thiên nhân, hôm nay lại soát một sóng. Không được hoàn mỹ chính là, những thứ này linh thạch đại bộ phận đều là tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh thạch. Cái kia lục phẩm thiên nhân còn không có soát người. Tên kia trên thân có lẽ có lục phẩm linh thạch. Bất quá lục phẩm thiên nhân hóa đá trạng thái còn không có tiêu tán, phải đợi hắn khôi phục sau lại lục soát lấy chiến lợi phẩm. Tống Thư Hàng một hơi đem tất cả linh thạch nhét vào đến tiên thuyền bên trong. Bổ sung đến đầy đủ năng lượng về sau, tiên thuyền thao tác giới diện một lần nữa phát sáng. Đi, Tống Thư Hàng điều khiển tiên thuyền, một cái quay đầu, một lần nữa tập trung địa cầu vị trí. Tiên thuyền phòng ngự trận pháp một lần nữa sáng lên. Tống Thư Hàng đưa tay vẽ một cái, tiên thuyền ngoại hình 333 cải biến, hóa thành cơ giáp hình thái cái này hình thái xuống, tiên thuyền có thể sử dụng điên cuồng bỏ chạy hình thức. Hắn muốn thử lại lần nữa cái loại này cực nhanh kích thích cảm giác. Cẩn thận, phía trước có người, lúc này, Đậu Đậu kêu lên. Tại tiên thuyền điều cái đầu về sau, vừa vặn có một vị ngồi ở kim sắc sách hình dáng pháp khí tiên tử, theo Tống Thư Hàng trước mặt lướt qua. Lúc này, vị tiên tử này trừng to mắt, nhìn qua Tống Thư Hàng tiên thuyền. Một chiếc con thoi hình tiên thuyền đột nhiên biến thân làm cơ giáp thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đạo hữu ngươi tiên thuyền rất thú vị, vị tiên tử này che miệng cười, truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, cảm ơn, dứt lời, tiên tử theo kim thư pháp khí bên trên đứng lên, đạo hữu phải về địa cầu. Đúng vậy, Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia, thuận tiện để ta dựng cái đi nhờ xe sao? Tiên tử lại hỏi. Nàng mặc màu tím nhạt váy dài, lệch hướng màu xám nắng tóc dài bị cẩn thận ghim thành bím tóc, rủ xuống tại vai trái chỗ. Thật dài tóc cắt ngang trán che lại ánh mắt của nàng, để nàng thoạt nhìn rất thanh tú. Chính xác mà nói, dù là đối phương là xinh đẹp như hoa tiên tử, nhưng lần đầu gặp mặt liền trực tiếp muốn lên xe, Tống Thư Hàng trong lòng sẽ có cảnh giác. Nhưng thấy vị này lớn lên bím tóc tiên tử thời gian, rõ ràng cũng không nhận ra, nhưng Tống Thư Hàng đã gặp nàng thời gian, cũng cảm giác có mắt duyên phận, cảm giác có loại không hiểu quen mặt cảm giác. Tự nhiên không có vấn đề, giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc rễ nha. Tống Thư Hàng một lần nữa nhấn một cái, đem tiên thuyền cơ giáp hình thái hoán đổi đến xe thương vụ hình thái. Còn có thể biến ba cái bộ dáng. Lớn lên bím tóc tiên tử truyền âm lên tiếng hỏi. Ừ, tạm thời có ba cái hình thái. Tống Thư Hàng mở ra cửa xe. Bên ngoài tiên thuyền phòng ngự cháo lại để cho tiên thuyền tại mở cửa phía sau cũng sẽ không lâm vào chân không hoàn cảnh. Tiên tử thu bổn mạng của mình kim thư, tiến nhập trong xe. Vị tiên tử này tỉ tỉ, ngươi tên là gì?
Đậu Đậu xoay đầu lại, lên tiếng hỏi. Tùy tiện, tiên tử bưng lấy thu nhỏ bản mệnh kim thư, cười trả lời. Đậu Đậu, kêu Tĩnh Dạ đi, tiên tử nghiêm túc nói. Tĩnh Dạ tiên tử, nghe rất có ý thơ. Đậu Đậu dối trá trả lời, tiếp đó hắn đối với vị tiên tử này liền không có hứng thú, không phải sợ sợ, không có tí sức lực nào. Đúng rồi, Thư Hàng, để cho ta tới mở tiên thuyền được không? Đậu Đậu lại đi ngược chiều tiên thuyền sinh ra hứng thú. Ngươi có thể lái được sao? Tống Thư Hàng nhìn qua Đậu Đậu yêu khuyển hình thái. Có thể lái được, kỳ thật ta lặng lẽ lái qua nhiều lần, Hoàng Sơn Đại Ngốc cũng không biết. Đậu Đậu cười hắc hắc nói. Một lát sau, Đậu Đậu ngồi trên điều khiển chỗ ngồi. Đằng sau, xe thương vụ đằng sau cái ghế toàn bộ bị bỏ xuống, cái kia tấm thổi phồng giường bị mở ra, vị tiên tử này động thủ năng lực cũng rất mạnh, am hiểu phát khai quật các loại che giấu cơ quan. Tống Thư Hàng cùng vị kia tiên tử nằm ở giường khí bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà kính, nhìn xem trong vũ trụ cảnh tượng. Tống Thư Hàng vốn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Nhưng về sau, vị kia kêu Yên Tĩnh cũng tiên tử. Chờ, vị tiên tử này cụ thể kêu cái gì tên à? Dù sao chính là kia vị tiên tử, ở phía sau nằm một lát về sau, tựa hồ nằm có chút nhàm chán, liền đem Tống Thư Hàng cũng kéo đến đằng sau, bồi nàng cùng một chỗ nằm. Động tác của nàng rất tự nhiên, căn bản không giống như là cùng Tống Thư Hàng lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa bị nàng lôi kéo thời gian, Tống Thư Hàng cũng không có cảm giác được kháng cự. Bản năng của hắn, tựa hồ thừa nhận vị tiên tử này. Hắn mặc cho từ nàng lôi kéo, cùng nàng cùng một chỗ nằm ở giường khí bên trên, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ ở mái nhà kính nhìn những vì sao. Nhìn chằm chằm vào tinh không ngẩn người, Tống Thư Hàng cảm giác bầu không khí có chút lúng túng. Thời điểm này, tìm chủ đề tâm sự, làm dịu bầu không khí trầm lắng. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên cạnh Yên Tĩnh quần áo tiên tử, thấy trong tay nàng sách, thuận miệng lên tiếng hỏi, Tĩnh Vũ tiên tử, ngươi thích xem sách. Tiên tử hì hì cười một tiếng, ưa thích, tiếp đó, sẽ không bên dưới. Tống Thư Hàng, không được, đề tài này trò chuyện không đi xuống, xem ra phải thay đổi cái chủ đề. Trò chuyện chút gì đó tốt, không trò chuyện sách lời nói, trò chuyện Đậu Đậu. Mặt khác, ta mới vừa nói đạo hiệu là Tĩnh Dạ A. Tĩnh Dạ tư chính là cái kia Tĩnh Dạ, tiên tử lại bổ sung. A, nguyên lai là cái này bài thơ ý tứ. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cảm giác chủ đề mở ra, vậy kế tiếp thuận theo chủ đề, có thể tùy tiện trò chuyện một lát, cái gì cũng có thể tâm sự. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy lúc, công đức xà mỹ nhân đột nhiên hiển hiện. Nàng sau khi xuất hiện, hóa là người bình thường lớn nhỏ, thật dài cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Tiếp đó, nàng cưỡng ép chen đến Tống Thư Hàng cùng vị này Thanh Dạ Tư tiên tử chính giữa. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, làm gì vậy? Tống Thư Hàng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tiên tử mở miệng, theo nàng trong miệng phát ra một cái điện tử hợp thành thanh âm, trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi sừng liên doanh. Tống Thư Hàng, canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà, đúng là nam nhi đọc sách thời gian. Tiên tử tiếp tục dùng cái kia điện tử hợp thành lên tiếng thì thầm. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nơi nào nghe thấy đèn không nhìn tới đây. Tiên tử tiếp tục nói lẩm bẩm, thân thể của nàng khẽ một chen lấn, đem Tống Thư Hàng chen đến một bên. Cái đuôi của nàng còn không ngừng vung vẩy, đem Tống Thư Hàng lùa hướng xa hơn chỗ. Tiếp đó, chính nàng cùng Tĩnh Dạ Tư tiên tử một mực nằm ở cùng một chỗ. Ngốc Thư Hàng, nhà của ngươi viễn cổ ngôn ngữ tiên tử tại ghét bỏ ngươi là bóng đèn đây. Ngươi không có nghe nàng niệm lời kịch, ba câu trong đều mang theo đèn nha. Đậu Đậu vừa lái xe, một bên cười nói. Tống Thư Hàng, vì sao Đậu Đậu ngươi có thể hiểu được lời hứa cùng chờ đợi tiên tử ý tứ? Các ngươi sóng điện kênh như thế nào tiếp xúc? Bất quá, Đậu Đậu mở tiên thuyền mở có thể trượt. Ít nhất trước mắt xem ra, kỹ thuật muốn ném Đông Phương Lục tiên tử vài con phố. Ha ha, Tĩnh Dạ Tư tiên tử phát ra một chuỗi vui tai tiếng cười, nàng đưa tay bắt lấy tiên tử bàn tay nhỏ bé, hai người mười ngón quấn dao, đan sen. Tiên tử xoay đầu lại, nhìn qua bên cạnh lớn lên bím tóc tiên tử. Nàng nghiêng đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì. Tĩnh Dạ Tư tiên tử. Không đúng, Tĩnh Dạ tiên tử, ngươi cùng lời hứa cùng chờ đợi tiên tử nhận thức sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nếu không phải quen biết lời nói, công đức xà mỹ nhân làm sao sẽ cùng người khác như vậy thân mật? Ngươi có thể gọi ta Tĩnh Dạ Tư, ta sẽ không để ý.
Bánh quai trèo đuôi Sam Thiên Tử hì hì cười một tiếng, nàng rồi lại không có trả lời Tống Thư Hàng vấn đề. Thiên Tử duỗi ra tay kia, sờ tại Tĩnh Dạ Tư Thiên Tử khuôn mặt bên trên. Tay nhỏ bé của nàng tìm được đến đây lông mày, hốc mắt, cái mũi, miệng lưỡi. Không phải ngươi, đột nhiên Thiên Tử mở miệng nói. Lần này không phải điện tử hợp thành thanh âm, cũng không có niệm lời kịch. Mà là nàng thanh âm của mình. Tống Thư Hàng tò mò nhìn về phía Thiên Tử. Nói thật, công đức xà mỹ nhân làm bạn hắn thời gian lâu như vậy, hầu như sẽ không dùng như thế nào nàng thanh âm của mình nói chuyện nhiều. Nàng mỗi lần mở miệng, hoặc là Tống Thư Hàng kêu thảm ghi âm, hoặc là điện tử giọng nói điện tử, hoặc là kịch truyền hình trong thu đi xuống lời kịch. Là ta, cũng không phải là ta, Tĩnh Dạ Tư Thiên Tử ôn nhu nói. Công đức xà mỹ nhân rút tay của mình về, liền 10 ngón đan sen tay cũng lùi về. Tiếp đó, nàng bắt đầu ở khí kê lót trên giường lăn lộn. Thoạt nhìn nàng rất nôn nóng bộ dạng. Nàng lăn đến Tĩnh Dạ Tư Thiên Tử bên cạnh, lại bắt đầu phản lấy lăn, một đường lăn đến Tống Thư Hàng bên người. Tại Tống Thư Hàng bên người một chút tạm dừng về sau, nàng tiếp tục lăn lộn triển đè đi qua, đem Tống Thư Hàng nghiền một lần. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân lại nghiền trở về, một lần nữa theo Tống Thư Hàng trên thân lăn qua. Lăn qua đi, lại quay lại đây. Mấy phút đồng hồ sau, công đức xà mỹ nhân chơi đến nghiện. Nàng lại không nôn nóng. Nàng một đường lăn lăn lăn, theo Tống Thư Hàng trên thân đè nát chướng ngại vật. Tiếp đó lại chạy trở về tới đây, lại nghiền một lần. Tống Thư Hàng, Tĩnh Dạ Tư Thiên Tử nằm, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn qua Tống Thư Hàng cùng lăn lộn công đức xà mỹ nhân, Thiên Tử còn là đáng yêu như thế, một chút cũng không có thay đổi. Nàng là dùng viễn cổ ngôn ngữ, trực tiếp gọi ra lời hứa cùng chờ đợi Thiên Tử tên. Quả nhiên, nàng nhận thức Thiên Tử, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc nãy Thiên Tử chơi chán. Nàng ngừng lại, một lần nữa kẹt tại Tống Thư Hàng cùng Tĩnh Dạ Tư Thiên Tử chính giữa. Tiếp đó, nàng bắt đầu niệm lên các loại lời kịch. Kịch truyền hình bên trong lời kịch, trong phim ảnh lời kịch. Phần lớn đều là cái loại này nhân vật nữ chính chết ở nhân vật nam chính trong ngực thời gian cái chủng loại kia lời kịch, còn có rất nhiều vừa nghe cũng cảm giác rất buồn nôn tâm tình thơ. Phát ra xong lời kịch về sau, nàng lại bắt đầu niệm thơ cổ, lần này đổi thành điện tử âm tới đây niệm. Niệm xong thơ cổ về sau, nàng lại bắt đầu lấy Tống Thư Hàng thanh âm bắt đầu niệm các loại phòng bị lời kịch. A mở màn là 4 tiếng trầm bồng du dương giả chết kêu thảm. Tiếp theo là, như thế nào là hiếu thuận, như thế nào là yêu thương, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao, tới từ nho gia thánh nhân kinh điển mang thai tam liên hỏi. Cái gì cũng không biết, còn ra tới đây lăn lộn cái gì lăn lộn. Những lời này, Tống Thư Hàng mình cũng quên là từ lúc nào nói qua, nhưng thanh âm này đúng là thanh âm của hắn. Tại hạ bá Tống, tuổi 18, mời chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có chỗ đắc tội, các ngươi tới đánh ta a. Câu này là vũ nhu tử thanh âm, không biết lúc nào cũng bị công đức xà mỹ nhân ghi chép lại. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác, xà mỹ nhân lời kịch kho có phải hay không quá phong phú điểm. Không chỉ có là hắn, liền vũ nhu tử thanh âm đều bị thu hình. Hơn nữa có chút lời kịch có phải hay không có chút quá kéo cừu hận. Ngươi nhất định phải chết, tội ác nhân loại. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Phàm là nhiễm lên chúng ta nhiễm biển chiến sĩ tiên huyết người. Chính là toàn bộ thế giới nhím biển chiến sĩ cộng địch, người trốn không thoát đâu, cho dù là chân trời góc biển cũng không cách nào tránh né. Không riêng gì ngươi, đã liền người nhà của ngươi đều bị nhím biển chiến sĩ trừng phạt. Ngươi tránh không được, ngươi không có đường sống. Bất quá, như ngươi ngoan ngoãn cắt lấy đầu lâu, ta có thể tha cho ngươi người nhà một mạng. Còn có nhím biển chiến sĩ lời kịch. Cuối cùng, công đức xà mỹ nhân lại hoán đổi lần Tống Thư Hàng thanh âm, tiểu bạch. Chờ ngươi tóc dài tới eo, gả ta có thể. Tống Thư Hàng đã nhanh chóng nhảy lên, đưa tay gắt gao che công đức xà mỹ nhân miệng lưỡi. Năm thảo, câu này lời kịch làm sao đi ra? Thế nhưng đã muộn, lời kịch cũng đã gần niệm xong. Phía trước, mở tiên thuyền đậu đậu xoay đầu lại, năm thảo. Hắn không có nghe sai, đây là Tống Thư Hàng thanh âm. Tống Thư Hàng, vọng thiên, ta mới là cái kia muốn hô năm thảo người. Nhìn chung cửu châu nhất hào quần trong kia a nhiều đạo hữu, ta liền phục ngươi, Thư Hàng. Đậu đậu bội phục nói. Không, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Tống Thư Hàng nói, những lời này,
kỳ thật là Bạch tiền bối. Đang nói đến một nửa thời gian, hắn lại cảm thấy đến không ổn. Liên quan tới Bạch tiền bối chân thực ảo giác bên trong, con ngựa trắng yên tinh áo thiếu niên tỏ tình đoạn này che giấu nội dung cốt truyện, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tựa hồ cũng còn không biết. Nếu như đem hắn việc này nói ra, có thể hay không trực tiếp bị một kiếm bay đến mặt trời bên trong đây. Tóm lại, những lời này không phải ta bản gốc, ta lúc ấy chỉ là thuật lại lần, kết quả là thiếu chút nữa mất mạng. Tống Thư Hàng thật sâu thở dài. Thì ra là thế, Đậu Đậu nhẹ gật đầu, cũng đúng, lấy Thư Hàng tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không nói ra loại này lời kịch. Đậu Đậu kiểu dối trá trả lời. Cực kỳ chính xác, Tống Thư Hàng nói, loại này xấu hổ cảm giác bạo tạc lời kịch, cùng ta phong cách vẽ cũng không phù hợp. Công đức xà mỹ nhân, Tống Thư Hàng hiện tại cũng không dám lại thả nàng loạn phát ra lời kịch, ngộ nhỡ lại phát ra xảy ra điều gì quỷ dị lời kịch, hắn trái tim nhỏ chịu không được. Vậy là Tống Thư Hàng cưỡng ép đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán trở về, cùng đóng nàng giam cầm, không cho nàng hiện hóa, chỉ làm cho nàng lấy thuần túy công đức ánh sáng hình thức, bám vào trên người mình. Một bên Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử cười dịu dàng nhìn qua trước mắt một màn, cũng không chen vào nói. Tiên thuyền tại Đậu Đậu điều khiển xuống, trở về địa cầu. Đậu Đậu đáp xuống lúc, là trực tiếp một đầu đâm đi xuống, cũng không có nhìn chuẩn rớt xuống địa điểm. Lúc hạ xuống, phía dưới tựa hồ là Hải Dương khu vực. Tĩnh Vũ, không đúng, Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ xuống Lý Bạch, tiếp đó lại nghĩ tới Tĩnh Dạ Tư. Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử, người muốn đi đâu? Cần đem người đưa đến đích đến không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử khoát tay áo, nói, không cần á, mục đích của ta mà ngay tại phía dưới, ta vốn là muốn đi Thái Bình Dương khu vực. Chúng ta đây ngay ở chỗ này cáo biệt, chúng ta lần tới gặp, nàng hi hi cười một tiếng, một lần nữa triệu hồi ra bổn mạng của mình Kim Thư. Tiếp đó nàng quay kính xe xuống, theo cửa sổ xe bên trong nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đi ra ngoài. Kim Thư biến to lớn, đem thân hình của nàng nâng lên. Nàng ngồi ở Kim Thư bên trên. Đối với Tống Thư Hàng phất phất tay, gặp lại. Gặp lại, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đậu Đậu, tiên thuyền năng lượng còn sung túc sao? Chúng ta trở về Hoa Hạ, Tống Thư Hàng lại hỏi. Đậu Đậu, yên tâm, không mở điên cuồng đào thoát hình thức, năng lượng hoàn toàn không có vấn đề. Tiên thuyền thay đổi phương hướng, hướng Hoa Hạ vị trí đi. Tĩnh Dạ Tư Tiên Tử ngồi ở Kim Thư bên trên, nhìn qua tiên thuyền đi xa, cười nói, lần sau gặp mặt thời gian. Lại có thể giống như lần đầu gặp mặt giống nhau. Người đây là cần gì chứ? Trên người nàng, phát ra một thanh âm khác, là Trình Lâm Tiên Tử thanh âm. Kỳ thật, loại này vô luận thiếu nữ làm cái gì, nam nhân kia rồi lại lúc nào cũng không cách nào nhớ kỹ nàng. Hắn hoàn toàn không biết thiếu nữ đằng sau hậu trường vì hắn làm ra cỡ nào to lớn cố gắng nội dung cốt truyện, giống như là bi kịch trong văn học thiên chương, thật sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Diệp Tư lấy ra một quyển bi kịch văn học sách vở, hai mắt sáng lên, không ổn, ta giống như thích thú. Trình Lâm Tiên Tử, đây là đâu đường tiến quỷ dị cách tư duy, văn học thiếu nữ hệ. Ta đột nhiên cảm giác, coi như là một mực bảo trì cái này hình thức cũng không tệ. Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, mỗi lần cùng Thư Hàng gặp mặt, phảng phất như là lần đầu tiên gặp mặt. Phản ứng của hắn để ta cảm giác rất mới mẻ. Mà tự ta còn có thể nhập vai đến bi kịch văn học nội dung cốt truyện bên trong. Ngoài ý muốn cảm giác không tệ, Diệp Tư bổ sung. Trình Lâm Tiên Tử, nhà ta khuê nữ, còn có cứu sao? Cảm giác không thể lại để nàng tiếp tục xem loại này kỳ kỳ quái quái sách. Lần tới đem bi kịch của nàng văn học lớn lấy đổi thành sách khác đi. Thế nhưng phải thay đổi thành cái gì sách tốt đây? Dựa theo Diệp Tư loại này sẽ đem bản thân nhập vai đến văn học nội dung cốt truyện bên trong tính cách. Có thích hợp với nàng hiện trạng sách sao? Trình Lâm Tiên Tử bắt đầu phiền não. Làm Đậu Đậu điều khiển lấy tiên thuyền, trở về Giang Nam Đại học thành, dược sư cái kia tòa kiến trúc thời gian, đã là sáng sớm hôm sau. Ngày 20 tháng 10, Chủ nhật, khoảng cách phục sinh CD còn có 3 ngày. Tống Thư Hàng đem tiên thuyền thu vào hạch tâm thế giới. Không được, ta phải nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi quá. Đậu Đậu vung vẩy thân thể, kêu lên. Thành, người tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy đến tối thiên cư sĩ, Tống Thư Hàng nói. Đậu Đậu, tối thiên cư sĩ cũng không phải sở sở, ta nhàn rỗi không chuyện gì đi quấy rầy hắn làm gì vậy. Dứt lời,
Đậu Đậu nghênh ngang tiến nhập dược sư cao ốc tùy ý tìm cái gian phòng, nằm sấp ổ đi ngủ đây. Tống Thư Hàng cùng theo vào nhà về sau, thần thức thoáng khuếch tán, đảo qua toàn bộ cao ốc. Ồ, Khôi Lỗi tiên tử cùng Tiểu Âm Trúc vẫn chưa về, Tống Thư Hàng nói khẽ. Là chơi quá sung, xem ra, phải cho Khôi Lỗi tiên tử cùng Tiểu Âm Trúc phối cái điện thoại, thuận tiện liên hệ. Nói qua, Tống Thư Hàng đến trước máy vi tính ngồi xuống, tùy ý lật xem dưới gần nhất tin tức. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thần bí phi hành vật, UFO, ảo ảnh vân. Vân tin tức xuất hiện tương đối nhiều. Là vì chư thiên vạn giới tầm đó thông đạo liên tiếp phía sau ảnh hưởng sao? Tống Thư Hàng nói thầm. Tiện tay nhìn xuống gần nhất một ít tin tức về sau, Tống Thư Hàng lại đổ bộ nói chuyện phiếm tài khoản, tiến nhập Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Vừa lên quần, hắn liền nhận được Hoàng Sơn tiền bối thông cáo. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, toàn thể thành viên, chia sẻ một bộ điều tra thiên nhân tộc tinh thần bí pháp đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp. Cái này bộ phận bí pháp là ở tinh thần trinh sát pháp trên cơ sở tiến hành cải tiến. Có thể chuyên môn cái sàng điều tra cùng tập trung thiên nhân tộc khí tức, ngũ phẩm trên đây đạo hữu có thể sử dụng. Cần đạo hữu mời được quần chia sẻ trong download. Bắc Hà tán nhân, ồ, Hoàng Sơn tiền bối bộ công pháp kia muốn miễn phí chia sẻ sao? Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, bộ công pháp kia là tu sĩ liên minh phát triển đi ra, vì để cho mọi người tại săn bắn thiên nhân thời gian, có thể dễ dàng hơn tra tìm đến mục tiêu. Đương nhiên. Nếu như thiên nhân số lượng quá nhiều, cũng có thể dựa vào cái này bộ phận tinh thần bí pháp trước giờ cảm ứng được, sớm chút lui lại. Trải qua hữu hiệu khảo thí, cái này bộ phận tinh thần bí pháp cảm ứng phạm vi muốn vượt qua thiên nhân tộc lục soát thủ đoạn. Dựa theo tu sĩ liên minh phương án, bộ công pháp kia miễn phí phát triển hướng toàn bộ tu chân giới. Yêu tu có thể tu dùng sao? Diệt Phượng công tử lên tiếng hỏi. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Diệt Phượng nói chuyện riêng ta, yêu tu có cái sửa chữa bản, có thể phối hợp yêu tu nhảy cảm ngũ giác tập trung thiên nhân, hiệu quả càng tốt, cảm ứng khoảng cách xa hơn. Toàn thể thành viên, yêu tộc đạo hữu đều nói chuyện riêng ta, yêu tu bản đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp cần ấn chủng tộc khác nhau tiến hành gửi đi. Yêu tu cùng tu sĩ khác nhau, chủng loại đa dạng. Vì vậy yêu tu bản đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp phiên bản loại hình rất nhiều. Hoàng Sơn tôn giả cũng không rảnh từng cái một upload. Dứt khoát liền ấn nói chuyện riêng, một chọi một tiến hành gửi đi. Bá Tống, luôn cảm giác, cái này đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp tên thật có lẽ kêu đánh thiên nhân radar phương pháp. Cuồng Đao Tam Lãng, đánh thiên nhân radar phương pháp cái này bên ngoài tên rất tán, ta thích. Một lát ta hướng người khác truyền thụ công pháp này thời gian, liền kêu hắn đánh thiên nhân radar phương pháp. Hiện đại chiến tranh, liền là tin tức chiến tranh, sớm một bước phát hiện địch nhân. Có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Dược sư, viên thuốc biểu lộ Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Tống Thư Hàng ngón tay cứng đờ ta có phải hay không tại không cẩn thận bên trong, lại cho Hoàng Sơn tiền bối gia tăng tâm mệt mỏi đáng giá. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, cái kia, các vị tiền bối. Ta tối hôm qua bão tố tiên thuyền lúc, đột nhiên nghĩ đến một cái tốt chỗ mấu chốt. Ta nghĩ đem một cái khoa học bên cạnh hạch tâm lò phản ứng cùng ngũ phẩm pháp khí lắp ráp bộ phận nguồn năng lượng để luyện khí cho lắp ráp đến cùng một chỗ, thêm đến ta tiên thuyền bên trên đi. Mặt khác một lần nữa cho tiên thuyền tăng thêm sủng vật hình hóa thân hạch tâm. Các tiền bối cảm thấy đáng tin cậy không? Nghe cũng cảm giác rất cho lực lượng. Đông Phương Lục tiên tử nói, Thư Hàng tiểu hữu, xế chiều hôm nay ta đi tìm ngươi. Ta đối với cải tiến cỗ xe, tiên thuyền rất có nghiên cứu. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, cải tiến ngươi tiên thuyền. Tống Thư Hàng trong lòng run lên. Đông Phương Lục tiên tử cải tiến tiên thuyền. Đáng tin cậy sao? Chờ, có lẽ còn là đáng tin cậy. Đông Phương Lục tiên tử cái kia chiếc xe Việt dã chính là nàng bản thân cải tiến, khai ra tới đây không có lông bệnh. Nàng mặc dù là đại lộ sát thủ, nhưng cải tạo xe kỹ thuật còn là rất tuyệt. Tốt, buổi chiều ta ở nhà chờ Đông Phương Lục tiên tử. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời hắn đưa tay ấn vào quần chia sẻ, đem cái kia đánh thiên nhân radar phương pháp download đến. Ta cuối cùng cảm giác, sẽ nổ, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Tam Lãng chưa có xấu mồm, Thư Hàng tiểu hữu gần nhất đối với nổ cái từ này dị ứng. Đại cát đại lợi, Bắc Hà tán nhân nhanh chóng nói. Liên quan tới Tống Thư Hàng trong cơ thể cái kia biện pháp an toàn phong ấn biến mất sự tình,
hắn đã báo tố trong nhóm thành viên khác. Lần nữa có được tân sinh đậu đậu, gâu, cái này đánh thiên nhân radar phương pháp ta không thể dùng a. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, là đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp. Mặt khác, đậu đậu ngươi tấn chức ngũ phẩm có thể dùng. Lúc nào trở về, ta vừa mới đến Tống Thư Hàng cái này đây, để ta chơi nhiều mấy ngày. Đậu đậu nói. Hoàng Sơn, ngươi không phải cùng ta hẹn rồi chơi một ngày sao? Ừ, hẹn rồi là chỉ chơi một ngày, nhưng dù sao gạt người là chó nhỏ đi, uông 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 ta lần này thật vất vả đi ra, nhất định phải chơi hắn cái thoải mái nha. Đậu đậu cười nói. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Trên lầu, đậu đậu đang nhanh chóng tại nói chuyện phiếm khung bên trong đưa vào, lại nói, hôm nay theo tiên thuyền bên trên về nhà thời gian, Thư Hàng một câu khiếp sợ đến ta, một câu kia lời nói đặc biệt khí phách. Đang lúc nơi đây, hệ thống thông báo, lần nữa có được tân sinh đậu đậu đã bị quần chủ cấm ngôn năm thiên. Tạm biệt ngâm quần, sớm chút trở về. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu nói. Đậu đậu, hắn còn không có phát xong tin tức, gửi đi không đi ra. Hoàng Sơn đại ngốc, bởi vì ngươi tao thao tác, dẫn đến toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần đều bỏ lỡ một cái đại bát quái. Không phát, cái này bát quái không phát. Ta muốn đem cái này bát quái giấu ở trong lòng, bản thân một người vui mừng a, cũng không phân biệt hưởng cho các ngươi. Bên kia, Tống Thư Hàng download xong cái kia đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp về sau, đem hắn mở ra, quan sát học tập. Cái này bộ phận cảm ứng phương pháp lấy tinh thần trinh sát pháp làm cơ sở, tiến hành cải tạo. Tinh thần trinh sát pháp Tống Thư Hàng học qua, liền là tu sĩ dùng tinh thần lực cảm ứng chung quanh thủ đoạn. Tấn chức ngũ phẩm cảnh giới về sau, tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức, có thể cảm ứng phạm vi biến cực kỳ rộng lớn. Tống Thư Hàng theo tấn chức về sau, không có toàn lực sử dụng qua tinh thần trinh sát pháp, trước mắt hắn cũng không rõ ràng lắm bản thân có thể cảm ứng phạm vi cụ thể lớn đến bao nhiêu. Cái này bộ phận đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp là tinh thần trinh sát pháp kéo dài, một khi thi triển ra về sau, ngũ phẩm tu sĩ thần thức sẽ chỉ tóm thiên nhân tộc cái mục tiêu này, đồng thời cảm ứng phạm vi cũng tìm được càng lớn kéo dài. Tống Thư Hàng dựa theo trên văn kiện miêu tả phương thức, thử mấy lần về sau, liền nắm giữ cái này bộ phận bí pháp. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, thần thức dựa theo đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp vận hành phương thức, khuếch tán ra. Tinh thần trinh sát pháp cảm ứng phương thức là thảm kiểu lục soát, toàn màn hình trải rộng ra. Mà đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp giống như là từ Tống Thư Hàng trên thân kéo dài ra vô số nhìn không thấy sợi tơ. Những thứ này sợi tơ sẽ chỉ tóm thiên nhân tộc khí tức. Kể từ đó, thần thức tiêu hao thấp hơn, hiệu suất rồi lại cao hơn. Theo đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp không ngừng kéo dài, chút bất chi bất giác, Tống Thư Hàng ý thức đã kéo dài ra hơn 10 cây em bên ngoài. Ngay sau đó, có 6 cái đốm nhỏ xuất hiện ở Tống Thư Hàng trong ý thức. Thiên nhân tọa độ tập trung. Không chỉ như vậy, tùy ý Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, đối với thiên nhân cảm ứng phương pháp còn đem cảm ứng được hình ảnh truyền lại trở về. Đó là một chiếc thiên nhân máy phi hành, đang đỗ tại khoảng cách Tống Thư Hàng ngoài 10 dặm trong hư không, đang tại chẳng có mục tiêu dò xét, tựa hồ là tại lục soát mục tiêu. Tìm được mục tiêu. Tống Thư Hàng nhanh chóng tại Cửu Châu nhất hào quần quần bên trong đưa vào nói. Thiên nhân, Lệ Chi tiên tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, đúng, tổng cộng 6 cái thiên nhân tín hiệu, tại ta 10 dặm bên ngoài. Các tiền bối, ta muốn làm sao đánh chúng nó. 10 dặm khoảng cách lời nói, lên lôi pháp đi. Bố chú thi pháp, ngũ phẩm cấp lôi pháp vừa vặn có khoảng cách này. Thư Hàng ngươi học được cái nào mấy cái lôi pháp? Bắc Hà tán nhân đề nghị. Trưởng tâm lôi, Tống Thư Hàng trả lời. Bắc Hà tán nhân, thần đặc biệt mã trưởng tâm lôi loại vật này, người đường đường nghìn năm đệ nhất thánh cũng không biết xấu hổ sách mở miệng. Mặt khác ta còn học xong thiên sư chính pháp bên trong dẫn lôi thuật, trước mắt vừa nắm giữ nhất lôi cảnh giới. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Bắc Hà tán nhân, còn là tính, đổi lại phương án đi. Bằng ngươi lôi pháp, không có đùa giỡn. Tống Thư Hàng lập tức lệ rơi đầy mặt. Dược sư, viên thuốc biểu lộ Bắc Hà tán nhân, cảm ơn dược sư, bất quá ta không cần. Lệ Chi tiên tử, thực nếu vẫn không được, lên ngự kiếm thuật đi, một kiếm đi qua, cắt thiên nhân đầu lâu. Diệt Phượng công tử bổ sung, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, ngự kiếm thuật chính là vì này mà tồn tại. Bất quá Thư Hàng là đùa nghịch đao,
hắn mà vượt ngự đao thuật. Hay, cho ta thử xem, Tống Thư Hàng hưng phấn nói. Từ khi học được ngự đao thuật cùng ngự đao thuật, hắn còn chưa từng có thử qua ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Bất quá, dùng cái nào chuôi đao tốt đây? Tu sĩ đi, đương nhiên muốn có loại này ngồi ở trong nhà uống trà, chuyện trò vui vẻ ở giữa, ngự kiếm hoặc đao, ở ngoài ngàn dặm chém địch thủ cấp loại này phong cách vẽ. Bất quá Tống Thư Hàng trên thân bảo đao số lượng không ít, muốn dùng cái nào một chuôi tốt đây? Bảo đao phách toái, vô hình đao cổ, mực bạo quân song đao, hay hoặc là còn có thể lên cửu tu phượng hoàng đao, thậm chí là xích tiêu kiếm tiền bối cũng có thể a. Bảo đao phách toái lời nói, cấp bậc có chút thấp. Lực sát thương chỉ sợ sẽ chưa đủ, Tống Thư Hàng trong lòng nói. Phách toái đao là làm bạn hắn lâu nhất đao, bất quá hắn nội tình trong chỉ là tứ phẩm cấp bảo đao, lực sát thương có chút chưa đủ. Mặc dù là hắn chất lên bát phẩm kình thánh cốt, còn trải qua thiên kiếp rèn luyện, nhưng kình thánh cốt chỉ là vòng bảo hộ, còn chưa đủ để lấy tăng lên hắn phẩm chất. Lần sau có cơ hội, muốn mời lục tu tiên tử vì hắn phách toái đao chế biến một chút. Vô hình đao cổ lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá đao cổ có thể đồng bộ phóng ra, thiên nhân có 6 cái, một đao chỉ sợ làm không hết. Vì vậy, trước một đao đi ra ngoài chém giết thiên nhân, đồng thời đem vô hình đao cổ đồng bộ bắn ra. Dù sao đao cổ thiên nhân nhóm nhìn không tới, đến lúc đó có thể giấu ở thiên nhân bên cạnh, tới đây đao âm. Chờ, ta tại sao phải một đao đao bay ra ngoài? Ta 5 hạt nhân ngũ kim đan, người khác một lần ngự một chuôi đao, ta đồng thời ngự 5 chuôi có lẽ vấn đề không lớn đi. Một hơi đem tất cả đao đều ngự đi ra ngoài chẳng phải được rồi. Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động. Vậy là, đem hắn bảo đao phách toái, mực bạo quân song đao, vô hình đao cổ toàn bộ lấy ra. Mực bạo quân song đao có thể đối phó 2 cái mục tiêu, đối phương đối với 6 đầu thiên nhân. Nếu như lại thêm xích tiêu kiếm tiền bối cùng cửu tu phượng hoàng đao lời nói, số lượng tựa hồ vừa vặn. Ta thế nhưng là Tống, kim đan bạo nhiều, đao cũng bạo nhiều, Thư Hàng. Kim đan nhiều cộng đao nhiều, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Thông nương, cho ta mượn cửu tu phượng hoàng đao dùng một lát. Tống Thư Hàng đối với hạch tâm thế giới thông nương kêu lên. Thông nương ngẩng đầu lên, nói đùa, ta trò chơi trong số tài khoản không có kim tệ nạp tiền liền cho mượn. Gần nhất thông nương thật lâu không có bị bóp hành mầm, lại thêm dần dần nhìn thấu Tống Thư Hàng tính cách, vì vậy lá gan dần dần mập, không giống lấy trước như vậy câu thúc, ngẫu nhiên cũng có thể mở nhỏ vui đùa. Thế nhưng thông nương vừa dứt lời, cửu tu phượng hoàng đao đã thí điên bay lên, chủ động đã tiếp nhận Tống Thư Hàng hiệu triệu. Thông nương, thiên khấp bảo điển rơi lệ thuộc tính bị phát động, nàng nằm ở quy tiền bối mai rùa bên trên, khóc thành khóc sướt mướt, ta mới là bát tu đi. Trên lý luận mà nói, ta mới là cửu tu phượng hoàng đao cái này từng giữ chức túc chủ không phải sao. Trò chơi kim tệ quay đầu lại cho ngươi nạp, Tống Thư Hàng hào sảng nói. Hắn đã chuẩn bị dùng kim sa đi tuyết lang động chủ cái kia đổi ít tiền. Thật không được, thiên nhân trên người có rất nhiều không dùng được pháp khí, cũng có thể đổi thành linh thạch lại đổi thành tiền. Đến lúc đó, thông nương muốn khắc vàng, hoàn toàn không có vấn đề. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, đem xích tiêu kiếm tiền bối thả ra đi. Tống Thư Hàng còn gọi là nói. Công đức xà mỹ nhân theo Tống Thư Hàng sau lưng vây quanh nửa người, lười biếng há mồm phun ra xích tiêu kiếm. Lại nhanh chóng rụt trở về, nàng hôm nay lộ ra có chút phờ phạc. Vô hình đao cổ, cửu tu phượng hoàng đao vây quanh Tống Thư Hàng đảo quanh. Xích tiêu kiếm, Thư Hàng, muốn luyện công buổi sáng sao? Không, lần này ta đã tập trung vào 6 cái thiên nhân, muốn cách 10 dặm khoảng cách, cho bọn hắn tới đây một đao ngự đao thuật. Tống Thư Hàng trả lời. 6 cái thiên nhân, mấy phẩm, xích tiêu kiếm lên tiếng hỏi. Nhìn không ra, chắc là cũng chính là ngũ phẩm trái phải đi. Ta là dùng đánh thiên nhân radar phương pháp cảm ứng được chúng nó. Tống Thư Hàng nói. Đối phó mấy cái ngũ phẩm gà yếu, cũng muốn ta lên sân khấu. Xích tiêu kiếm tiền bối dở khóc dở cười. Hắn thế nhưng là trường sinh giả thần binh, hơn nữa lần này là đầy năng lượng trạng thái. Hắn nếu như một đao xuống dưới, đánh ít nhất là cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc đối thủ. Khiến nó đi ra đối phó mấy cái ngũ phẩm, quả thực là lên mặt pháo đánh con muỗi được không? Hơn nữa, tuy rằng lại để cho xích tiêu tử giúp ta rót đầy năng lượng, nhưng điểm ấy năng lượng cũng không có thể dùng để lãng phí. Chúng ta muốn lưu lại chúng nó, đối phó bát phẩm trên đây đối thủ,
tốt nhất là cửu phẩm cấp đối thủ. Xích Tiêu Kiếm bổ sung. Đoạn thời gian trước, Tống Thư Hàng đối mặt đại địch thời gian, hắn rồi lại bởi vì năng lượng hao hết, không cách nào thống khoái một trận chiến, ngẫm lại đều nghẹn khuất. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cái kia Xích Tiêu Kiếm tiền bối thay ta lược trận, ta thử xem có thể hay không nhiều đao tề ngự. Nhiều đao tề ngự, Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Đúng, ta nghĩ thử xem, Tống Thư Hàng nói. Hắn vốn là đưa tay điểm tại bảo đao phách toái bên trên, đối với phách toái sử dụng ngự đao thuật. Phách toái đao lơ lửng, theo Tống Thư Hàng tâm ý xoay một vòng. Tống Thư Hàng lại thuận tay cho phách toái đao sử dụng một phát dưỡng đao thuật. O, O, N, G trên đao phách toái phát ra một hồi O, O, N, G O thanh âm, hắn trên thân đao đao mang tăng vọt, vận sức chờ phát động. Rất tốt, cảm giác không hề tốn sức, Tống Thư Hàng dứt lời. Lại đưa tay điểm tại vô hình đao cổ bên trên, sử dụng ngự đao thuật cộng dưỡng đao thuật. Vô hình đao cổ vốn là có được sinh mệnh, đối với nó sử dụng ngự đao thuật thời gian tiêu hao, so với bảo đao phách toái muốn ít gấp rưỡi trở lên. Hơn nữa, dưỡng đao thuật quả nhiên đối với vô hình đao cổ cũng có hiệu quả. Đao cổ không ngừng hướng Tống Thư Hàng truyền lại ra thoải mái, hưởng thụ các loại ý tứ. Kế tiếp, bạo quân song đao. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại mực bạo quân song đao bên trên, giải trừ lục phẩm cấp phong ấn. Thất phẩm cùng bát phẩm phong ấn giải trừ về sau, quá tiêu hao năng lượng. Trước mắt đối với Tống Thư Hàng mà nói, thực dụng nhất đúng là lục phẩm phong ấn giải trừ trạng thái. Đồng dạng một bộ ngự đao thuật cộng dưỡng đao thuật tổ hợp. Do vì bản mệnh pháp khí, ngự đao thuật cùng dưỡng đao thuật tác dụng tại mực bạo quân song đao lên thời gian, hiệu quả càng thêm xuất sắc. Song đao thêm đao cổ thêm phách toái đao, xếp thành một hàng, lơ lửng ở Tống Thư Hàng trước mặt. Cảm giác còn có dư lực, Tống Thư Hàng tính ra nói. Trong cơ thể hắn 5 cái kim đan hạch tâm, liên tục không ngừng cung cấp linh lực, lại thêm lục phẩm linh quỷ linh lực cung cấp, Tống Thư Hàng ngự lấy 4 đao, Tống Thư Hàng nhưng như cũ cảm giác rất nhẹ nhàng. Vậy kế tiếp, cửu tu phượng hoàng đao, cũng lên đi. Tống Thư Hàng nói. Lần này xuất kích. Cửu tu phượng hoàng đao ắt không thể thiếu. Thiên nhân nhóm đều núp ở máy phi hành bên trong, muốn phá vỡ máy phi hành phòng ngự, nhất định mượn nhờ cửu tu phượng hoàng đao sắc bén. Dù sao đây chính là đạo khí. Dù là không kèm theo bất cứ thương tổn gì, chỉ cần dùng man lực đem hắn văng ra, đều có thể giống như cắt đậu hũ đem thiên nhân máy phi hành xé ra. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại cửu tu phượng hoàng đao bên trên, thử đối với nó sử dụng ngự đao thuật. Cửu tu phượng hoàng đao đặc biệt phối hợp Tống Thư Hàng, tiến nhập ngự đao hình thức. Đón lấy, Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút phía sau lại cho nó tăng thêm cái dưỡng đao thuật. Làm dưỡng đao thuật rơi vào cửu tu phượng hoàng đao trên thân khoảnh khắc, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác tinh thần của mình giống như cùng cửu tu phượng hoàng đao liền lại với nhau. Hắn cùng cửu tu phượng hoàng đao, giống như tuy hai mà một. Đao chính là hắn chính là đao. Năm thảo, đao người hợp nhất. Xích Tiêu Kiếm nhịn không được lên tiếng, đây không phải là khoa học. Đao ý, đao người hợp nhất, đây là đao tu nhóm theo đuổi hai loại cảnh giới. Hơn nữa đao người hợp nhất so với lĩnh ngộ đao ý còn muốn khó khăn. Đao ý lĩnh ngộ sau đó, bình thường có thể ổn định sử dụng, trở thành bản thân tuyệt đối chiến lực. Mà đao người hợp nhất, liền phải xem vận khí, nhìn bản thân cùng đao trạng thái. Vân, các loại nhân tố ảnh hưởng. Có đôi khi, tu sĩ trạng thái rất tốt, nhưng bảo đao trạng thái không tốt, cũng không cách nào tiến nhập đao người hợp nhất trạng thái. Đây chính là đao người hợp nhất, Tống Thư Hàng nói khẽ. Loại cảm giác này, ngoài ý muốn tuyệt vời. Giống như thân thể thoát khỏi tất cả trói buộc, tiến nhập đao thị giác. Loại này thuộc về đao thị giác, làm Tống Thư Hàng đối với Tam Thiên Đao Kinh lĩnh ngộ nâng cao một bước. Một đao tại tay, thiên hạ không thể ngăn cản ta đồ vật. Ngự đao thuật, chém, Tống Thư Hàng quát khẽ. Cửu tu phượng hoàng đao đầu tàu gương mẫu, xa hơn siêu khác bảo đao tốc độ, hướng hư không tháo chạy. Tại hắn sau lưng, là mực bạo quân song đao, nhưng hắn cùng cửu tu phượng hoàng đao ở giữa khoảng cách không ngừng bị kéo đại. Bảo đao phách toái cùng vô hình đao cổ ngược lại là bảo trì đồng bộ đồng tiến tốc độ. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, thần thức của hắn bám vào tất cả chuôi bảo đao bên trên. 10 dặm bên ngoài thiên nhân máy phi hành tìm kiếm được một mảnh núi rừng, tạm thời dừng lại. Vận khí của bọn nó tựa hồ không tốt lắm,
theo thiên nhân giới đi vào cái thế giới này săn bắn tu sĩ kim đan về sau, chúng nó đã tìm vài ngày, cũng không có tìm được thích hợp con mồi. Hiện tại, chúng nó đang chuẩn bị hơi nhả hơi thở, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi ngồi xuống. Đang lúc chúng nó chuẩn bị đem máy phi hành dừng lại lúc, xa xa một đạo hỏa diễm vượt qua vũ trụ, hướng chúng nó chém tới. Địch tập kích, chịu trách nhiệm cảnh giới thiên nhân kêu lên. Hắn vừa dứt lời, đạo kia hỏa diễm hóa thành một chỉ hừng hực phượng hoàng, đã chém tại thiên nhân máy phi hành bên trên. Oanh, thiên nhân máy phi hành bị một đao chém nổ. Bên trong 6 cái thiên nhân tại an toàn chạy trốn trang bị xuống, tại giây phút quyết định bắn ra đi ra ngoài. Ngay cả như vậy, cửu tu phượng hoàng đao kinh khủng kia một kích, đã tại 6 đầu thiên nhân trên thân để lại tất cả lớn nhỏ miệng vết thương. Bất diệt phượng hoàng chi hỏa, quấn quanh tại trên vết thương, kéo dài thương tổn 6 đầu thiên nhân. Hủy diệt máy phi hành về sau, cửu tu phượng hoàng đao cũng không có truy kích. Hắn chỉ là trôi nổi tại trong hư không, rất vui vẻ đảo quanh. Từ đầu tới đuôi, cửu tu phượng hoàng đao căn bản không có phát huy ra lực lượng của nó. Nếu không, hắn một đao kia chém xuống đi, 6 cái thiên nhân tuyệt đối thập tử vô sinh. Nhiệm vụ của nó chỉ là phá hủy thiên nhân máy phi hành cùng với tại trong hư không lược trận, không muốn lại để cho 6 cái thiên nhân chạy thoát. Đây là tu sĩ ngự đao thuật, có tu sĩ phát hiện chúng ta, thiên nhân bay ra lên tiếng nói. Thế nhưng, không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Vèo lúc này, mực bạo quân song đao đi đến, đao mang bạo chém, song đao phân chia ra, riêng phần mình tập trung một cái thiên nhân, một đao chém xuống. Cái kia 2 cái thiên nhân chỉ có thể cắn chặt răng, vội vàng đón đánh. Nhưng chúng nó người bị phượng hoàng đao trọng thương, trên thân còn quấn quanh lấy bất diệt phượng hoàng chi hỏa. Chỉ chống cự 2 cái, đã bị mực bạo quân song đao chặt đứt. Lại sau đó, bảo đao phách toái khoan thai đến chậm. Hắn cũng tập trung một cái thiên nhân, một đao chém tới. Cái kia thiên nhân rốt cuộc chậm qua khí tới đây. Hắn cắn chặt răng, vung kiếm ngăn trở bảo đao phách toái. Thế nhưng, bảo đao phách toái cũng không phải một chuôi đao tại hành động. Hắn sau lưng còn cùng theo vô hình đao cổ. Vô hình đao cổ nắm lấy thời cơ, một đao chọc tới đây. Phổ thông ngũ phẩm tu luyện giả, căn bản nhìn không tới vô hình kiếm cổ, chớ nói chi là thân là kiếm cổ biến dị thể đao cổ. Tống Thư Hàng vô hình đao cổ nếu như toàn lực co rút lại khí tức, thậm chí ngay cả lục phẩm cảnh giới tu luyện giả cũng có thể giấu giếm đi qua. Vì vậy, thừa dịp vị kia thiên nhân chống cự bảo đao phách toái lúc, vô hình đao cổ lặng lẽ chuyển rời đến hắn sau lưng, nhắm ngay phần eo của hắn một đao đâm vào. Xoẹt, thiên nhân trên thân phòng ngự, pháp y bị một đao chọc xuyên qua, đao cổ mũi đao thuận lợi đâm vào đến hắn sau lưng. A, thiên nhân phát ra hét thảm một tiếng. Hắn theo bản năng đâm tay, hướng bản thân sau lưng ôm đồm đi. A, thiên nhân lại là hét thảm một tiếng, hắn cái này ôm đồm đi thời gian, bắt được vô hình đao cổ trên lưỡi đao, một tay máu. Ngay sau đó, vị này thiên nhân đột nhiên trước mắt một đen, theo cao 10 mét trong hư không ngã xuống, rơi xuống đến trong núi rừng. Hắn phát ra tiếng thứ 3 kêu thảm, A, làm hắn rơi xuống về sau, vô hình đao cổ lặng lẽ theo hắn sau lưng chỗ rời khỏi, một lần nữa ẩn núp. Đao cổ bên ngoài thân, giọt máu không dính. Vị kia bị ghim thấu sau lưng thiên nhân, đã hôn mê bất tỉnh hắn trúng độc. Đao cổ người mang cổ loại hình huyết mạch, cần dưới tình huống, hắn có thể tiết ra da tê liệt tính kịch độc tới đây. Loại này kịch độc, liền lục phẩm tu sĩ đều bị quấy nhiễu, ngũ phẩm cấp tu sĩ thì sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Còn sống thiên nhân so với chết mất giá trị tiền. Tê liệt tính kịch độc có thể làm cho thiên nhân lâm vào dài dòng buồn chán hôn mê kỳ, lại sẽ không làm bị thương tánh mạng của bọn nó, tính giá so với đặc biệt cao. Trong hư không, còn sót lại 3 con thiên nhân trong lòng hoảng sợ. Vừa đối mặt, chúng nó máy phi hành bị nổ. 2 vị đồng bạn bị chặn ngang chặt đứt, 1 vị đồng bạn không hiểu thấu hôn mê, mất đi chiến lực. Mà từ đầu đến cuối, chúng nó liền đối thủ ở đâu, lớn lên dạng gì đều không nhìn thấy. Chúng nó toàn lực phóng thích tinh thần lực cảm ứng, cũng không có tại phụ cận cảm ứng được tu sĩ khí tức. Đối phương, rất có thể là ở vượt xa bọn hắn tinh thần cảm ứng phạm vi, đối với bọn họ đã tiến hành ngự đao công kích. Cái này phải muốn có bao nhiêu thực lực cường đại mới có thể làm được. Một hiệp ngự đao công kích chấm dứt. Mực bạo quân song đao tiếp tục phiêu du tại không trung, không có tiếp tục phát động công kích. Cửu tu phượng hoàng đao tại 4 phía du tẩu,
phòng ngừa thiên nhân bỏ chạy. Bảo đao phách toái đao khí tăng vọt, nếu không phải hắn trên thân đao chứa vòng bảo hộ. Lúc này hắn có lẽ rất khí phách mới đúng. Vô hình đao cổ tiếp tục ẩn núp, tùy thời mà động. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bá Tống đạo hữu đang vì trong nhóm các tiền bối văn tự trực tiếp hắn chiến đấu, tiêu diệt. Các vị tiền bối, ta một hơi tiêu diệt ba cái thiên nhân. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu ngự đao thuật đã mạnh như vậy. Một hơi chém ba cái tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm thiên nhân. Trong lúc cấp bách bốc lên cái ngâm nước đồng quái tiên sư hiếu kỳ nói. À, đồng quái, đã lâu không gặp, sinh con không có. Sinh con về sau, đầy tháng ta cho ngươi con đưa đầy tháng lễ a. Khôi hài cười biểu lộ Bắc Hà tán nhân nhanh chóng trả lời. Dưới tình huống bình thường, Bắc Hà tán nhân tại trong nhóm phong cách vẽ đều rất đứng đắn. Hắn cùng Hoàng Sơn cùng với mấy vị rất ít nổi lên tiền bối, đau khổ mở Cửu Châu Nhất Hào quần còn sót lại không nhiều tiết tháo điểm mấu chốt. Nhưng mỗi trở về gặp gỡ tính hắc quẻ, Bắc Hà tán nhân giống như là ăn nổ, đặc biệt bảo. Đồng quái tiên sư, ha ha, Bắc Hà ngươi mới là thiếp thân tình yêu đích thực. Lần tới thiếp thân cho ngươi sinh hầu tử a, Lệ Chi tiên tử, Diệt Phượng công tử, phát điên biểu lộ, cái kia hình ảnh ngẫm lại cũng cảm giác cay con mắt. Bắc Hà tán nhân, xấu, cự tuyệt, cuồng đao tam lãng, tuy rằng biết rõ đồng quái có thể là tiên tử, lần trước thực tiên yến quần đỏ tiên tử bộ dáng cũng rất tán. Nhưng chẳng biết tại sao, ta đối với hắn mỗi ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng lộ ngực đùi thô hán tử. Đồng quái tiên sư, tam lãng. Thiếp thân cũng có thể cho ngươi sinh hầu tử a. Cuồng đao tam lãng, tính hắc quẻ, ngươi vì sao phải như vậy lẫn nhau thương tổn? Không được, đồng quái điên rồi. Vì buồn nôn người, hắn liều mạng đem bản thân bồi thường tiến vào. Tự hắc đen người. Tô thị A Thất, Thư Hàng tiểu hữu ngự đao thuật luyện không tệ, xem ra, không có lãng phí ta dạy cho ngươi ngự đao bí pháp. Tống Thư Hàng ngự đao thuật cùng ngự đao thuật, đều là Tô thị A Thất thông qua A Thập Lục chuyển dạy cho hắn. Lưu Huỳnh tiên tử, Thư Hàng học chính là cái gì ngự đao thuật? Một đao liền chém ba cái thiên nhân, ta luyện chính là A Thất tiền bối truyền thụ cho ngự đao. Nguyệt Quang, kỳ thật có thể một hơi chém ba cái thiên nhân, là ta một hơi ngự bốn chục đao đi ra ngoài nguyên nhân. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Tô thị A Thất, Lưu Huỳnh tiên tử, Bắc Hà tán nhân, mặt khác ta phát hiện một vấn đề tổng cộng sáu cái địch nhân, ta dùng ngự đao một hơi tiêu diệt ba cái. Kế tiếp ba cái phải làm sao? Nếu như là dưới tình huống bình thường, kế tiếp, ta coi như là lại viễn trình sử dụng ngự đao thuật, thiên nhân nhóm cũng đã có cảnh giác, không dễ dàng đối phó, cũng không cách nào rất nhanh đem chúng nó chém giết đi. Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Đương nhiên, Tống Thư Hàng mình có thể trực tiếp dùng cửu tu phượng hoàng đao nghiền ép thiên nhân. Thậm chí có thể dùng vô hình đao cổ đằng sau hậu trường giải quyết từng người một. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Ngự đao thuật chẳng lẽ chỉ là dùng để một đao bay ra ngoài, ngàn dặm lấy địch thủ cấp, tiếp đó bay trở về. Cái kia nếu như địch nhân tương đối cường đại, miểu sát không hết làm sao bây giờ? Ngươi có thể thi triển phối hợp ngự đao thuật đao pháp đánh chúng nó a? Lệ Chi tiên tử nói. Ngự đao thuật cùng ngự kiếm thuật chỉ là một loại thủ đoạn. Tiếp đó phối hợp với ngự đao thuật hoặc ngự kiếm thuật, còn có nguyên bộ ngự đao pháp cùng phi kiếm phương pháp. Tỷ như vạn kiếm quyết. Phi kiếm phục ma trận, thiên vạn tàn quang kiếm, tiên pháp ngũ thần kiếm vân. Vân cùng loại phi kiếm thuật. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, còn có cùng ngự đao thuật xứng đôi đao pháp. Hắn hoàn toàn không biết. Bắc Hà tán nhân, cuồng đao tam lãng, vì vậy, người rút cuộc là làm sao tấn thăng đến ngũ phẩm A, bá Tống đạo hữu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Ta dù sao liền cùng cá ướp muối, luyện lấy liền ngũ phẩm. Dưỡng thương hiến công. Không có biện pháp, dù sao Thư Hàng tiểu hữu thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể lý giải. Hắn có thể học được ngự đao thuật cũng đã rất tốt. Bắc Hà tán nhân, đúng, ít nhất hắn còn biết ngự đao thuật. Lôi pháp hắn còn chỉ biết trường tâm lôi đây, ta còn biết dẫn lôi thuật nhất lôi Bắc Hà tiền bối. Lệ rơi đầy mặt biểu lộ Tống Thư Hàng nhắc nhở. Cuồng đao tam lãng, này, chờ, ngươi ở trong nhóm lội nửa ngày thời gian, ba cái kia còn sống thiên nhân đây. Chạy sao? Không có đây, chúng nó không chạy thoát được đâu. Ta dùng cửu tu phượng hoàng đao chấn chàng, chúng nó muốn chạy lời nói, cửu tu phượng hoàng đao sẽ đem chúng nó quét trở về. Hiện tại chúng nó cũng còn không nhúc nhích, Tống Thư Hàng trả lời. Còn sống thiên nhân giá trị cao hơn. Cuồng đao tam lãng,
Làm nửa ngày, cái kia ba con còn sống thiên nhân cũng đã không có đường sống. Phượng Hoàng Đao mặt lị, cửu tu Phượng Hoàng Đao, ngươi ở dùng. Đây là lục tu tiên tử tài khoản, rất sớm phía trước thất tu thánh quân liền đem nàng gia nhập trong quần. Chỉ là nàng rất ít nổi lên, càng nhiều nữa lúc nàng dùng chính là thất tu tài khoản. Ngươi đã có thể sử dụng cửu tu Phượng Hoàng Đao, trực tiếp bằng thuộc tính triển đẻ ép, muốn cái gì ngự đao đao pháp. Lục tu tiên tử lại bổ sung. Hơn nữa vì sao ngươi có thể sử dụng cửu tu Phượng Hoàng Đao? Ngươi cũng không phải bát tu, dựa vào cái gì dùng cửu tu Phượng Hoàng Đao a? Ta là trong lòng đột nhiên có nghi hoặc, vì vậy hỏi một chút các tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Xem ra, kế tiếp ngoại trừ viễn cổ ngôn ngữ cùng pháp thuật bên ngoài, còn phải nghĩ biện pháp học ngự đao đao pháp mới được. Lúc này, Lệ Chi tiên tử lại tò mò hỏi, Thư Hàng ngự đao thuật là A Thất dạy đi. A Thất vậy có xứng đôi ngự đao đao pháp sao? Tô thì A Thất, ngự đao. Nguyệt Quang xứng đôi đao pháp, ta còn không có sáng tạo ra tới đây. Vì vậy, Thư Hàng có thể tự nghĩ ra một bộ đao pháp, nỗ lực lên, Vọng Thiên. Ta liền ngự đao đao pháp là cái gì cũng không biết, làm sao tự nghĩ ra. Tóm lại, trước đêm còn sót lại ba cái thiên nhân xử lý sạch đi. Tống Thư Hàng ý thức lại chuyển rời đến thiên nhân trên chiến trường. Lúc này, ba cái thiên nhân bên trong, có một cái rút cuộc tìm được cơ hội. Hắn trong lòng tính toán tốt góc độ, làm mực bạo quân song đao cùng cửu tu Phượng Hoàng đao trôi nổi đến khoảng cách hắn xa nhất vị trí về sau, hắn nhanh chóng kích hoạt trên người mình một cái bảo vệ tính mạng độn thuật. Bên cạnh của nó cuộn lên màu xanh hào quang, thôi động thân thể của nó bắt đầu hướng xa xa chạy thục mạng. Ha ha, ta vô hình đao cổ chờ ngay tại lúc này a. Tống Thư Hàng cười nói. Ở đằng kia thiên nhân kích hoạt độn thuật trong chốc lát, vô hình đao cổ một cái bạo khởi. Hung hăng đâm vào thiên nhân sau lưng, cùng rót vào đại lượng tê liệt kịch độc. A thiên nhân kêu thảm một tiếng, lâm vào hôn mê. Bất quá độn thuật hào quang cuộn hôn mê hắn, kế tục dậy hướng xa vào bỏ chạy. Lúc này, cửu tu Phượng Hoàng đao ánh đao lóe lên, san bằng vỗ vào hôn mê thiên nhân trên thân, thoáng cái đem trên người nó độn quang đập thả. Bảo đao phách toái phối hợp bay đi, vòng bảo hộ mở rộng, đem hôn mê thiên nhân tiếp được. Lúc này, phách toái đao vòng bảo hộ bên trong chứa 4 cái thiên nhân. Lúc trước bị chém nứt 2 cái thiên nhân cùng chúng độc hôn mê thiên nhân, đều bị phách toái đao chất lên. Làm phách toái đao chất lên vòng bảo hộ thật sự là quá chính xác. Vòng bảo hộ liền được cấp cho người mang đến cảm giác an toàn, lại có thể dùng để vận tải chiến lợi phẩm, nhất cử lưỡng tiện. Cùng một thời gian, mặt khác 2 cái thiên nhân cũng kích hoạt lên chúng nó trên thân bỏ chạy phương pháp. Một cái trong đó thiên nhân dùng đồng dạng là cái kia quang mang màu xanh độn thuật, cái kia màu xanh hào quang cuộn thân thể của hắn, thôi động hắn hướng xa xa bỏ chạy. Cái khác thiên nhân dùng nhưng là Tống Thư Hàng nhìn rất quen mắt độn pháp huyết độn đại pháp. Huyết độn đại pháp là được xưng có thể theo lục phẩm chân quân thủ hạ chạy trốn cường hãn độn thuật. Làm độn pháp thi triển ra thời gian, ngày đó người thân thể tản ra, hóa thành một quán huyết phụ, tháo chạy hướng 4 phương 8 hướng. Cái này huyết độn đại pháp rất nổi danh đường, nhiều như vậy huyết phụ tứ tán ra chạy thục mạng, cuối cùng sẽ ở cái nào đó địa điểm tụ hợp, khôi phục làm một cái hoàn toàn thiên nhân. Hơn nữa, coi như là trên đường có huyết phụ bị hủy diệt cũng không quan hệ, tối đa cũng liền chịu điểm lớn nhỏ tổn thương, bổ dưỡng mấy ngày liền khôi phục lại. Nếu như may mắn lời nói, tùy thân một ít quý giá vật phẩm cũng sẽ giấu ở huyết phụ bên trong, bị huyết độn đại pháp mang đi. Nhớ kỹ cái này độn thuật đã từng được người xưng là di mụ độn. Cái kia dùng quang mang màu xanh chạy thoát thân thiên nhân, không thể chạy ra rất xa, đã bị cửu tu Phượng Hoàng đao đập trở về. Vô hình đao cổ nắm lấy cơ hội, một đao chọc tại hắn thận lên, rót vào kịch độc, khiến nó lâm vào hôn mê. Bảo đao phách toái theo sát mà lên, đem hôn mê thiên nhân tiếp được. Ngay sau đó, cửu tu Phượng Hoàng đao lại vung ra một mảnh hỏa diễm. Đuổi theo hướng những cái kia tứ tán huyết phụ. Hỏa diễm đi sau mà tới trước, tứ tán huyết phụ hơn phân nửa đều bị thiêu tẫn. Chỉ có 4-5 phiến huyết phụ, theo trong ngọn lửa thoát xanh, tiếp tục điên cuồng hướng xa xa chạy thục mạng chỉ còn lại như vậy chút huyết sương mù, đến lúc đó coi như là huyết phụ hội tụ làm người hình, cái kia thiên nhân không chết cũng tàn phế. Lúc này, mực bạo quân song đao, đao chia làm 2 đường. Đuổi theo cái kia vài miếng còn sót lại huyết phụ Tống Thư Hàng đã từng được chứng kiến huyết độn đại pháp biết hắn cuối cùng sẽ ở một cái địa điểm tụ hợp.
mấy chuôi bảo đao ở giữa, phối hợp không chê vào đâu được. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn lại để cho bảo đao phách toái, phô hình đao cổ cùng với cửu tu phượng hoàng đao về trước tới đây. Mực bạo quân song đao là hắn bản mệnh pháp khí, coi như là bay lại xa cũng không cần lo lắng, tùy thời cũng có thể thu về. Lúc này, tại Giang Nam khu phụ cận thành phố H một mảnh hiệu khu bên trong. Một vị toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh, hài lòng nhìn qua trên mặt đất khắc khổng lồ trận pháp. Phiến khu vực này, đúng là người độ kiếp nơi tốt. Áo đen thân ảnh nói khẽ. Là một cái phong thủy bảo địa. Khó trách năm tháng trước, Tô thị tiểu cô nương kia chọn ở chỗ này độ kiếp. Trận pháp không có vấn đề, độ kiếp thạch đã an bài thỏa đáng. Huyết thần toàn vị trí cũng đã bày đặt chuẩn xác. Tiếp đó, tăng lên đan văn tiên nông tông thất hoàng diệu quả đan dịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tà khí cũng đã chôn giấu thỏa đáng. Mọi sự đã chuẩn bị, kế tiếp, muốn độ ta ngũ phẩm thiên kiếp. Áo đen thân ảnh xốc lên che đầu, lộ ra xương mù hình dáng thân thể. Là An Chi Ma Quân, công tử Hải hợp tác đồng bọn một trong. Liền là lúc trước chịu trách nhiệm ngàn dặm xa xôi tới đây Giang Nam khu, bắt Tô thị A thập lục cái vị kia. Đáng tiếc hắn đối với nhân loại có mặt đuôi mù, ngược lại đem Tống Thư Hàng cho bắt đi. Trong lúc còn bị đậu đậu đuổi theo cắn rất dài một đoạn lộ trình. Hắn, công tử Hải, chính năng trên thân đều có rất nhiều bí mật. Vì vậy, ba người bọn họ độ kiếp lúc, đều lựa chọn rời đi vô cực ma tông bản thân tìm kiếm độ kiếp chi địa. Ta muốn bắt đầu độ kiếp rồi. An Chi Ma Quân mở ra điện thoại, cho công tử Hải, chính năng đều phát tin tức. Chính năng trả lời một câu, ừ, công tử Hải, chúng ta ngũ phẩm gặp. Nói đúng ra, chúng ta ngũ phẩm bát long văn gặp. An Chi Ma Quân hào khí nói. Bọn hắn chuẩn bị như vậy a thời gian, chủ bị đủ loại tăng lên số long văn cách phương pháp. Vì cái gì cũng không phải là tấn chức ngũ phẩm đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là muốn tấn chức ngũ phẩm, lấy ba người bọn họ tư chất, đã sớm có thể độ kiếp rồi. Bọn hắn muốn là ít nhất thất long văn, thậm chí bảo đảm 7/8. Kim đan không hối hận, bát long văn kim đan, mới có thể cho chúng ta mang đến đầy đủ lực lượng. An Chi Ma Quân nói khẽ. Dứt lời, hắn đưa tay hất lên, đưa điện thoại di động ném tới xa xa một cái huyệt động bên trong. Nơi đó là hắn độ kiếp phạm vi bên ngoài. Bên trong có điện thoại, quần áo, đan dược. Làm như vậy là để chờ hắn độ xong kiếp phía sau sử dụng. Kế tiếp, đã bắt đầu. Trong cơ thể nó 9 đại tiên cốt lực lượng bộc phát, dẫn rơi xuống thiên kiếp. Oanh long long, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên mây đen giăng đầy. Đồng thời, lại có mấy mảnh huyết sắc sương mù từ đông mà đến huyết vụ đông lai. Đây chính là điểm tốt. An Chi Ma Quân mỉm cười. Đối với chúng nó những thứ này ma tu mà nói, huyết vụ thế nhưng là cái cát tường đồ vật. Huyết vụ đông lai, ma khí che mặt trời, âm khí trùng thiên, những thứ này dấu hiệu đối với ma tu mà nói, đều là độ kiếp điểm tốt. Xem ra, bổn tọa lần này độ kiếp, nắm chắc. An Chi Ma Quân mỉm cười. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hắn toàn bộ chiếm hết. Bát long văn trong tầm mắt, sau một khắc. An Chi Ma Quân đưa tay vung lên, chôn giấu trong lòng đất ma khí phun mạnh ra, hình thành 6 cột ma khí khổng lồ. Mỗi một cái cột ma khí đỉnh, đều đứng vững một cái tượng ma thần. Thân cột bên trên, có màu đen chân long du tẩu, liên tục không ngừng rút ra lòng đất độ kiếp đại trận lực lượng, cung cấp thân cột. 6 cây ma thần trụ thanh thế khổng lồ. Quanh bầu trời một tiếng sấm rền, luồng thứ nhất thiên kiếp hướng phía An Chi Ma Quân vị trí hung hăng đánh rớt đi xuống. Chính xác mà nói, luồng thứ nhất thiên kiếp, tương đương với món ăn khai vị, cũng tương đương với chính thức nhắc nhở tu sĩ thiên kiếp bắt đầu rồi các loại. Nói như vậy, chỉ cần có chuẩn bị, có rất ít tu sĩ sẽ chết tại luồng thứ nhất thiên kiếp bên dưới. An Chi Ma Quân rất bình tĩnh, tâm tình của nó rất ổn. Nhiều năm chuẩn bị, nhiều năm tìm cách, chờ đúng là ngày hôm nay. Đối mặt luồng thứ nhất thiên kiếp, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Trong đó một cây ma thần trụ bên trên, phun ra một hồi khói đen, liền chặn luồng thứ nhất thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực, so với dự tính tựa hồ mạnh hơn một chút, xem ra tiềm lực của ta so với chính mình đoán còn muốn càng mạnh hơn nữa. Bất quá với ta mà nói, điểm ấy tăng cường hoàn toàn ở ta có thể tiếp nhận trong phạm vi. An Chi Ma Quân trong lòng tính ra. Thiên kiếp uy lực càng mạnh, tới một mức độ nào đó cũng có thể phản hồi ra một vị tu sĩ tiềm lực.
Luồng thứ nhất thiên kiếp tổng cộng 6 đạo xét. Mỗi đạo thiên lôi rơi xuống đi, thì có một cây ma thần trụ phụt lên khói đen, tiến hành ngăn cản. 6 đạo thiên lôi, 6 cây ma thần trụ. Trùng hợp như thế, An Chi Ma Quân nội tâm kiên cố hơn, xác định hắn cảm thấy tối tăm bên trong thiên ý, đã đứng ở bên cạnh hắn. 6 đạo thiên lôi, toàn bộ bị khói đen ngăn lại. Thiên kiếp tiêu tán. Khói đen đồng dạng bị triệt tiêu. Đồng thời, còn có cái kia phiến huyết phụ, cũng bị cuốn vào thiên kiếp phạm vi, bị vô tình thiên kiếp oanh diệt. Nói không chừng, ta thậm chí có cơ hội trùng kích trong truyền thuyết Cửu Long Văn. An Chi Ma Quân trong lòng xinh đẹp thầm nghĩ. Mặc dù biết Cửu Long Văn thật sự là mờ ảo truyền thuyết. Nhưng trong nội tâm mộng tưởng một chút là chuyện rất bình thường. Không có mộng tưởng ma tu, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Người ta nếu như giống như một cái cá ướp muối, liền tuyệt đối không có khả năng tại tu bút đường bên trên đi ra xa hơn. Giữ vững tinh thần tới đây, hoàn mỹ vượt qua thiên kiếp. An Chi Ma Quân lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Kiếp vân ngưng tụ, công tác chuẩn bị. Đợt thứ hai thiên kiếp sắp buông xuống. Từ nơi này một sóng lên, mới thật sự là ngũ phẩm thiên kiếp. Bên kia, Tống Thư Hàng nhất tâm tam dụng. Hắn một bên chỉ huy cửu tu phượng hoàng đao mang theo bảo đao phách toái, vô hình đao cổ về trước trở về. Bên kia chia nhau khống chế được mực bạo quân song đao, chia nhau truy cứu kích phân tán huyết phụ. Song đao dọc theo huyết phụ, một đường đuổi theo. Cuối cùng tại Giang Nam Đại học thành phụ cận thành phố Hát vị trí, hội tụ đến cùng một chỗ. Xem ra, cái này thiên nhân huyết độn đại pháp phải ở chỗ này tụ hợp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết chỉ còn lại 4-5 phiến huyết phụ, cuối cùng có thể hay không ngưng tụ ra nguyên vẹn thiên nhân. Hy vọng là cái sống, nếu như chết mất lời nói, giá trị liền biết giảm xuống rất nhiều. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy lúc, phía trước huyết phụ đột nhiên trốn vào đến một cái ảo trận phạm vi. Một lát sau, những thứ này huyết phụ bị thiên lôi bắn cho diệt. Cặn bã cũng không có thừa. Tống Thư Hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại thành phố Hát phương hướng, có một mảnh quỷ dị lôi vân, oanh long long thanh âm cuồn cuộn mà đến. Đây là, thiên kiếp, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Hình tượng này, mang cho hắn một loại nhìn quen mắt nhìn thẳng cảm giác. Đúng rồi, năm đó A Thập Lục Độ Kiếp lúc, giống như liền là hình ảnh như vậy. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí, cái mảnh này kiếp phân vị trí. Đều cùng lúc ấy A Thập Lục Độ Kiếp vị trí rất tiếp cận. Nghĩ tới lúc ấy A Thập Lục Độ Kiếp kiếp phân hình ảnh, Thư Hàng trong lòng có chút ấm áp. Lúc trước, đúng là bởi vì A Thập Lục Kiếp phân cộng dược sư đan phương cộng vũ nhu tử dược liệu một loạt kết hợp, mới khiến cho Tống Thư Hàng triệt để đẩy ngã thế giới của mình xem, chân chính bước vào tu chân thế giới. Nhớ lại lúc trước, kèm theo bị ép tường thuộc tính, không ngừng bị người ép tường A Thập Lục, Tống Thư Hàng khóe miệng không khỏi giơ lên. Ừ, A Thập Lục thật rất đáng yêu. Đặc biệt là nàng đẹp trai quét sạch ép tường nàng các thiếu niên về sau, hừ một tiếng rời đi hình ảnh, làm Thư Hàng khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới lại có đạo hữu tại đó độ kiếp, đây là duyên phận đi. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tiếp đó, ý thức của hắn bám vào mực bạo quân song đao bên trên, đem thành phố Hát hình ảnh truyền lại trở về trong đầu của hắn. Cái kia phiến độ kiếp hình ảnh, như trực tiếp, phù hiện ở trước mắt hắn. Mực bạo quân song đao, lơ lửng trên không trung, bất quá song đao không có tới gần độ kiếp khu vực, miễn cho bị cuốn vào người khác thiên kiếp, hại người hại mình. Toàn bộ độ kiếp khu vực, đều bị một mảnh cỡ lớn ảo trận bao phủ. Ảo trận chia làm vài tầng, đều phân bố tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài, sợ bị thiên kiếp phá hư. Cái mảnh này ảo trận có thể ngăn cách người bình thường, tránh cho người bình thường lầm xông độ kiếp khu, quấy nhiễu độ kiếp. Đồng thời, cỡ lớn ảo trận cũng là hướng tu luyện giả nhóm nhắc nhở phía trước có đạo hữu độ kiếp, xin chú ý né tránh. Dù sao cuốn vào người khác thiên kiếp, không phải việc hay. Đối với độ kiếp người cùng bị cuốn vào người mà nói, đều là tai nạn. Dưới tình huống bình thường, tu luyện giả đang nhìn đến dạng này ảo trận về sau, đều né tránh. Nhiều nhất đứng xa xa nhìn, học tập một chút độ kiếp kinh nghiệm. Bởi vì khổng lồ ảo trận bao phủ. Tống Thư Hàng tạm thời nhìn không tới là ai tại độ kiếp. Chỉ có thể mơ hồ thấy có 6 cây cột hình dáng đồ vật, tại trong huyễn trận như ẩn như hiện. Nhìn bầu trời kiếp uy lực, tựa hồ là ngũ phẩm cấp bậc. Lại nói, lúc trước thiên nhân huyết phụ đột nhiên xâm nhập, có
có thể hay không tăng lên thiên lôi uy lực. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến độ kiếp đạo hữu. Tống Thư Hàng trong lòng tính ra nói dù sao cũng là mấy tháng này mỗi tháng đều cùng thiên kiếp tiếp xúc nam nhân, hắn bây giờ đối với thiên kiếp quá quen thuộc. Ngũ phẩm thiên kiếp lời nói, có muốn hay không mang đậu đậu đi xa xa đứng ngoài quan sát, căng điểm tư thế. Hắn cũng sắp độ kiếp rồi. Suy tư cháu, Tống Thư Hàng bản thể mở ra cửu châu nhất hào quần nhất tâm nhị dụng, tại trong nhóm gửi đi tin tức, đúng rồi, các vị tiền bối, thành phố hát vị trí có người tại độ kiếp. Mọi người có tin tức sao? Biết là ai độ kiếp không? Liền là Giang Nam Đại học thành phụ cận cái thành phố kia. Nhớ kỹ lúc trước tiểu thập lục cũng là tại đó độ kiếp A. Bắc Hà Tán Nhân nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng, đúng, chính là chỗ đó. Hơn nữa vị trí cũng cùng thập lục độ kiếp khu vực rất tiếp cận. Tô Thị A Thất, bóp cái cằm biểu lộ chỗ đó đúng là cái thích hợp độ kiếp nơi tốt. Lúc trước ta vì A thập lục tìm thật lâu, mới tìm được. Không nghĩ tới cũng có ánh mắt cùng ta tốt đạo hữu. Nhưng mà A thập lục lúc ấy độ kiếp đã thất bại, cái kia phá địa mới chỉ sợ không có người tưởng tượng tốt như vậy. Cuồng đao tam lãng nổi lên, tàn nhẫn ghim A thất tâm. Tô thị A thất, xem ra, bản thân đối với tam lãng đạo hữu huấn luyện còn xa xa chưa đủ, qua mấy ngày bản thân lại đi bồi tam lãng luyện đao đi. Bản thân dạng này người bận rộn, mỗi giây mấy nghìn vạn linh thạch bên trên xuống. Còn muốn bận bịu trong tranh thủ thời gian giúp đỡ tam lãng tăng cường đao pháp, tam lãng nhất định sẽ rất cảm động a. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, ta đây biên không nhận được có đạo hữu muốn độ kiếp tin tức, là mấy phẩm thiên kiếp. Theo uy lực đến xem, hẳn là 4 tấn 5, ta lúc trước đuổi theo một cái thiên nhân huyết độn đại pháp thời gian, đuổi tới vị đạo hữu này độ kiếp hiện trường. Tống Thư Hàng nói, 4 tấn 5 thiên kiếp, bên cạnh có hộ đạo người sao? Bắc Hà Tán Nhân dò hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, tựa hồ không thấy được hộ đạo người, bất quá cũng có lẽ hộ đạo người ẩn núp, không có hiện thân. Lệ Chi tiên tử, có lẽ không là người của chúng ta độ kiếp, gần nhất không có nghe nói có nhà ai có tứ phẩm tu sĩ tấn chức ngũ phẩm. Hơn nữa, nếu có người 4 tấn 5 thiên kiếp, lại muốn đem độ kiếp địa điểm đặt ở thành phố hát lời nói, có lẽ biết trước cùng Tống Thư Hàng lên tiếng chào hỏi mới đúng. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, cùng ta chào hỏi. Làm gì vậy? Bởi vì Giang Nam Đại học thành phụ cận khu vực, trên lý luận mà nói là nghìn năm đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh Hồng Trần lịch luyện địa điểm. Tu chân giới bọn hậu bối, nếu có người muốn đem 4 tấn 5 thiên kiếp phóng tới Giang Nam Đại học thành khu vực phụ cận lời nói, nhất định muốn cùng ngươi bá Tống Huyền Thánh lên tiếng chào hỏi. Đây là đối với bát phẩm lão tiền bối tôn trọng, che miệng cười khẽ biểu lộ Lệ Chi tiên tử nói. Tống Thư Hàng, vì sao nghe ta giống như rất nghiêu bức bộ dạng? Người khác tại ta phụ cận độ cái kiếp, còn phải trước giờ lên tiếng chào hỏi. Trăng sáng bao lâu có, thực hâm mộ a. Bắc Hà Tán Nhân, có lẽ là tán tu đi, nếu thật là tán tu lời nói, hắn tình cảnh hiện tại cũng không quá hay. Hiện tại thiên nhân khắp nơi săn bắn tu sĩ kim đan. Loại này vừa mới 4 tấn 5 tu sĩ, phù hợp nhất thiên nhân săn bắn tiêu chuẩn rồi a. Tô Thị A Thất, nói cách khác. Sẽ có đại sóng thiên nhân khả năng giống như ngửi thấy mùi máu tươi dã thú, chạy tới. Hay a, đáng tiếc, ta bây giờ không có ở đây Giang Nam khu, đi qua cũng cần có thời gian. Tống Thư Hàng, hay a, Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, xem ra, Thư Hàng tiểu hữu người đối với săn bắn thiên nhân cũng rất có hứng thú. Đã như vậy, người không ngại đi thủ hộ xuống vị kia độ kiếp đạo hữu. Miễn cho hắn vừa độ xong thiên kiếp. Đã bị thiên nhân săn bắn. Tô Thị A Thất, vị đạo hữu này chọn tại thành phố hát độ kiếp, từ loại nào mức độ mà nói, cùng chúng ta rất có duyên phận. Thư Hàng ngươi xem một chút độ kiếp rút cuộc là người nào, đến lúc đó đem ảnh chụp phát lên đến cho chúng ta nhìn xem. A Thất tiền bối đối với độ kiếp đạo hữu có hứng thú. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cuồng đao tam lãng, ha ha, ta cảm giác lấy A Thất cái này chiến đấu cuồng nhân tính cách, hắn tiềm ẩn ý tứ khẳng định là loại này. Thư Hàng ngươi đến lúc đó chụp một cái, để cho chúng ta nhìn xem độ kiếp đạo hữu rút cuộc là lai lịch gì. Nếu như là tội ác chồng chất thế hệ, chờ hắn độ xong kiếp về sau, ngươi vừa vặn có thể một đao đưa hắn chém. Khẳng định là như vậy, không có sai. Tô Thị A Thất, Bá Tống, khụ ta đây đi ngó ngó, nói không chừng lại có thể săn bắn một sóng thiên nhân. Lần nữa có được tân sinh đậu đậu, có muốn hay không cùng đi xem nhìn độ kiếp tình cảnh, căng điểm kinh nghiệm EXP. Đậu đậu, Gâu Thư Hàng người ta làm gì vậy, ta tại trong nhóm bị cấm ngôn nữa a.
Đậu đậu thanh âm là từ trên lầu vang lên, hắn trong tiếng kêu có loại phụ khuyển xa sủa cảm giác, tràn đầy không cam lòng nếu không phải Hoàng Sơn đại ngốc cái kia thần lai chi bút cấm ngôn, hiện tại hắn đã đem một cái nổ tung bát quái tung ra. Nhưng hiện tại, cái này bát quái hắn đã chuẩn bị vĩnh viễn chôn giấu trong lòng mình, có rảnh liền trở về hồi tưởng một chút bản thân một con chó vui mừng a, không bao giờ nữa báo tố trong nhóm bất luận kẻ nào. Bá Tống, ta biết người bị cấm ngôn, nhưng ta biết người khẳng định đang nhìn trong nhóm nói chuyện phiếm ghi lại, vì vậy ngươi một chút, người khẳng định cũng có thể thấy. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Trên lầu đậu đậu cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi có cái này công phu, người còn không bằng ngẩng đầu gọi ta một câu a. Đánh chữ không mệt mỏi sao? Đi không, đậu đậu, Tống Thư Hàng lần nữa đưa vào nói, ta lập tức liền xuất phát, đi lời nói liền mang ngươi đoạn đường. Không đi lời nói ngươi lưu lại giữ nhà. Nói nhảm, đương nhiên là đi á, chờ ta. Đậu đậu kêu lên. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi tốt về hưu, đậu đậu đi xem đạo hữu độ kiếp lúc chú ý an toàn, chính ngươi cũng đã đến nhanh độ kiếp giai đoạn, cẩn thận không muốn dẫn xuống thiên kiếp của ngươi. Hoàng Sơn đều không có nghe được đậu đậu trả lời, cũng đã biết đậu đậu nhất định là muốn đi theo Tống Thư Hàng cùng đi, tại trong nhóm nhắc nhở. Yên tâm đi, Hoàng Sơn tiền bối. Ta quá có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không lại để cho đậu đậu tiếp xúc quá gần thiên kiếp khu vực. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn thế nhưng là bị thiên kiếp nhiều người độ kiếp, mọi người thành thánh hình thức làm qua một lần nam nhân, đối với điểm ấy nhất định sẽ càng thêm phòng bị, tuyệt đối sẽ không lại để cho đậu đậu bước vào độ kiếp phạm vi. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, cái kia đậu đậu liền giao cho ngươi rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Mặt khác, đừng để cho đậu đậu chơi quá lâu, qua mấy ngày hắn cũng muốn chuẩn bị độ kiếp rồi, đến lúc đó khiến nó sớm chút về nhà. Tống Thư Hàng, tốt, bao tại trên người ta, mời Hoàng Sơn tiền bối yên tâm. Đậu đậu nhìn xem trước máy vi tính đoạn này nói chuyện phiếm ghi lại, không hiểu thấu một hồi tâm nhét. Vẫn còn nhớ kỹ năm đó, hắn xa nhà trốn đi, cùng Tống Thư Hàng lần đầu gặp nhau về sau, khi đó Hoàng Sơn cũng ta van ngươi Tống Thư Hàng chiếu cố, coi chừng hắn. Lúc ấy đậu đậu rất khinh thường trả lời chỉ bằng cái này đầu tay mơ, sao có thể nhìn được ta. Không nghĩ tới hiện thế báo tới đây nhanh như vậy. Hiện tại Tống Thư Hàng đã có thể vỗ lồng ngực trả lời Hoàng Sơn đại ngốc bao tải trên người ta, mời Hoàng Sơn tiền bối yên tâm. Đậu đậu trong nội tâm nhét nhét, nặng trịch. Muốn không, vẫn là cùng Tống Thư Hàng tuyệt giao đi. Gia hỏa này hiện tại chỉ là đứng ở nơi đó bất động, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Đậu đậu cũng cảm giác gia hỏa này đang giễu cợt hắn. Dưới lầu, Tống Thư Hàng đưa tay đem cửu thu phượng hoàng đao, vô hình đao cổ, bảo đao phách toái đều tiếp thu đến. Với tư cách thù lao, Tống Thư Hàng cho mỗi chuôi đao đều thi triển một phát dưỡng đao thuật. Tiếp đó, bảo đao phách toái bên trên thiên nhân bị Tống Thư Hàng đưa vào hạch tâm thế giới. Đậu đậu xuống lầu thời gian, liền thấy cửu thu phượng hoàng đao tại Tống Thư Hàng bên người vui vẻ đảo quanh. Vô hình đao cổ thân hình như ẩn như hiện, lộ ra vô cùng vui vẻ bộ dạng. Phách toái đao không có đao linh, hắn chỉ là bình tĩnh lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên người, lộ ra tương đối trầm mặc. Đao của ngươi cắn dược, đậu đậu nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, cái này là tới từ ở một vị siêu cấp tiền bối dưỡng đao thuật, học được phía sau có thể làm cho đao cùng chủ nhân càng thêm thân mật, đồng thời còn có thể đối với đao tiến hành củng cố. Cuối cùng có một ngày có thể đào tạo ra một chuôi thần đao tới đây. Ta chỉ nghe qua dưỡng kiếm thuật, đậu đậu nói, hơn nữa, theo ta được biết dưỡng kiếm thuật cũng sẽ không giống người bộ công pháp này, có thể làm cho đao giống như gặm thuốc vui vẻ. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, dưỡng đao thuật hẳn là dưỡng kiếm thuật cải tiến tới. Nói trở lại, chuyện này ta có lẽ hỏi thăm Tô Thị A Thất tiền bối mới đúng. Lần trước nhập mộng lúc, hắn một mực ở suy nghĩ có thể hay không theo vị kia nghi là Tô Thị A Thất tiền bối Tô Hiển trên thân, học được thiên đao táng tinh hải tuyệt chiêu. Nhưng lại xoắn suýt ngộ nhớ học được thiên đao táng tinh hải về sau, hắn có thể hay không dùng vấn đề không phải người Tô gia, sử dụng một đao kia lời nói không chừng sẽ bị Tô Thị đuổi giết a. Nhưng về sau, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc thiên đao táng tinh hải ngược lại là học được tam thiên đao kinh cùng dưỡng đao thuật. Hiện tại, hắn dưỡng đao thuật liền giống như tay trượt, dùng đặc biệt trượt. Phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút, Tô Thị A Thất tên của tiền bối có phải hay không kêu Tô Hiển. Hỏi A Thất chuyện gì? Đậu đậu lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, ta suy nghĩ,
A Thất tiền bối tục ra tên, thì gọi là gì? Không biết, Đậu Đậu nói, mọi người thêm quần về sau, cũng gọi đạo hiệu, ai còn dùng tên thật. Trừ phi giống như ngươi lúc trước như vậy, liền cái đạo hiệu đều không có, vì vậy mọi người cũng gọi ngươi tên thật. Về phần về sau, đạo hiệu của ngươi nhiều lắm, mọi người cảm giác kêu đạo hiệu của ngươi rất phiền toái, vậy là cũng thói quen bảo ngươi tên thật. Tống Thư Hàng, ta đạo hiệu nhiều thật sự là thực xin lỗi mọi người. Hơn nữa, trừ phi là rất người thân cận, nếu không các tu sĩ bình thường không thích nói cho người khác biết tên thật. Dù sao có vụ thuật hoặc là nguyền rủa các loại đồ vật tại. Người về sau cùng tu chân giới những người khác giao lưu thời gian, tốt nhất cũng chỉ báo đạo hiệu, để ngừa ngộ nhỡ. Đậu Đậu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Còn có, Thiên Hà Tô Thị tương đối kỳ quái. Dù sao gia tộc bọn họ bên trong, chân chính nhân vật thiên tài kế thừa con số đạo hiệu về sau, liền sẽ vứt bỏ tên thật. Cái này vứt bỏ tựa hồ là cái nghi thức à. Vì vậy, người coi như là hỏi Tô Thị A Thất hắn ban đầu tên thật là gì, chỉ sợ hắn bản thân cũng không biết. Đậu Đậu lại bổ sung. Tống Thư Hàng tiếp tục yên lặng gật đầu, Đậu Đậu ngươi hiểu được thật nhiều. Nói cách khác, A Thập Lục cũng không có tên thật. Thiên Hà Tô Thị quy tắc thật đúng là rất kỳ quái. Nhất định, Đậu Đậu ngẩng đầu ưỡn ngực, đừng lãng phí thời gian đang gấp, chúng ta lên đường đi. Chúng ta đi như thế nào? Mở tiên thuyền đi qua, Tống Thư Hàng đề nghị. Không mở, ngày hôm qua mở một ngày ngươi cơ giáp tiên thuyền, cảm giác không có tí sức lực nào. Đậu Đậu quơ quơ móng vuốt nói. Tống Thư Hàng, vậy cũng chỉ có ngự đao phi hành đi qua, hoặc là cưỡi ta tôm hùm thần chiến xa đây. Cái này hay, ngươi tôm hùm thần chiến xa có thể, ta lúc trước liền nghĩ mở một lần. Đậu Đậu hưng phấn nói. Một lát sau, tôm hùm thần chiến xa phù không dựng lên, ánh vàng rực rỡ hà long lôi kéo chiến xa, trên không trung Mercedes-Benz. Đậu Đậu giống người ngồi, hắn hai bò huy động dây cương, vui vẻ kêu lên. Tôm càng xanh lét gạch dưới gâu. Hắn không phải tôm càng xanh, là Hà Long. Tống Thư Hàng ngồi xổm trong chiến xa, đầu gối của hắn bên trên để đó cửu tu phượng hoàng đao cùng xích tiêu kiếm. Cửu tu phượng hoàng đao không ngừng hướng Tống Thư Hàng gửi đi muốn tới một phát dưỡng đao thuật tin tức, hắn tạm thời không muốn trở về. Xích tiêu kiếm tiền bối là đơn thuần không muốn trở về, muốn ở lâu ở bên ngoài thông khí một thời gian ngắn chỉ cần công đức xà mỹ nhân không đem hắn nuốt trở về. Hắn cũng không chuẩn bị đi trở về. Không đều là tôm đi. Đậu Đậu rất sung bộ dạng. Một cái là tôm, một cái là long. Tống Thư Hàng vì bản mệnh pháp khí của mình bênh vực kẻ yếu Hà Long không phải tôm hùm, là hai cái khác nhau giống loài. Đừng để ý những chi tiết này á, chó còn sống chỉ cần vui vẻ là được rồi. Đậu Đậu nói. Tống Thư Hàng, tôm hùm thần chiến xa, rất nhanh liền đến thành phố Hát vị trí. Tống Thư Hàng một kiện khác bản mệnh pháp khí mực bạo quân song đao liền tại trong hư không trôi nổi lấy. Đến độ kiếp khu vực về sau, Tống Thư Hàng đem mực bạo quân song đao thu trở về, phần thưởng chúng nó một phát dưỡng đao thuật lại đem chúng nó thu hồi trong cơ thể. Tôm hùm thần chiến xa đồng dạng trở về. Tống Thư Hàng mang theo Đậu Đậu, vững vàng lơ lửng ở ngồi ở hư không chỗ cao. Tại vị trí này, độ kiếp đạo hữu sẽ không chú ý tới hắn, Đậu Đậu cũng sẽ không bị thiên kiếp khí tức dẫn động. Khoảng cách này liền sẽ không ảnh hưởng vị kia đạo hữu độ kiếp loại chuyện này, còn là không muốn bị ngoại giới quấy nhiễu tốt nhất. Tại không rõ ràng lắm độ kiếp là vị đạo hữu nào điều kiện tiên quyết, Tống Thư Hàng mọi cử động là mang theo thiện ý. Đậu Đậu thu nhỏ hóa, ngồi xổm Tống Thư Hàng trên bờ vai. Hai người nhìn xem thiên kiếp lôi oanh rơi, nhìn phía dưới độ kiếp trong đại trận, có 6 cây cây cột hư ảnh cuốn động, đem thiên kiếp một luồng sóng ngăn lại. Trên mặt đất có kiếp hỏa bốc lên, độ kiếp trong đại trận lại có hơi nước thoải mái, đem kiếp hỏa dẹp loạn. Ngũ phẩm thiên kiếp bên trong, lại có kịch độc thủy kiếp rơi xuống, 6 cây trên cây cột tượng thần khởi động, hiện ra một cái túi, đem tất cả kịch độc thủy kiếp toàn bộ hấp thu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, đâu vào đấy. Gia hỏa này thực lực không tệ, hơn nữa hắn độ kiếp đại trận bày vô cùng ổn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước mấy sóng thiên kiếp không làm khó được hắn. Đậu Đậu nói. Đây mới là độ kiếp chân chính tư thế a. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán nói. Chân chính tu sĩ, liền là có lẽ cần dạng này độ kiếp mới đúng. Bày xuống khổng lồ độ kiếp trận, tìm tốt linh địa, thiết lập tốt các loại pháp khí, tiếp đó có tiết tấu đối kháng thiên kiếp. Hắn mấy lần trước,
không hề chuẩn bị, độ kiếp liền là đối với thiên kiếp chính diện đánh phương thức, ném tới tu chân giới sách giáo khoa bên trong, đều là vững chắc phản diện tài liệu. Bất quá, ngày nay thiên kiếp biến dị, kế tiếp hiện đại hóa thiên kiếp hoặc là xuất hiện, không biết hắn có thể hay không ngăn trở. Đậu Đậu lên tiếng nói. Đậu Đậu nhìn vô cùng nghiêm túc, dù sao hắn sau đó không lâu cũng muốn độ ngũ phẩm thiên kiếp, hắn bây giờ là đem bản thân nhập vai đến nơi này cái độ kiếp tu sĩ nhân vật bên trong, tiến hành suy tư, suy diễn độ kiếp. Đang khi nói chuyện, thiên kiếp đã biến đổi hình dạng, tiến nhập hiện đại hóa thiên kiếp hình thức. Trong hư không, thiên kiếp ngưng tụ vì 3ZM82A1 hình thái, hơn nữa là gấp 10 lần phóng đại bản. Tống Thư Hàng, thiên kiếp liền là có thể muốn làm gì thì làm. Phịch, thiên kiếp khai hỏa. Lấy vạch trần mặt, phía dưới độ kiếp tu sĩ 6 cây cây cột hình thành phòng ngự, bị một hơi đánh bại. Đã liền bao vây lấy toàn bộ độ kiếp trận ảo trận, cũng bị thời gian ngắn phá vỡ. Bất quá, vị kia độ kiếp tu sĩ còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. 6 hình trụ phòng ngự bị phá thời gian, bên cạnh hắn lại hiện lên từng mặt bạch cốt thuẫn bức tường, đã ngăn được thiên kiếp công kích. Đồng thời, 6 trụ cấu thành phòng ngự, ảo trận lại mượn nhờ độ kiếp trận pháp xuống vùi linh thạch, tà khí lực lượng, nhanh chóng chữa trị. À, trên bầu trời, Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu con mắt đồng thời sáng ngời. Đây không phải lúc ấy cưỡng ép dẫn ta trang bức dẫn ta bay An Chi Ma Quân đi. Đây không phải lúc ấy đột nhiên dùng sức đụng ta, bị ta đuổi theo cắn nửa ngày ra hỏa đi. Nhớ năm đó, Tống Thư Hàng cũng là một cái đối với trời xanh đặc biệt khát vọng thiếu niên. Hắn vô số lần huyễn tưởng qua bản thân trùng kích trời xanh hình ảnh. Hoặc điều khiển máy bay, ưng kích trời cao, tung hoành tứ hải. Hoặc đợi hắn học được ngự kiếm phi hành thuật, chân đạp phi kiếm, tay chắp sau lưng, tiêu sái nhân gian. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn trời xanh mộng ban đầu thể nghiệm, là bị một vị kinh khủng ma quân giống như lão ưng bắt gà con bắt lấy, lại bị đối phương dùng cái đuôi cuộn, cưỡng ép mang trên bầu trời. Trong giấc mộng tiêu sái gì gì đó, tất cả đều không tồn tại. Có chỉ có buồn nôn, muốn ói còn có mềm chân. Tống Thư Hàng nhân sinh trời xanh ban đầu thể nghiệm, là một cái thật lớn chê bai. Thậm chí Tống Thư Hàng hoài nghi, về sau bản thân sẽ có chứng sợ độ cao rất có thể là ở khi đó, liền chôn xuống bóng ma trong lòng hạt giống. Đây hết thảy, đều là nâng phía dưới đang tại độ kiếp vị này An Chi Ma Quân phúc. Quả nhiên là có duyên phận a, Tống Thư Hàng nói. Duyên phận, như vậy tuyệt vời. Đậu Đậu gật đầu phụ họa. Tống Thư Hàng, ha 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 ha. Đậu Đậu, ha 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 ha. Một người một chó, cười đặc biệt đồng bộ, hài hòa. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Ni mã, hai người này làm sao cười như vậy nhân vật phản diện. Hắn đột nhiên có chút hối hận, tiếp tục lưu lại Tống Thư Hàng bên người. Ta phải nghĩ biện pháp đưa hắn điểm kinh hỉ mới được. Tống Thư Hàng nói. A Thập Lục thế nhưng là phát qua thề, nhất định chém công tử Hải một đám ba người. Hiện tại Tống Thư Hàng gặp gỡ cơ hội, có thể không thể bỏ qua. Đậu Đậu, gây sự ta thích, bất quá chúng ta muốn làm như thế nào? Gia hỏa này tại độ thiên kiếp, nếu như chúng ta dựa vào là thân cận quá, dễ dàng bị cuốn đi vào. Kỳ thật, chúng ta không cần dựa vào là thân cận quá, chúng ta chỉ cần ngồi vào độ kiếp trận bên cạnh, giữ một khoảng cách, tiếp đó lớn tiếng cho vị này người quen biết cũ cổ vũ bơm hơi như vậy đủ rồi. Tống Thư Hàng nói ra, làm một cái người độ kiếp lúc, đột nhiên phát hiện bên ngoài có hai cái bản thân kẻ thù cũ tại đó gặm hạt dưa, lớn tiếng vì chính mình cổ vũ bơm hơi, trong lòng sẽ có cảm giác gì? Đậu Đậu, hay a, Tống Thư Hàng gia hỏa này, quả nhiên bị Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong gia hỏa ô nhiễm. Trước kia rõ ràng là như vậy chất phác một người tốt, hiện tại biến cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu một cái phong cách vẽ. Ta cảm giác Đậu Đậu ngươi ở trong nội tâm phỉ báng ta. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Đậu Đậu, Nằm Thảo, người học đọc tâm thuật, người còn thật tại phỉ báng ta à? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói, bởi vì ngươi vừa rồi đột nhiên một mặt thổn thức bộ dạng, khóe miệng còn lộ ra cười xấu xa. Kỳ thật, ta chỉ là ở cảm khái. Đậu Đậu nói, Cửu Châu Nhất Hào quần thật là một cái đại bùn đàn, người cái này tiểu manh mới tại trong nhóm mới qua bao lâu, đã bị nhuộm thành một cái phong cách vẽ. Không đúng, Đậu Đậu, ta phong cách vẽ, một mực chính là cái này loại. Thật muốn nói lời, có lẽ ta biến so với trước kia càng hoạt bát một chút. Tống Thư Hàng nở nụ cười. Hắn cảm giác mình không hề thay đổi đối với bạn bè cùng người bình thường,
hắn còn là như vậy có thiện ý. Mà đối với Swat Boss, hắn giống như dĩ vãng nhiệt huyết. Đậu đậu, phì, không biết xấu hổ, tìm đường chết liền tìm đường chết, không muốn dùng hoạt bát để che giấu tìm đường chết. Xích Tiêu Kiếm, ha 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 ha, cái này đầu tiểu cẩu cẩu phát biểu lời nói sắc bén. Xích Tiêu Kiếm tiền bối quá hợp ý cái này một câu tổng kết. Đi, chúng ta xuống dưới. Đã muộn lời nói không chừng chúng ta bằng hữu cũ An Chi Ma Quân thiên kiếp đều độ xong. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn duỗi thân thể, thẳng tắp từ không trung chọc vào rơi xuống. Tốc độ nhanh cực kỳ, giống như là một cây cây lao từ không trung ném đi xuống bình thường. Nam Thảo, ngươi làm sao lại như vậy đi xuống? Đậu đậu đều bị doa hoảng sợ đã nói rồi đấy, chứng sợ độ cao đây. Tại sao không có? Đã chữa khỏi sao? A Tống Thư Hàng đột nhiên nhịn không được kêu lên, Nam Thảo, xem ra ta chứng sợ độ cao vẫn chưa hoàn toàn tốt. Hắn cho là mình chứng sợ độ cao đã khỏi, cho nên muốn thừa cơ thử xem không trung nhảy cầu. Không nghĩ tới nhảy đến một nửa, trong lòng của hắn lại bắt đầu hoảng lên. Xem ra, muốn chữa trị bản thân chứng sợ độ cao, hắn còn phải mở ra biến hình cơ giáp tiên thuyền điên cuồng đào thoát hình thức qua lại mở bên trên vài lần mới được. Đậu đậu, hắn đã hoàn toàn không biết muốn từ đâu bắt đầu đậu đen rau má Tống Thư Hàng. Phịch, Tống Thư Hàng đại nửa người thẳng tắp cắm vào mặt đất, trên mặt đất phát ra kinh khủng tiếng va đập, mặt đất chấn động. Điểm ấy độ cao, hắn nhào ra kim cương thân cộng thánh viên long lực thần công củng cố nhục thân, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Không đau không ngứa. Một chút việc đều không có, nhục thể của ta so với ta bản thân dự tính còn mạnh hơn rất nhiều. Như vậy xem ra, cao như vậy ta có thể không cần để ý. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhảy, đem thân thể của mình theo trong lòng đất rút ra. Đậu đậu, Xích Tiêu Kiếm, Tống Thư Hàng từ không trung mà đáp xuống gây ra đại thanh thế, đưa tới độ kiếp trong trận pháp An Chi Ma Quân chú ý. Hắn ban đầu cho là động đất trong lòng cũng không thèm để ý, thậm chí còn cho là cái điểm tốt. Không nghĩ tới là một nhân loại tu sĩ từ không trung mà đáp xuống. Tại đối kháng hiện đại hóa thiên kiếp ngoài, An Chi Ma Quân xem xét Tống Thư Hàng liếc. Từ trên cao rơi xuống, rồi lại lông tóc không tổn hao gì, đây là thể tu cường giả sao? Bất quá, bởi vì An Chi Ma Quân đối với nhân loại có mặt đuôi mù chứng, vì vậy hắn không thể liếc liền nhận ra Tống Thư Hàng tới đây. Đối với An Chi Ma Quân mà nói, nhân loại cùng với bé thỏ con, hắn nhiều nhất có thể phân biệt màu da. Nhưng căn bản không thể nhận ra nhân loại bộ dáng, thậm chí ngay cả nam nữ hắn đều không thể phân biệt. Đã liền công tử Hải cùng chính năng hai đồng bạn, hắn đều là bỏ ra rất lớn công phu, mới đưa bọn hắn triệt để nhớ kỹ. Nếu như cho nó một chút thời gian thật tốt quan sát lời nói, hắn có thể đem Tống Thư Hàng vị này nghìn năm đệ nhất thánh nhận ra. Nhưng hiện tại hắn đang tại độ thiên kiếp đây, nào có công phu thật tốt phân biệt từ không trung mà đáp xuống mặt khác tu luyện giả. An Chi Ma Quân nhìn lướt qua, phát hiện đây là một vị ngũ phẩm nhân loại tu sĩ cộng một cái tứ phẩm yêu khuyển về sau, hắn sẽ không nhiều hơn chú ý. Đối phương có thể là ngoài ý muốn rơi xuống tại phụ cận, thế nhưng chỉ cần đối phương không tìm chết, chắc có lẽ không ngốc đến xâm nhập hắn độ kiếp trong trận pháp. Hắn vừa rồi quét chúng ta liếc đi, đậu đậu lên tiếng hỏi, lúc này đậu đậu mắt chó lấp lánh tỏa sáng, dùng một loại phá huyễn thuật pháp thuật. Ừ. Tống Thư Hàng trả lời, hắn không có học được cường lực phá huyễn pháp thuật, nhưng hắn có thánh nhân chi nhãn. Công đức xà Mỹ nhân phờ phạc bám vào Tống Thư Hàng sau lưng, vừa rồi nàng bị Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra, lại thay hắn đổi con mắt. Hiện Tống Thư Hàng đổi con mắt liền cùng đổi kính mắt, quá thuần thục. Lại qua một thời gian ngắn, chờ hắn huyễn thuật tu vi đi lên về sau, phối hợp hắn thận khí yêu đan muốn bài trừ cái này đẳng cấp huyễn thuật cũng không cần mượn nhờ thánh nhân chi nhãn. Hắn bỏ qua chúng ta đi, đậu đậu lại lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, ừ, ta nhớ ra rồi, gia hỏa này có mặt đuôi mù chứng, lúc ấy muốn bắt A Thập Lục, rồi lại đem ta cầm. Có lẽ gia hỏa này không nhận ra chúng ta tới. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có chút thất lạc, hắn không khỏi liền nghĩ tới Cửu Châu Nhất Hào quần tỉnh Vương Kiếm Thánh. Bất quá, may mà ta có thánh ấn. Chỉ cần ta nguyện ý. Ta có thể tùy thời kích phát ra thiên hạ không người không biết quân hiệu quả. Muốn bỏ qua ta, không tồn tại. Tống Thư Hàng duỗi ra tay trái, tế ra bá Tống Thánh Ấn lại đưa tay phải ra, tế ra bá Nho Ma Ấn. Phía trước An Chi Ma Quân đạo hữu, mời xem đến ngươi là ưa thích bên trái bá Tống khoản đây.
còn là ưa thích bên phải bá nho khoản. Thiên kiếp không thể quấy nhiễu, nếu không hơi bất cẩn cũng sẽ bị cuốn vào. Đến lúc đó, đối với mọi người cũng không tốt. Thế nhưng ta ngồi ở bên cạnh xem cuộc vui không có vấn đề đi. Xem cuộc vui lúc, ta thuận tiện tế ra bản thân song thánh ấn cùng 21 con khỉ, thay đạo hữu cổ vũ, không có lông bệnh đi. Ăn chi đạo hữu, tin tưởng mình, người có thể làm. Tống Thư Hàng kêu lên chẳng biết tại sao, có thể là bởi vì cổ vũ lời kịch quá trái lương tâm, như vậy thay An Chi Ma Quân cổ vũ lúc, Tống Thư Hàng cảm giác trong nội tâm có chút là lạ. Dù sao mình không phải chân chính diễn viên, quá trái lương tâm lời nói ra miệng, cảm giác không cách nào dung nhập tình cảm. Gâu đậu đậu phụ hỏa kêu một tiếng, hấp dẫn An Chi Ma Quân chú ý. Đồng thời, Tống Thư Hàng sau lưng 21 đầu nho ra thánh viên hiện thân. Một lớn 20 nhỏ thánh viên xếp thành hình chữ nhân, gen chúng nó đồng thời mở ra kinh văn, bắt đầu phát ra nặng nề đọc lên tiếng. Đọc lên tiếng sáng sủa đọc thuộc lòng, trầm bồng du dương, có tiết tấu. Nhưng cẩn thận nghe, lại có thể nghe được chúng nó tựa hồ chỉ là ở hô hào 666. Độ kiếp trong đại trận. An Chi Ma Quân đã nghe được Tống Thư Hàng cùng đậu đậu tiếng kêu. Gia hỏa này biết đạo hiệu của ta. Chẳng lẽ là cừu gia của ta, đã biết ta ở chỗ này độ kiếp tin tức, muốn tới đây vòng vây ta. Thế nhưng, một cái ngũ phẩm nhân loại tu sĩ cộng một đầu tứ phẩm yêu khuyển, liền nghĩ lấp kín ta. Quá ngây thơ rồi. Chờ ta độ xong thiên kiếp về sau, ít nhất là thất long văn kim đan, đến lúc đó coi như là đối mặt đều là ngũ phẩm cảnh giới tu sĩ đánh không lại chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Chính là ngũ phẩm tu sĩ kim đan, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. An Chi Ma Quân trong nội tâm rất ổn. Hắn tại lại ngăn lại một sóng thiên kiếp đạn pháo công kích về sau, lại quay đầu nhìn Tống Thư Hàng cùng đậu đậu liếc. Cái này liếc nhìn tới thời gian, hắn đột nhiên cứng lại rồi, bá. Bá Tống, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng đã xác định qua, bá Tống cũng sớm đã rời đi Giang Nam địa khu. Hơn nữa hắn lặng lẽ thẩm tra đối chiếu qua, gần nhất trong trường học cái vị kia bá Tống kỳ thật là một cây thụ yêu ngụy trang. An Chi Ma Quân lặp đi lặp lại xác nhận thật lâu thời gian, cuối cùng mới quyết định đem độ kiếp chi địa đặt ở thành phố Hát vị trí. Hơn nữa, lần này hắn độ kiếp sự tình, làm vô cùng che giấu. Thậm chí, đã liền công tử Hải cùng chính năng, cũng không biết hắn cụ thể đem độ kiếp chi địa đặt ở đâu. Nhưng vì sao, bá Tống sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn? Quanh độ kiếp trong thời gian, làm sao có thời giờ cho hắn phân tâm? Hắn cái này xứng sở thời điểm. Trên bầu trời thiên kiếp đại lão thừa cơ mở cái đại. Trên bầu trời xuất hiện hơn 10 môn cự pháo, đối với An Chi Ma Quân một hồi cuồng oanh. Nếu không phải hắn độ kiếp trận pháp bố trí vô cùng ổn, cái này một sóng đoán chừng hắn liền quỳ. Tống Thư Hàng cùng đậu đậu trên mặt lộ ra đồng bộ dáng tươi cười. Muốn chính là cái này kết quả. Hắn cùng đậu đậu cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở bên cạnh đứng ngoài quan sát. Lại để cho An Chi Ma Quân biết hắn cùng đậu đậu tại, có thể cho đối phương tạo thành to lớn lực áp bách. Thậm chí đến tâm ma kiếp giai đoạn, còn sẽ trở thành đối phương tâm ma. Cái này, có thể là tâm ma của ta. An Chi Ma Quân đột nhiên trong lòng khẽ động, có lẽ đây là tâm ma tại xâm cắn tâm linh của nó.